Lý Vô Địch xích huyết hoàng đao, cũng liền hơn 40 điều thánh thiên văn, đã là đông hoàng cảnh tối đỉnh cấp thánh thú binh. Bọn họ lấy cái này thái dương phi bàn, xem như đi đường công cụ, có thể thấy được những người này tầng thứ, siêu việt đông hoàng cảnh rất nhiều. Không ngoài dự liệu, cái này kỳ lân cổ tộc ba cái lão giả, so hiện tại Lý Vô Địch cường. Vì không liên lụy hắn, Lý Thiên Mệnh hy vọng, hắn nghe được tin tức về sau, sẽ không đuổi theo. Lý Thiên Mệnh lần này tính toán đi xa nhà, đi chỗ rất xa, nghe nói muốn vượt qua 7-8 cái so đông hoàng cảnh còn muốn lớn hoàn cảnh, mới có thể tới thần đô. Đã từng Vũ Văn Thái Cực cho nhi tử lấy, thần đô, cái tên này, kỳ thật cũng là đối với cái này chỗ hướng tới. Nghe nói, đó là Viêm Hoàng Đại Lục đỉnh cấp thánh địa, một tòa lớn đến vô biên thành trì, danh xưng là thành trì, nhưng ít ra có một phần tư cái đông hoàng cảnh lớn nhỏ. Tiếc nuối là, nghĩa phụ cùng sư tôn trợ giúp ta nhiều như vậy, ta lại đột nhiên biến mất, một câu tạm biệt, một câu nói lời cảm tạ cơ hội đều không có. Lý Thiên Mệnh nhìn qua cái này mặt đất bao la, nhíu mày nói. Ca ca, nhất định sẽ lại gặp mặt nhau. Khương Phi Linh an ủi. Linh Nhi, việc quan hệ ta cha sự tình, trong lòng ta rất không chắc, đi thần đô, sinh tử khó liệu, ngươi làm gì cùng lên đến đây? Lý Thiên Mệnh lắc đầu nói. Bởi vì ta nghe nói thần đô Mỹ rất nhiều người, không cùng đi theo nhìn một chút, người đứng núi này trông núi nọ làm sao bây giờ? Khương Phi Linh nói. Lý Thiên Mệnh bất đắc dĩ cười một tiếng. Hắn biết, Khương Phi Linh là cố ý nói đùa, muốn cho tâm tình của hắn nhẹ lòng một ít. Yên tâm đi, nếu là phải dùng ta, hấp dẫn ta cha Lý Mộ Dương hồi thần đô, như vậy ta chính là có trọng chỗ đại dụng người, không chết được. Lý Thiên Mệnh ánh mắt nóng rực nói. Lần này coi là thật vận khí không tốt. Nhưng, hắn không phải dễ dàng như vậy, thì đối vận mệnh cúi đầu người. Lý Thiên Mệnh nhìn thoáng qua chung quanh. Quân Niệm Thương cùng Vân Chăn Chăn, nhân cơ hội này, thỉnh cầu cùng nhau hồi thần đô. Vân Chăn Chăn sớm liền muốn đi, lần này tự nhiên muốn tranh thủ thời gian trở về lĩnh thưởng, xem ra nàng tại kỳ lân cổ tộc, quả nhiên là một nhân vật nhỏ. Đến mức Quân Niệm Thương, hắn đã biết Nam Thiên Tông tình hình chiến đấu, lại bị Lý Thiên Mệnh đánh bại, hắn giờ phút này, ánh mắt đờ đẫn, thất hồn lạc phách, không chỗ có thể đi. Lý Thiên Mệnh không rảnh đồng tình hắn, có công phu này còn không bằng đồng tình chính mình. Lúc này thời điểm, cái kia ba vị thái thượng, có hai vị chính đang loay hoay một bàn tay phía trên thần kỳ thiên văn kết giới, giống như tại khóa chặt Lý Mộ Dương vị trí. Trong đó một vị, Sùng Dương thái thượng, thì tại hỏi thăm Vân Chăn Chăn liên quan tới Lý Thiên Mệnh chi tiết. Người nói, hắn là Lý Thị Thánh tộc hậu nhân, có năm kiếp luân hồi chi thể. Bỗng nhiên, Sùng Dương thái thượng khiếp sợ nói một câu, để hai vị khác thái thượng đều bị chấn động. Ba người bọn họ, cùng một chỗ khóa chặt Lý Thiên Mệnh. Tay phải giơ lên nhìn xem. Ba người bọn họ cùng một chỗ đi lên phía trước ra lệnh. Nhìn chứ sao, Lý Thiên Mệnh đưa tay phải ra, dù sao, không cẩn thận lời nói, rất khó coi ra hắn trong tay trái năm cái kiếp vòng. Quả nhiên là có thể so với Lý Thần Tiêu năm kiếp luân hồi chi thể, kiếp vòng còn biến hóa thành văn tự. Ba người bọn hắn hai mặt nhìn nhau. Bọn họ không thể không dùng hoàn toàn mới ánh mắt, đến xem Lý Thiên Mệnh. Mẫu thân ngươi là Lý Thị Thánh tộc người. Đúng, Lý Thiên Mệnh nói. Hắn không nghĩ tới, bọn họ đường đường thời cổ thần quốc tồn tại, vậy mà cũng nhận biết Lý Thị Thánh tộc. Mà lại, giống như đối đệ nhất tổ tiên Lý Thần Tiêu, còn rất quen thuộc. Tốt ngươi cái Lý Mộ Dương, vậy mà cùng Lý Thần Tiêu hậu nhân sinh con. Coi là dạng này liền có thể bảo vệ ngươi con cháu. Sùng Dương thái thượng âm thanh lạnh lùng nói. Mẫu thân ngươi hiện tại ở nơi nào? Cảnh Nguyệt thái thượng hỏi. Ta không biết, ta chưa thấy qua. Lý Thiên Mệnh nói láo. Hắn chỉ có thể trông cậy vào vệ tịnh bọn họ du lịch trở về, nghe được tin tức có thể đi nhanh lên. Luân hồi kết giới có thể nhìn đến Lý Mộ Dương bên người có một nữ nhân, hẳn là mẹ của hắn. Bọn họ thảo luận nói. Lý Thiên Mệnh nghe được câu này sững sờ, tâm lý mắng thầm, ta dựa vào, cái này Lý Mộ Dương, lại còn di tình biệt luyến, mang muội đào vong. Kẻ đồi bại mẹ ta cũng chờ hắn hơn 20 năm, trách không được muốn lục hắn. Lý Thiên Mệnh đậu đen rau muống nói. Bất quá dạng này vừa vặn, bọn họ không để ý đến vệ tịnh tồn tại, chỉ ít vệ tịnh sẽ rất an toàn, sẽ không bị bắt đến làm con tin. Ba vị thái thượng, Đông Hoàng kiếm còn tại trên tay hắn đâu. Vân Chăn Chăn đắc ý nhìn thoáng qua Lý Thiên Mệnh. Nàng cũng không tin, rời đi Đông Hoàng cảnh, Lý Thiên Mệnh còn có thể sử dụng Đông Hoàng kiếm. Lấy ra, ba vị thái thượng liếc nhau một cái,
lại đối Lý Thiên Mệnh nói. Hiện tại người là giao thất, ta là thịt cá, đương nhiên là bọn họ nói cái gì, chính là cái gì. Lý Thiên Mệnh không muốn ở phương diện này phía trên bị tội. Nói thật, Đông Hoàng Kiếm là hắn tương lai toàn bộ thiên ý cảnh giới tu luyện hạch tâm, rời đi Đông Hoàng cảnh, không có Lý Vô Địch che chở, chỉ sợ giữ không được. Quả nhiên là Đông Hoàng Kiếm. Để Lý Thiên Mệnh ngoài ý muốn chính là, hắn đem Đông Hoàng Kiếm mang lấy ra, ba vị này thái thượng ánh mắt biến ảo, lại không có tiếp nhận đi. Lý Thiên Mệnh thấy thế, tranh thủ thời gian thu lại, thả lại tu di giới chỉ đi. Ba vị thái thượng, bực này nghịch thiên thần vật, Vân Chăn Chăn vốn còn tại cười trên nỗi đau của người khác cười đâu, thấy thế trực tiếp sắc mặt ngẩn ngơ. Nàng đều nhìn đến Lý Thiên Mệnh đem Đông Hoàng Kiếm đưa cho bọn họ vậy mà không dám muốn. Đây là cái gì tình huống? Ngươi ngậm miệng lại, Sùng Dương thái thượng trừng nàng liếc một chút, để Vân Chăn Chăn câm như hến, vô cùng khó chịu. Ha ha, Lý Thiên Mệnh hướng nàng cười lạnh một tiếng. Hắn hiện tại muốn đánh nhất chính là nàng, muốn không phải nàng lắm miệng, lúc này thời điểm chính mình hẳn là còn ở cùng nghĩa phụ, sư tôn bọn họ, hưởng thụ thắng lợi quả thực. Mà lúc này, ba vị thái thượng tụ ở cùng nhau. Thập phương đạo cung, giám thị Đông Hoàng cảnh, cảnh vực chi chiến, hắn có thể sử dụng Đông Hoàng kiếm, thập phương đạo cung khẳng định đã chú ý tới hắn tồn tại. Sùng Dương thái thượng cau mày nói. Lý Thần Tiêu tuy nhiên đã sớm không còn tồn tại, nhưng là thập phương đạo cung vẫn là như thế sùng kính hắn, thậm chí vì cam đoan Đông Hoàng kiếm thái nhất tháp lưu tại Đông Hoàng cảnh, thiết lập cảnh vực chi chiến. Muốn không phải Lý Thần Tiêu hậu nhân bất tranh khí, có thập phương đạo cung làm bối cảnh, nơi nào sẽ lan lộn đến trình độ như vậy. Cảnh Nguyệt thái thượng sắc mặt khó coi. Thập phương đạo cung buông lời, thời cổ thần quốc bên trong, ngoại trừ Đông Hoàng cảnh thế lực, người nào cũng không thể đụng Đông Hoàng kiếm cùng thái nhất tháp. Tiểu tử này là năm kiếp luân hồi chi thể, thiên phú có thể so với đã từng Lý Thần Tiêu, muốn không phải chúng ta trước một bước, thập phương đạo cung người sớm muộn dẫn hắn đi thần đô. Linh tinh thái thượng đạo. Chúng ta nhất tộc bây giờ tình huống, khẳng định không thể lại đắc tội thập phương đạo cung. Cho nên, tiểu tử này tuyệt đối không thể giết, đoán chừng muốn ngược đãi đều không được. Đoán chừng, chỉ có thể hết sức đem hắn lưu tại Tông Phủ Thành. Cảnh Nguyệt thái thượng đạo. Ta có cái biện pháp, Sùng Dương thái thượng nói. Cái gì? Hắn là chúng ta Kỳ Lân cổ tộc hậu nhân, như vậy, hắn cũng nhất định phải bị tạo nên, nhất thế chú. Liền để hắn đi, nhiên hồn luyện ngục, chịu tội. Ta cũng không tin, Lý Mộ Dương nghe được tin tức này còn có thể ngồi được vững. Dù sao, chúng ta toàn tộc đều bởi vì hắn chịu tội, bị nhất thế chú chi tra tấn cùng khuất nhục, con của hắn, nhất định phải tiếp nhận. Sùng Dương thái thượng hung ác tiếng nói. Nói đúng, chúng ta cho tộc nhân mình tạo nên nhất thế chú, đây là cổ chi đại đế thánh dụ. Cổ chi đại đế ban cho chúng ta toàn tộc nhất thế chú, Lý Mộ Dương chi tử, đương nhiên không thể may mắn thoát khỏi. Dạng này thập phương đạo cung khẳng định không lời nói. Bất kể nói thế nào, có tiểu tử này nơi tay, căn bản không cần sợ Lý Mộ Dương không trở lại. Hắn không phải chạy nhanh, đuổi không kịp a. Ha ha. Đoạn này thời gian, tuy nhiên có luân hồi kết giới khóa chặt vị trí. Nhưng vẫn luôn bị dắt chó, ba vị này, tâm lý làm sao có thể không có phẫn nộ. Mặc kệ thập phương đạo cung, có chú ý đến hay không hắn, hắn đời này cũng đừng nghĩ rời đi chúng ta, Tông Phủ Thành càng khác muốn rời đi nhiên hồn luyện ngục. Trừ phi, Lý Mộ Dương trở về, tự mình hướng cổ chi đại đế chuộc tội. Sau một ngày, Lý Thiên Mệnh phát hiện ba vị này thái thượng, nhìn lấy ánh mắt của mình là lạ. Từ khi bày ra năm kiếp luân hồi chi thể cùng Đông Hoàng kiếm về sau, Lý Thiên Mệnh rõ ràng phát hiện, trong mắt bọn họ sát cơ, giống như suy yếu rất nhiều. Bọn họ chỉ mãnh liệt đi đường, cái này một ngày thời gian, không biết bao nhiêu cương vực theo dưới thân lướt qua đi, Lý Thiên Mệnh mới phát hiện, cái này Viêm Hoàng đại lục, vậy mà như thế bao la. Hắn dứt khoát xuất ra Đông Hoàng kiếm, lấy Đông Hoàng kiếm suy nghĩ thiên ý. Hắn phát hiện, ba vị này thái thượng cũng liền nhìn nhiều mấy lần, thần vật phía trước, vì cái gì bọn họ có một loại, không dám lấy đi ý tứ. Kỳ thật Lý Thiên Mệnh một mực có một nỗi nghi hoặc. Đông Hoàng kiếm cùng thái nhất tháp thần diệu cấp bậc, rõ ràng vượt ra khỏi Đông Hoàng cảnh cường giả trưởng khống phạm vi, cái này trên vạn năm, vì sao không có dị vực cường giả, đến đây tranh đoạt. Tỷ như mắt ba vị trước, nếu như muốn tới tranh đoạt, quân thánh tiêu khẳng định thủ không được. Thần đô bên trong, là ai thiết lập cảnh vực chi chiến, đem hai thứ này thần vật, lưu tại Đông Hoàng cảnh.
Sự nghi ngờ này, hoàn toàn không nghĩ ra. Đương nhiên, hắn càng tò mò hơn là Lý Mộ Dương đến cùng là ai, hắn cha, đến cùng là như thế nào người. Lý Thiên Mệnh đối nó ấn tượng duy nhất, thì là mẫu thân miêu tả, cái kia lửa gạt thiếu nữ hái. Hoa tặc. Tò mò, hắn nếm thử hỏi, ba vị thái thượng, ta theo chưa từng thấy qua phụ thân ta, các ngươi có thể nói cho ta biết, phụ thân ta đến cùng làm cái gì, các ngươi muốn xưng hô hắn là thiên cổ tội nhân sao? Ngươi chưa thấy qua hắn? Sùng Dương Thái Thượng hỏi. Đúng. Ngươi muốn biết sao? Sùng Dương Thái Thượng cười lạnh. Đương nhiên a, Lý Thiên Mệnh như quen thuộc, nói, ba vị tiền bối, ta hiện tại cũng là không hiểu ra sao, các ngươi cùng ta giải thích rõ ràng. Muốn là cha ta đúng là đồ cặn bã, ta sẽ cùng các ngươi cùng một chỗ phun hắn. Ha ha, ba người bọn hắn đều cười. Tiếng cười rất châm chọc, chỉ sợ bọn họ đem Lý Thiên Mệnh nhìn thành đồ hèn nhát. Bọn họ nhưng lại không biết, Lý Thiên Mệnh nói như vậy, chỉ là vì có thể để bọn hắn, trong lòng tình vui vẻ thời điểm, đem chính mình muốn biết, toàn bộ nói với chính mình. Cha ngươi Lý Mộ Dương, hơn 40 năm trước, hắn là chúng ta Kỳ Lân cổ tộc tộc trưởng. Sùng Dương Thái Thượng nói, lợi hại như vậy, lợi hại là lợi hại, hắn ra đời thời điểm, thì giống như ngươi, cánh tay trái là đau thương bất nhập, thánh thú binh đều chém không đứt, cổ ma tí. Lại thêm, hắn xuất thân thấp hèn, bị liệt là, điểm xấu người, lọt vào người khác phỉ nhổ, vạn chúng rời xa. Nhưng, hắn lại có kinh người chi tài, dựa vào cố gắng của mình, từng bước một chinh phục toàn tộc. Theo Kỳ Lân cổ tộc đệ nhất thiên tài. Lột xác thành tộc ta đệ nhất cường giả, cuối cùng leo lên tộc trưởng vị trí. Một năm kia, hắn bất quá 40, cũng đã là thời cổ thần quốc, bài danh trước ba cường giả. Mọi người đều nói, tiếp qua 10 năm, hắn lại là thời cổ thần quốc đệ nhất nhân. Siêu Việt, thượng cổ hoàng tộc, cổ chi đại đế. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nói lên những thứ này, Sùng Dương Thái Thượng, còn giống như có như vậy một chút tự hào. Cổ ma tí, cánh tay này có cái gì ngọn nguồn sao? Lý Thiên Mệnh lường trước cái này cha, hẳn là một cái nhân vật lợi hại, nhưng không nghĩ tới, vậy mà mạnh đến loại trình độ này. Thời cổ thần quốc trước ba. Không có, ai biết cánh tay này là chuyện gì xảy ra? Đây là ta lấy tên, Sùng Dương Thái Thượng nói. Tốt a, sau đó thì sao? Lý Thiên Mệnh còn cho là bọn họ biết cánh tay này bí mật chứ? Sau đó... Đó chính là chúng ta nhất tộc kiếp nạn bắt đầu. Nói đến đây, Sùng Dương Thái Thượng ánh mắt phun lửa. Xảy ra chuyện gì? Hơn 40 năm trước một ngày, Lý Mộ Dương trà trộn vào Hoàng Cung, trộm đi thời cổ thần quốc thượng cổ hoàng tộc đệ nhất trọng bảo, Luân Hồi Kính Diện. Đây là thượng cổ hoàng tộc trấn quốc căn cơ. Cứ như vậy, Lý Thiên Mệnh có chút không nghĩ ra. Không ngừng. Sùng Dương Thái Thượng ánh mắt dữ tợn, nhớ tới chuyện cũ, trong lòng của hắn càng thêm nóng nảy. Lý Mộ Dương, đang trộm đi Luân Hồi Kính Diện đồng thời, còn giết cổ chi đại đế nữ nhi duy nhất, hắn sủng ái nhất thần quốc công chúa. Ngày đó, cả nước chấn động, cổ chi đại đế nổi giận truy sát, lại làm cho cái này Lý Mộ Dương trọng thương ngã gục lẩn trốn, từ đó mất đi hành tung. Chấn nộ cổ chi đại đế cùng thượng cổ hoàng tộc, đem Lý Mộ Dương tội, toàn bộ trách phạt tại ta Kỳ Lân cổ tộc toàn tộc trên thân. Theo một ngày kia trở đi, chúng ta toàn tộc đều bị tạo nên, nhất thế chú, một đời một kiếp, chạy không khỏi tra tấn. Cho đến nay, chúng ta mỗi một cái con mới sinh, vừa mới buông xuống, liền bị tạo nên nhất thế chú. Hơn 40 năm, cả tộc bên trong, không một người có thể đào thoát, bao quát chúng ta. Sùng Dương Thái Thượng nói đến ánh mắt đỏ bừng. Hắn lúc nói chuyện, nhẹ nhàng kéo ra trên đầu tóc cắt ngang trán, chỉ thấy trán của hắn vị trí, có một cái dữ tợn ký hiệu màu đen. Cái kia ký hiệu màu đen giống như là một con hung thú, từ quỷ dị thiên văn tạo thành, có điểm giống tử huyết hồn ấn, nhưng là so hắn còn đáng sợ hơn rất nhiều. Chỉ nhìn một chút, Lý Thiên Mệnh thì có loại cảm giác da đầu tê dại. Trách không được, Vân chăn chăn cái chán vị trí, cũng mang theo đồ trang sức, đoán chừng cũng là vì che chắn một đời kia chú. Người biết điều này có ý vị gì sao? Sùng Dương Thái Thượng phẫn nộ nói. Hắn giống như đem đối Lý Mộ Dương phẫn nộ. Toàn bộ thêm tại Lý Thiên Mệnh trên thân. Lý Thiên Mệnh lắc đầu. Cái này gọi, nô lệ. Sùng Dương Thái Thượng nghiến răng nghiến lợi nói. Lý Thiên Mệnh toàn thân chấn động. Ngay từ đầu, hắn tự nhiên cừu hận ba người này, nhưng là hiện tại, nhìn đến trong mắt bọn họ bi phẫn, hắn bỗng nhiên có chút lộn xộn. Nô lệ ý vị như thế nào, hắn biết rõ.
có hiệu quả gì, hắn biết, khẳng định không chỉ là nô lệ hai chữ đơn giản như vậy. 40 năm trước, chúng ta Kỳ Lân cổ tộc, là thời cổ thần quốc truyền thừa xa xưa thứ hai đại tộc. Bởi vì một thế này chú, chỉ là 40 năm, chúng ta cả tộc suy yếu, không lớn bằng lúc trước. Theo một ngày kia trở đi, chúng ta bị bức phải rời xa tổ địa, tại Nhiên Hồn Luyện Ngục, phía trên, thành lập mới Tông Phủ Thành. Trước kia, là dựa vào tù chiến tranh, ác đồ, đến chân áp, Nhiên Hồn Luyện Ngục, bên trong, Nhiên Hồn tộc, nhưng bây giờ đổi thành chúng ta Kỳ Lân cổ tộc. Tất cả Kỳ Lân cổ tộc, 5 tuổi về sau, hàng năm nhất định phải có một nửa thời gian, lưu tại Nhiên Hồn Luyện Ngục, lấy lực lượng trèo trống, đốt hồn kết giới, vận chuyển. Nếu không nhất thế chú liền sẽ phát tác, muốn mạng của chúng ta. Cái này thời gian nửa năm, chỉ có thể nỗ lực, không thể tu luyện. Ngươi để cho chúng ta hậu bối, như thế nào đuổi được những thiên tài khác tiến độ. Đây hết thảy, đều là Lý Mộ Dương cái này thiên cổ tội nhân tạo thành. Nếu là hắn không trộm đi luân hồi kính diệt, sát tử thần quốc công chúa, chúng ta Kỳ Lân cổ tộc, làm sao rơi vào kết quả như vậy? Sùng Dương Thái Thượng hận không thể, đem đây hết thảy phẫn nộ, đều phát tiết tại Lý Thiên Mệnh trên thân. Lý Thiên Mệnh, người cũng chạy không thoát nhất thế chú. Vân Chăn Chăn nghe được rơi lệ. Nàng 5 tuổi sau thì tiến Nhiên Hồn Luyện Ngục, cho đến nay, chỉ ít có thời gian 7 năm, là tại Nhiên Hồn Luyện Ngục bên trong vượt qua. Đây không phải là người ngu địa phương. Lý Thiên Mệnh không biết cái gì là Nhiên Hồn Luyện Ngục, cũng không biết Nhiên Hồn tộc, nhưng là dựa vào nét mặt của bọn họ nhìn, cái kia hẳn là tương đối thống khổ trí nhớ. Hồi đến Tông Phủ Thành, lập tức liền sẽ cho ngươi tạo nên nhất thế chú, ngươi là Lý Mộ Dương chi tử, ngươi nên cả một đời lưu tại Nhiên Hồn Luyện Ngục, thay cha ngươi chuộc tội. Vân Chăn Chăn trong mắt sấm sét vang dội. Vân Chăn Chăn, ngươi mới vừa nói, tên của hắn kêu cái gì? Bỗng nhiên, ba vị tông lão trừng to mắt, khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn lấy Vân Chăn Chăn. Tựa hồ cho đến nay, bọn họ đều không có hỏi qua đây. Lý Thiên Mệnh a, Vân Chăn Chăn mê hoặc nói. Cái tên này thật kỳ quái sao? Lần này nghe rõ ràng về sau, Sùng Dương Thái Thượng vậy mà ngút trời giận hô một tiếng, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, nói, người nhất định phải cải danh tự, cái tên này là Thần Đô Cấm Kỵ. Cổ chi đại đế, sớm thì không cho khiến người ta nhắc lên. Tốt ngươi cái Lý Mộ Dương, cho nhi tử thủ loại này tên, đây là rõ ràng muốn khiêu chiến thượng cổ hoàng tộc, khiêu chiến cổ chi đại đế sao? Cảnh Nguyệt Tông lão phẫn nộ nói. Vì cái gì, Lý Thiên Mệnh cùng Vân Chăn Chăn đều không hiểu ra sao? Mấu chốt là, Lý Thiên Mệnh tên, là Vệ Tĩnh lấy. Cái này chắc chắn 100%, dù sao cái kia Lý Mộ Dương làm xong sự tình, chính mình cũng chạy. Bởi vì, 40 năm trước, bị hắn giết chết thần quốc công chúa, tên là Khương Linh Tịnh. Nàng phong hào là Thiên Mệnh Công Chúa. Thiên Mệnh Công Chúa. Lý Thiên Mệnh cảm giác đầu giống như bị người đánh nhất quyền, bỗng nhiên một mảnh hỗn loạn. Thiên Mệnh Công Chúa, Khương Linh Tịnh, cái nào tịnh a? Đầu hắn đau hỏi. Nữ, thanh, Sùng Dương Thái Thượng nói. Đây không phải Vệ Tịnh Tịnh sao? Lý Thiên Mệnh càng thêm nhức đầu. Ta phải sửa sang một chút suy nghĩ. Hắn nỗ lực để cho mình bình phục xuống tới. Đầu tiên, ta cha Lý Mộ Dương, giết Thiên Mệnh Công Chúa Khương Linh Tịnh, trộm đi luân hồi kính diệt. Sau đó mẹ ta gọi là Vệ Tịnh, cho ta lấy tên gọi Lý Thiên Mệnh. Lại sau đó Vệ Tịnh cùng Mộ Dương đi du lịch. Ngoả tào. Hắn não tử loạn hơn. Ngươi nhất định phải đổi tên, Sùng Dương Thái Thượng nói. Suy nghĩ thời điểm, bị hắn xen vào một câu, kết quả loạn hơn. Một thời gian thật dài, ánh mắt của hắn mới dần dần thư thái. Ta thế nào cảm giác, chuyện này, giống như không có đơn giản như vậy. Lý Mộ Dương trộm đi luân hồi kính diện, còn giết thần quốc công chúa, sau đó chạy trốn, lại đụng tới mẹ ta. Hắn giết người trộm đồ động cơ là cái gì? Giống như hoàn toàn không có cần thiết này đi, không phải nói hắn về sau sẽ trở thành thời cổ thần quốc tối cường giả sao? 40 năm trước, đến cùng xảy ra chuyện gì? Hắn cảm giác, có lẽ những thứ này đáp án, đều tại Thần Đô. Hắn thật rất muốn biết, chính mình vị này cha cố sự, đi xem hắn trưởng thành địa phương. Đi thực sự hiểu rõ, hắn đến cùng phải hay không, cái kia tội không thể tha thứ thiên cổ tội nhân. Dù sao, hắn không có như vậy tin tưởng, chính mình cha, lại là cái thập ác bất xá người. Nghe Vệ Tĩnh miêu tả, giống như cũng không giống a. Thần Đô. Hết thảy đáp án, đều tại Thần Đô. Bọn họ sẽ bằng vào ta,
đem cha ta Lý Mộ Dương ép ra ngoài sao? Có lẽ đến lúc đó, sẽ biết đáp án. Ba vị thái thượng, xin hỏi, năm đó không có xảy ra việc gì trước, cha ta cùng thần quốc công chúa là quan hệ như thế nào a? Lý Thiên Mệnh hỏi, ta nghe nói là cha ngươi truy cầu Thiên Mệnh công chúa không được, vẫn mà giết người. Vân Chăn Chăn châm chọc nói, Lý Thiên Mệnh không nghe nàng nói chuyện, mà chính là nhìn chằm chằm Sùng Dương thái thượng nhìn. 40 năm trước, Vân Chăn Chăn không có xuất sinh đâu, biết cái đếch gì. Kết quả, Sùng Dương thái thượng ha ha nở nụ cười. Bọn họ là người yêu. Vân Chăn Chăn một mặt ngạc nhiên, đoán chừng nàng chưa từng nghe qua loại này nói chuyện. Cái này rõ ràng cùng thần đô lưu truyền thuyết pháp không giống nhau. Nếu là người yêu, vì sao giết người? Lý Thiên Mệnh hỏi. Chính là bởi vì là người yêu, mới có thể lừa nàng, để cho nàng dẫn đường đến gần luân hồi kính diệt, thuận lợi trộm đi bảo vật, sau đó sát nhân diệt khẩu. Không phải vậy ngươi cho rằng, hắn làm sao có thể trộm đi cái này thượng cổ thần vật? Sùng Dương thái thượng châm chọc nói. Lang tâm cẩu phế, thiên cổ xúc sinh. Vân Chăn Chăn nghe nói, lần nữa nhục mạ. Lý Thiên Mệnh hít một hơi thật sâu. Hắn quyết định, mặc kệ sau đó phải đứng trước cái gì. Ta nhất định phải hiểu rõ, chân tướng, đến cùng là cái gì. Khả năng người khác cảm thấy, Sùng Dương thái thượng nói hết thảy, đã là chân tướng. Thế nhưng là Lý Thiên Mệnh, nắm giữ đến từ huyết mạch truyền thừa ở giữa trực giác. Hắn không cảm thấy, cái kia theo chưa từng thấy qua hắn, sẽ là một người người thoá mạ người. Ngày thứ tư, lấy Thái Dương phi bàn tốc độ kinh khủng, vẫn hao phí 4 ngày thời gian, mới vừa tới cái kia thời cổ thần quốc thánh địa thần đô. Lý Thiên Mệnh còn tại trên đường chân trời, nhưng hắn đã thấy, phía dưới cái kia bao la vô biên, không nhìn thấy cuối thành trì. Nói là thành trì, kỳ thật cũng là một mảnh cương vực, chỉ ít tương đương với 1/4 đông hoàng cảnh, nhưng, người ở bên trong miệng mật độ cùng thành trì mật độ khẳng định phi thường cao. Hết thảy 5 đầu sông dài, tại cái này thần đô hội tụ, gợn sóng bao la hùng vĩ, như là biển cả. Vô tận địa mạch linh khí lăn lộn mà lên, xa ở chân trời. Lý Thiên Mệnh đều có thể cảm nhận được, cái này phía trên cổ hoàng triều hạch tâm chi địa, quả nhiên siêu việt Đông Hoàng Tông, Thánh Thiên Phủ quá nhiều. Trách không được, thời cổ thần quốc lại ở chỗ này thành lập đô thành. Nghe nói, nơi này đã là Viêm Hoàng Đại Lục vô cùng hạch tâm bộ phận. Vừa mới đến, cái kia mênh mông, cổ lão, bàng bạc phía trên cổ hoàng triều khí tức, liền để lần đầu tiên tới nơi này Lý Thiên Mệnh, có kinh tâm động phách cảm giác. Chúng ta Kỳ Lân nhất tộc, Tông Phủ Thành, ở vào thần đô, Đông Nam vực dưới, cũng là nhiên hồn luyện ngục. Mà nhiên hồn luyện ngục duy nhất cửa vào, ngay tại chúng ta Tông Phủ trong thành. Về sau, người có rất nhiều thời gian, sẽ ở nhiên hồn luyện ngục vượt qua, thẳng đến cha ngươi trở về chuộc tội đến. Nhưng, đoán chừng khi đó, làm tội nhân chi tử, người chưa hẳn có thể có ngày sống dễ chịu. Sùng Dương Thái Thượng không khách khí nói. Nhiên hồn luyện ngục. Nhiên hồn tộc, đến cùng là cái gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đến lúc đó ngươi tiến vào, có nhiều thời gian hiểu rõ. Cảnh Nguyệt Thái Thượng cười lạnh nói. Ngươi nghĩ kỹ muốn đổi thành tên là gì sao? Linh Tinh Thái Thượng hỏi. Đổi tên chuyện này phải xem Lý Thiên Mệnh chính mình, bởi vì bất kể thế nào ép buộc, hắn đối với người khác tự xưng Lý Thiên Mệnh, cái kia đều vô dụng. Ta không cải danh, Lý Thiên Mệnh nói. Rất tốt, cái tên này muốn là chọc giận tới thượng cổ hoàng tộc. Thập phương đạo cung đều cứu không được ngươi. Linh Tinh Thái Thượng cười giận dữ nói. Thập phương đạo cung, là cái gì? Lý Thiên Mệnh bén nhạy bắt được, hắn trong lời nói tiết lộ tin tức. Quả nhiên, Sùng Dương Thái Thượng cùng Cảnh Nguyệt Thái Thượng, đều chừng Linh Tinh Thái Thượng liếc một chút. Không ai trả lời Lý Thiên Mệnh. Về Tông Phủ Thành, ta trước tiên đem ngươi ném đi, mặc ra Tông Phủ, Lý Mộ Dương còn có không ít thân thích, đoán chừng rất muốn gặp ngươi. Từ đó, ngươi thì lệ thuộc, Mặc Kỳ Lân mạch. Sùng Dương Thái Thượng nói. Mặc Kỳ Lân. Lý Thiên Mệnh nhớ đến, Mộ Dương cộng sinh thú, cũng là Mặc Kỳ Lân, thuộc tính Sơn Thủy, cùng Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long một dạng. Ngày mai, Kỳ Lân cổ tộc tổ chức toàn tộc đại hội, tại tất cả mọi người chứng kiến phía dưới, cho ngươi tạo nên nhất thế chú, sau đó, ngươi thì cho ta tiến nhiên hồn luyện ngục. Sùng Dương Thái Thượng nói. Đến mức long trọng như vậy sao? Lý Thiên Mệnh cười lạnh nói. Không long trọng, cha ngươi nghe được sao? Cái này, chính là mục đích của bọn hắn. Không chỉ là để Lý Mộ Dương nghe được, có lẽ, cũng là một loại biểu trung thành đi. Kỳ Lân cổ tộc, đương nhiên muốn chính mình chuộc tội, tự mình đem Lý Mộ Dương,
đưa đến thượng cổ hoàng tộc trước mặt. Hiện tại, đi Mạc Gia Tông Phủ. Kỳ Lân cổ tộc Tông Phủ Thành, có nội thành cùng ngoại thành chi phân chia. Nội thành chia làm 7 cái Tông Phủ, Mạc Kỳ Lân tộc chỗ, Mạc Gia Tông Phủ chính là hắn một. Tông Phủ Thành rất lớn, ngoại trừ kiến trúc, còn có rất nhiều sơn thủy, toàn bộ Tông Phủ Thành phạm vi cùng Đông Hoàng Tông không sai biệt lắm. Thái Dương phi bàn bay trên trời trì, đến Mạc Gia Tông Phủ sau trực tiếp rơi xuống. Trước mắt là một tòa màu xanh sẫm cửa đá, rộng rãi bá khí, so Thái Hoàng cửu trọng môn cao hơn nữa còn có mấy chục điều thánh thiên văn du tẩu trong đó, để cái này cửa đá ở dưới bầu trời đêm lập lòe quang mang, 10 phần lộng lẫy. Trong cửa đá, Mạc Gia Tông Phủ nhà nhà đốt đèn, xem ra nhân khẩu hưng vượng, tối thiểu có 1 vạn trở lên phủ đệ. Lý Thiên Mệnh đoán chừng, cái này 40 năm đến Kỳ Lân cổ tộc tuy nhiên có suy yếu, nhưng cũng chỉ là đối cái này 40 năm bên trong xuất sinh người trẻ tuổi mà nói. Bốn thời gian 10 năm, hứa nhiều trưởng bối tu vi chậm rãi thành hình, dù là thời gian tu hành thiếu, không đến mức bị kéo ra quá lớn chênh lệch. Chỉ là Mạc Gia Tông Phủ thì có mấy vạn gia đình, cái này Kỳ Lân cổ tộc, so chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn lớn. Mạc Vũ. Đến về sau, Sùng Dương Thái Thượng hướng về phía bên trong hô một tiếng. Sau đó không lâu, trong bóng đêm, có một người mặc màu mực váy dài mỹ phụ phiêu diêu mà đến. Làn da của nàng nhất là trắng, dáng người bảo dưỡng rất tốt, nhưng theo ánh mắt nhìn, nàng số tuổi, chỉ sợ cùng ba vị này Thái Thượng không kém là bao nhiêu. Mạc Phủ Thái Thượng, Vân Chăn Chăn liền vội vàng hành lễ. Ba vị không phải đi truy người sao? Mạc Phủ hẳn là thiên chi thánh cảnh, tùy ý liền có thể trên không trung chạy như bay, rơi tại bọn họ trước mắt. Lý Mộ Dương tại luân hồi kết giới định vị thời gian, đem chúng ta đùa bỡn xoay quanh, người là không đuổi kịp, bất quá, chúng ta có mới thu hoạch. Sùng Dương Thái Thượng nói. Thu hoạch gì? Nói riêng một chút. Hai người bọn họ tại bên cạnh cấp tốc trao đổi một chút. Từ đầu đến cuối, Mạc Phủ biểu lộ đều vô cùng chấn kinh, nhìn Lý Thiên Mệnh nhiều lần. Không thể giết, không thể trọng thương, không thể gây tổn thương cho cùng căn bản. Ta lo lắng thập phương đạo cung tìm phiền toái. Ngày mai tạo nên nhất thế chú, sau đó ném vào nhiên hồn luyện ngục là có thể. Lý Mộ Dương nếu là không đến, lại nghĩ những biện pháp khác. Sùng Dương Thái Thượng trầm giọng nói. Biết, Mạc Phủ ánh mắt biến hóa, nhìn lấy thiếu niên tóc trắng kia, thần sắc có chút phức tạp. Lý Mộ Dương trong nhà còn có người còn sống sao? Sùng Dương hỏi. Bà con xa quan hệ có không ít, nhưng là so sánh thân, thì còn lại một cái lão nhân. Ở tại Lý Mộ Dương nơi ở cũ bên trong, Mạc Phủ nói. Vậy liền an bài cho hắn tới đó là được rồi. Sùng Dương nói. Ta có một vấn đề, thượng cổ hoàng tộc nếu là biết hắn tồn tại, không sẽ trực tiếp đến mang đi hắn à? Mạc Phủ nói. Ta cũng không biết, luân hồi kính diện mới xuất hiện thời điểm. Ta thì bẩm báo thượng cổ hoàng tộc. Nhưng nghe nói cổ chi đại đế bày mưu đặt kế chúng ta Kỳ Lân cổ tộc chính mình bắt, lấy công chuộc tội. Dù sao, lúc trước cổ chi đại đế hủy đi Lý Mộ Dương Thánh Cung mệnh tuyền, hắn đã sớm không có năm đó tu vi, bằng không thì cũng không dùng tiềm tàng hơn 40 năm. Sùng Dương Thái Thượng nói. Nếu là thượng cổ hoàng tộc muốn đứa nhỏ này đâu? Vậy chỉ có thể cho bọn họ. Sùng Dương nói. Hắn lại là Lý Thần Tiêu hậu nhân. Làm sao thân phận phức tạp như vậy, thập phương đạo cung thật biết hắn tồn tại. Ngày mai chính thức công bố, trước nhất thế chú, lại nhìn thập phương đạo cung phản ứng liền biết. Sùng Dương nói. Đúng, đồng thời cũng có thể nhìn xem, thượng cổ hoàng tộc bên kia là phản ứng gì, dù sao đứa nhỏ này, thân phận quá kỳ quái. Mạc Phủ nói. Cái gì đều bị một mình hắn dính dáng đến. Ta nghe cái kia đi Đông Hoàng cảnh tiểu bối Vân Chăn Chăn nói, Đông Hoàng cảnh Lý thị thánh tộc. Có một cái gọi là Lý Vô Địch người, lấy độc long thứ tu hành, độ kiếp 14 năm phá kiếp, thành tựu, 7 kiếp luân hồi chi thể, bay thẳng thiên chi thánh cảnh. Sùng Dương cau mày nói. Nói đùa sao, làm sao có thể có 7 kiếp luân hồi chi thể? Mạc Phủ Thái Thượng ngốc trệ hỏi. Chắc chắn 100%, nàng còn nói cái này Lý Vô Địch, là tiểu tử này phụ thân, ta ép hỏi tiểu tử này, mới biết được nguyên lai là nghĩa phụ. Thập phương đạo cung chuẩn bị làm sao nhìn cái này 7 kiếp luân hồi chi thể? Mạc Phủ hỏi. Lấy Lý Thần Tiêu tại thập phương đạo cung trong lịch sử địa vị. Ta đoán chừng sẽ thu nạp, mà lại sẽ trọng bồi dưỡng. Đây cũng là ta nhức đầu một chút, tiểu tử này lại cùng cái kia Lý Vô Địch nhắc lên quan hệ. Muốn là thập phương đạo cung muốn dẫn đi hắn đâu? Mạc Phủ hỏi. Khẳng định không cho a, đây là ta Kỳ Lân cổ tộc hậu nhân,
dựa vào cái gì cho bọn hắn? Sùng Dương nói, hắn cũng là Lý thị thánh tộc hậu nhân. Vậy liền xem ai trước cướp được, rất rõ ràng, chúng ta cướp được, mà lại, nhất thế chú là cổ chi đại đế trừng trị, thập phương đạo cung tuyệt đối không có cách nào nói. Năm kiếp luân hồi chi thể, nhất thế chú là đang áp chế thiên phú của hắn, đối hắn tu vi thiên phú sẽ sinh ra ảnh hưởng rất lớn, cả đời đi theo. Mặc Vũ ánh mắt thương hại. Ngươi suy nghĩ gì, đây đều là cho hắn cha chuộc tội, thì coi như chúng ta cuối cùng thả đứa nhỏ này, hắn sớm muộn đến bị người hủy đi. Không tin ngươi nhìn lấy. Sùng Dương hơi giận nói. Thành, Mặc Vũ không nói thêm lời. Bọn họ lặng lẽ lời nói xong, Mặc Vũ đi tới, hướng về Lý Thiên Mệnh vẫy tay, nói, đuổi theo. Lý Thiên Mệnh nhìn thoáng qua Vân Chăn Chăn cùng Quân Niệm Thương, liền quay người bước vào Mặc gia tông phủ. Sùng Dương, Cảnh Nguyệt, Linh Tinh ba vị thái thượng, xoay người rời đi. Ba vị thái thượng, Vân Chăn Chăn nhẹ giọng hô, có chút khẩn trương. Bỗng nhiên một cái lệnh bài nện tới, Vân Chăn Chăn vội vàng tiếp được. Dựa vào cái này lệnh bài, đi Thiên Binh Các, nhận lấy 30 điều phía dưới Thánh Thiên Văn Thánh Thú Binh một phần. Sùng Dương thái thượng nói. Đúng, đa tạ ba vị thái thượng, Vân Chăn Chăn hưng phấn nói. Quả nhiên, đây là trùng điệp có thưởng, trong lúc vô tình thông báo một tin tức mà thôi, xác thực kiếm lợi lớn. Ba vị quá trong nháy mắt không thấy. Vân Chăn Chăn thật cao hứng, nhưng là Quân Niệm Thương lại ánh mắt u buồn, những ngày gần đây, hắn vẫn luôn là như thế. Làm sao, chiến bại cho hắn rất khó chịu, hắn dù sao dùng nhiên hồn thư, ngươi nhìn thoáng chút đi. Vân Chăn Chăn nói. Quân Niệm Thương lắc đầu. Há, cái kia chính là vì ngươi Thánh Thiên Phủ hủy diệt mà thống khổ, ngươi không phải lấy cha ngươi chi tử lấy làm hổ thẹn à, hiện tại vừa thương tâm rồi. Ngươi không hiểu, chúng ta một nhà, chỉ còn lại chính mình. Thánh Thiên Phủ, bọn họ Quân gia bị bại thực sự quá thảm rồi. Mặt khác, ta dần dần không nhìn thấy, có thể vì Lang Nhi báo thù hy vọng. Quân Niệm Thương nhắm mắt lại nói. Ngươi đang suy nghĩ cái gì đấy, nghe không hiểu à. Hắn là tội nhân chi tử, không dùng ngươi động thủ, kết cục của hắn, lại so với trong tưởng tượng của ngươi muốn thảm được nhiều, không tin ngươi nhìn lấy là được. Vân Chăn Chăn nói. Thật sao? Đến đón lấy ngươi tính thế nào? Hồi thập phương đạo cung tu hành, Quân Niệm Thương nói. Sau đó thì sao? Xem một chút đi, nhìn có thể hay không có một ngày, thân thủ vì Lang Nhi báo thù. Thậm chí, trở về Đông Hoàng Tông, đem chúng ta Thánh Thiên Phủ mất đi, đoạt lại. Ngươi không phải hướng tới Tiêu Diêu tự tại sao? Không có tư cách, gánh vác huyết hải thâm cừu, đã không đội trời chung. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm hắn nghẹn ngào một chút. Được thôi, ta đưa ngươi ra tông phủ thành. Được. Mặt khác, sau cùng đem Nguyệt Linh Lang quên đi, ngươi hiểu ý của ta không? Ngươi không nghĩ tới, ngươi liền giúp qua ta một lần, ta vì cái gì thật xa đi Đông Hoàng Cảnh tìm ngươi sao? Ta. Nàng chết rồi, ta rất thoải mái, ha ha. Thái thượng. Dọc theo đường phía trên, thật nhiều người đều đối Mặc Vũ hành lễ, lễ nghi vô cùng xung quanh đếm. Còn có một số kỳ lân thánh thú, hoặc là đang chơi náo, hoặc là nằm dạp trên mặt đất, đủ kiểu nhàm chán. Thái thượng, người này là ai? Hắn cái này cánh tay trái. Hắn có phải hay không cùng Lý Mộ Dương có quan hệ? Rất nhanh liền có không ít người vây quanh mà đến, sắc mặt âm tình bất định hỏi. Đừng hỏi nữa, ngày mai có toàn tộc đại hội, Mặc Vũ nói. Vâng. Tất cả giải tán, khác đi theo. Vâng. Nàng tuy nhiên mang đi Lý Thiên Mệnh, nhưng Mặc gia tông phủ, vẫn là có không ít già trẻ, ngừng chân tại nguyên chỗ. Rất an tĩnh. Nhưng, Lý Thiên Mệnh nhìn lại, đó là vô số mãnh liệt, cừu hận ánh mắt. Như là sóng ngầm mãnh liệt. Xuyên qua cái này một chút dày đặc các nhà phủ đệ, dọc theo một đầu trên đường nhỏ núi, cách đó không xa trong núi có một tòa cổ xưa đình viện. Trong đình viện lóe lên một chiếc cô đăng, đèn đuốc chập chờn, cùng dưới núi đèn đuốc sáng trưng không cách nào so sánh. Trong nháy mắt, bọn họ thì đã đi tới cái này đình viện trước. Thái thượng, nơi này là... Ngươi về sau nếu là có thể theo nhiên hồn luyện ngục bên trong đi ra, ngày bình thường nghỉ ngơi địa phương. Mặc Vũ nói. Minh Bạch, nhìn lấy cái này cũ nát nhà cỏ, Lý Thiên Mệnh cảm giác kỳ thật còn tốt, cái này chỉ sợ là hắn tương lai mới chỗ ở. Rời xa huyên náo, không tệ. Nhưng, hắn đoán chừng trở về thời gian sẽ không quá nhiều. Vì đem Lý Mộ Dương bước về đến, bọn họ khẳng định sẽ để cho mình,
thời gian dài tại kia cái gì nhiên hồn luyện ngục bên trong ở lại chịu tội. Cái này là cha ngươi lớn lên địa phương, Mạc Vũ nói. À, cứ như vậy, Lý Thiên Mệnh có hứng thú hơn. Hắn là người lạc quan, cảm thấy rất không tệ. Gia gia ngươi cùng Thái gia gia bối phận, trên cơ bản đều đi được tương đối sớm. Bên trong có một cái lão nhân, là cha ngươi nhị đại gia. Hắn xem như cha mẹ ngươi bên ngoài, thân nhân duy nhất. Mạc Vũ nói. Lý Mộ Dương nhị đại gia. Đại gia, là gia gia hắn huynh trưởng. Lý Thiên Mệnh đếm một chút, đó không phải là chính mình hai thái gia. Thật lão a. Dù sao, Lý Mộ Dương tính toán ra, đều 80 a. Con hàng này lúc trước quả nhiên là trâu già gặm cỏ non. Ngươi xác định không cải danh chữ. Mạc Vũ nhìn chăm chú ánh mắt của hắn. Lý Thiên Mệnh lắc đầu. Nàng nhếch miệng, dò xét vài lần, nói, ngươi cùng Tiểu Dương dài đến rất giống. Tiểu Dương, chính là cha của ngươi. Ha ha, Lý Thiên Mệnh nhịn cười không được. Ngươi bây giờ cảnh giới gì? Mạc Vũ hỏi. Thiên ý cảnh tầng thứ tư. Không đúng sao, ta cảm giác, ngươi không ngừng cảnh giới này. Mạc Vũ nói. Vậy ngài đi lên thêm mấy tầng cũng được. Nàng có chút tò mò, đứa nhỏ này đứng trước mấy cái quái vật khổng lồ ở giữa đấu đá, hắn không sợ sao? Ngươi là năm kiếp luân hồi chi thể, vì sao cảnh giới tu hành không cao? Mạc Vũ hỏi lại. Tu luyện được muộn. Rất trễ. Mười mấy tuổi đi. Cha mẹ ngươi không có quản. Không có, Lý Thiên Mệnh nói láo. Hắn bây giờ nghĩ đem nơi này vòng xoáy kéo xa, không nên tới gần vệ tịnh. Đáng tiếc, tạo nên nhất thế chú, đến nhiên hồn luyện ngục. Người thiên phú bị ức chế, về sau cũng không nhanh được, không có cơ hội bắt kịp người đồng lứa. Mạc Vũ khẽ thở một hơi. Nàng sợ đập Lý Thiên Mệnh bả vai, muốn nói lại thôi, sau đó quay người rời đi. Chạy loạn vô dụng, người không thể rời bỏ Mạc gia tông phủ. Thật tốt ngốc một đêm. Ngày mai, toàn bộ kỳ lân cổ tộc, đều sẽ nhận biết ngươi. Nói xong, nàng phiêu nhiên mà đi. Lý Thiên Mệnh đứng tại cái này lưng chừng núi phía trên, vị trí này. Có thể nhìn đến cái này lớn như vậy tông phủ thành. Đó là mấy trăm ngàn đèn đuốc sáng trưng, mà tại vị trí trung tâm, chỗ đó hỏa quang trùng thiên, tương dạ muộn thiêu đến giống như ban ngày. Chỗ đó nhất định chính là nhiên hồn luyện ngục. Ánh mắt của hắn sáng rực. Đúng vào lúc này, đình viện cửa lớn một tiếng cọt kẹt mở ra. Tiểu Dương, có phải hay không là ngươi trở về a? Một cái hai mắt mù khom người lão nhân, mặc một bộ áo lót, một đầu quần đùi. Cầm lấy một cái quải trược, sờ lấy vách tường, đi ra. Lão nhân kia tóc trắng đều nhanh rơi sạch, khắp khuôn mặt là lão nhân lốm đốm, rõ ràng thọ nguyên gần, năm nhập cổ lưa thưa. Hắn là cha ta đời ông nội phân, đoán chừng tiếp cận 200 tuổi, nói cách khác, hắn đã từng đến qua địa chi thánh cảnh. Bình thường cảnh giới thọ nguyên có trăm năm đại nạn, nhưng chính thức có thể sống đến trăm tuổi không nhiều, đại đa số 60 trở lên, nhục thân suy yếu, thú nguyên bắt đầu tiêu tán. Tu vi lùi lại, chạy không thoát thiên địa đại nạn. Địa chi thánh cảnh thọ nguyên gấp bội, đại nạn đạt tới 200 năm. Nhưng, đến 150 trở lên, cũng sẽ đi lên đường xuống dốc. Sinh mệnh đại nạn chính là thiên địa pháp tắc, sinh lão bệnh tử, thánh chi cảnh giới đều chạy không khỏi. Mặc kệ trước mắt lão giả này đã từng tu vi gì, hắn hiện tại, cho dù là thánh nguyên, đoán chừng đều tán đến không sai biệt lắm. Tiểu Dương, đến cùng phải hay không ngươi a? Cho người nhị đại ra một cái lời chắc chắn a. Lão nhân cuống cuồng nói. Cái kia, ta là Lý Mộ Dương nhi tử. Lý Thiên Mệnh liền vội vàng tiến lên đi, vịn lão nhân kia, cùng hắn cùng một chỗ bước vào đình viện. Đình viện rất lâu không ai quét dọn, hai bên đường mọc đầy cỏ dại, lớn lên đều cao bằng một người. Phòng ốc cũng 10 phần cũ kỹ, con muỗi khắp nơi đều là. Cái gì, ngươi là Tiểu Dương Rear Map? Lão đại duỗi dài lỗ tai, 10 phần khó hiểu hỏi. Nhị thái gia, ta là con của hắn, ta gọi Lý Thiên Mệnh. Cái gì, Rear Map thành tinh, còn lại biến thành người, muốn mạng của ta, lão nhân quay cuồng nói. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Rear Map tinh, người chớ ăn lão đầu, đến, ăn chút dưa muối, nấu trứng gà, lão đầu ta toàn bộ thân gia đều ở nơi này. Lão nhân run rẩy, lôi kéo Lý Thiên Mệnh đi lên phía trước. Đoán chừng là ở quá lâu, ánh mắt hắn tuy nhiên nhìn không thấy. Nhưng dựa vào trong tay quải trượng, khắp nơi mù đâm, còn có thể cái này trong đình viện hoạt động. Lý Thiên Mệnh nhìn đến có chút đau lòng, tuổi tác lớn như vậy, bên người một cỗ chiếu cố người đều không có.
Nghe nói Lý Mộ Dương, là hắn nuôi lớn. Ca ca, đến đón lấy làm sao bây giờ? Khương Phi Linh giải trừ phụ linh, xuất hiện ở bên cạnh hắn. Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu cũng đi ra, bọn họ là lợn chết không sợ bỏng nước sôi chủ, đi vào địa phương mới phá lệ hưng phấn, đem Lam Hoàng cũng mang ra ngoài. Trong đình viện, còn có một đầu nhanh già chóc ra mặc kỳ lân, nó mở mắt ra nhìn một chút những thứ này khách đến thăm, lại đủ kiểu nhàm chán nhắm mắt lại, tiếp tục ngủ say. Đến đâu thì hay đến đó, chúng ta cùng một chỗ quét dọn một chút, tại cái này dàn xếp lại. Lý Thiên Mệnh nói, tốt, không có vấn đề, Miêu Miêu, quét dọn nhiệm vụ giao cho ngươi. Huỳnh Hỏa nói xong bay ra ngoài, thăm dò tân thế giới đi. Gà đại ca yên tâm, Miêu Miêu nói xong, vỗ vỗ Lam Hoàng thô to long chảo, nói, quy đệ, ngươi vừa ra đời, biểu hiện tốt một chút, ngươi mèo ca trước nghỉ ngơi một chút. Kêu cái gì quy đệ, người ta là long. Lý Thiên Mệnh trợn mắt nói. Vù vù tương đương. Miêu Miêu ngay tại chỗ một phen lăn, chổng vó. Đã ngủ. Ngọa tào, ngủ được thật nhanh. Lão đại, ta đến giúp đỡ, là muốn quét dọn sao? Lam Hoàng cực kỳ hưng phấn, hai mắt thiểm quang, cái kia màu xanh lam đầu rồng trực tiếp phun ra một miệng nước. Ầm ầm. Một bức tường sụp đổ. Oa, trời vui, Lam Hoàng ánh mắt sáng lên. Các ngươi ba cái đều cút ra ngoài cho ta. Lý Thiên Mệnh đầu đầy mồ hôi, trước đuổi đi Lam Hoang, lại bắt được Miêu Miêu, lấy trả giá thương phương thức đưa nó ném ra ngoài. Giữa không trung, Miêu Miêu đổi tư thế, đánh miệng ngáp, lăng không ngủ. Thẳng đến bịch một tiếng, giống như đặt vào trong nước. Meo, phát lũ lụt sao, làm sao đem ta chìm? Miêu Miêu một cái giật mình, theo một mặt trong hồ bắn. Người nào đem ngươi thiến? Vậy ngươi chẳng phải là thành công công rồi? Huỳnh Hỏa chạy như bay mà qua. Cười trên nỗi đau của người khác. Ầm ầm. Bỗng nhiên một cái quái vật khổng lồ rơi vào trên nước, vô số hồ nước nhấc lên bay ra, đem Huỳnh Hỏa Miêu Miêu đều đụng bay ra ngoài. Có nước a, chơi vui. Nó như một ngọn núi, tại trong hồ nghiền ép lên đi. Gà đại ca, mèo ca, các ngươi ở đâu? Lam Hoàng trợn mắt nói. Hắn mèo, lão tử bị ngươi ăn tiến vào. Huỳnh Hỏa cả giận nói. A. Lam Hoàng há mồm phun một cái. Vậy mà phun ra một con gà, một con mèo. Người đớp cứt a, trong bụng thúi như vậy. Huỳnh Hỏa nói. Không có ý tứ gà đại ca, vừa mới đoán chừng là đem ngươi hút vào ruột bên trong. Vài ngày trước ăn cá quá nhiều, còn không có lôi ra tới. Ngọa tào. Lý Thiên Mệnh cùng Khương Phi Linh đành phải cùng một chỗ thu thập, bận rộn một canh giờ, cuối cùng đem cái này Lý Mộ Dương nơi ở cũ cho dọn dẹp sạch sẽ. Khương Phi Linh khéo tay, có nàng tại. Một cái mới ấm áp ổ nhỏ, rất nhanh liền sửa lại. Ha ha, buổi tối chúng ta thì ngủ nơi này. Lý Thiên Mệnh cười xấu xa nói. Người nghĩ hay lắm, người tu luyện chi nhân, không dùng ngủ, ra ngoài. Khương Phi Linh hé miệng cười, chỗ nào không biết hắn ý đồ xấu. Mỹ nữ, hiện tại hoang sơn dã lĩnh, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, người xong. Lý Thiên Mệnh duỗi ra một hai bàn tay to. Người muốn làm gì? Khương Phi Linh trợn mắt nói. Nghĩ. Tiểu Dương, là ngươi trở về rồi sao? Bỗng nhiên, bên ngoài một bóng người phanh phanh gõ cửa. Lý Thiên Mệnh giận dữ. Trong đình viện, trong lương đình, Lý Thiên Mệnh cho lão nhân này nắm nửa ngày bả vai. Tu di giới chỉ bên trong còn thừa lại một số mỹ tử, lão nhân này nghe thấy được vị đạo, ánh mắt thì phát sáng lên, thì cùng không ngủ giống như. Hắn đoán chừng là trí nhớ không tốt. Có chút si ngốc, Lý Thiên Mệnh giải thích nửa ngày thân phận của mình, kết quả, hắn vẫn là gọi mình Tiểu Dương. Tiểu Dương a, người mới vừa rồi cùng Tinh Tinh tránh trong phòng làm gì đâu. Tinh Tinh, Lý Thiên Mệnh nghĩ thầm, hắn nói không phải liền là thần quốc công chúa Khương Linh Tịnh sao. Tiểu Dương, người chừng nào thì cùng Tinh Tinh, xin cái béo oa oa cho nhị đại gia chơi đùa a. Lý Thiên Mệnh tâm lý giận nghĩ, cái này béo oa oa thì đứng ở trước mặt ngươi a. Nhị đại gia, ta cùng Tinh Tinh cùng một chỗ bao lâu? Lý Thiên Mệnh theo hướng xuống hỏi. Ta làm sao biết các ngươi lén lút bao lâu? Đồ hỗn trướng, vậy mà không nói sớm một chút, nhị đại gia còn quan tâm ngươi không lấy được nàng dâu. Lão nhân nói. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười, cái tuổi này cũng là thỉnh thoảng rõ ràng, thỉnh thoảng hồ đồ, đoán chừng hỏi không ra, cái gì trọng yếu tin tức. Tiểu Dương, ngồi xuống, nghe nhị đại gia kể cho ngươi giảng ta đã từng sự tích huy hoàng. Ngươi sau khi lớn lên, tranh thủ làm một cái, cùng nhị đại gia một dạng tiêu sái nhân vật.
Lão nhân vỗ đùi, nước miếng tung bay, kích tình vạn trượng. Lại nói năm đó, người nhị đại gia chỉ có 15 tuổi, đánh khắp Mặc gia tông phủ vô địch thủ, ngay lúc đó ta gọi là một cái đẹp trai, truy cầu ta cô nương xinh đẹp, đến từ nơi này xếp hàng đến hoàng cung đi. Lý Thiên Mệnh nghe nửa ngày, thẳng đến lão nhân kia ngủ thật say, hắn mới cho hắn ôm lên giường. Vừa để xuống đâu, hắn lại một cái giật mình ngồi xuống, vỗ đùi, kích tình vạn trượng nói, lại nói năm đó, người nhị đại gia. Hắn lại là thao thao bất tuyệt, bỗng nhiên lại kích động hỏi, ngươi là ai? Nhị đại gia, ta là Tiểu Dương, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói. Đánh giám, Tiểu Dương ở bên ngoài khổ tu, nói 10 ngày sau mới trở về, ngươi có phải hay không đến trộm lão đầu trứng gà? Lăn ra ngoài. Được rồi. Tiểu Dương còn tại lớn thân thể, các ngươi đám hỗn đản này, mơ tưởng trộm đại gia trứng gà. Đi tới về sau, hắn trả tại líu lo không ngừng đây. Nhị thái gia tuổi tác quá lớn, thần trí không rõ ràng lắm đây. Khương Phi Linh tại cửa ra vào quan tâm hỏi. Đúng, bất quá nghe được, hắn là nuôi dưỡng cha ta lớn lên người. Về sau nhiều nhiều chiếu cố một chút, Lý Thiên Mệnh nói. Đi, ra đi vòng vòng đi, nơi này vẫn rất an tĩnh. Đình viện trước có một mặt hồ nước, phạm vi rất lớn, mà lại thanh tịnh thấy đáy, Lý Thiên Mệnh ba cái cộng sinh thú đang ở bên trong bắt cá đây. Lam Hoàng xuất sinh, nghiêm trọng kéo xuống Huỳnh Hỏa cùng Miu Miu IQ. Hai người ngồi ở bên hồ. Khương Phi Linh ôm lấy hai chân, dưới ánh trăng, nàng cái kia da thịt tuyết trắng, lóng lánh sáng bóng trong suốt, một đôi ánh mắt sáng ngời nhìn trước mắt hồ nước liền ngã chiếu vào trong ánh mắt của nàng, giống như là một mảnh màu xanh lam biển. Ca ca, ngươi cảm thấy cha ngươi, hắn sẽ đến cứu ngươi sao? Khương Phi Linh hỏi. Ta ngược lại thật ra muốn cho hắn xuất hiện, nếu như hắn sẽ đến, hết thảy đáp án thì mở ra. Nói thật, ta thật rất muốn gặp hắn một chút, dù sao cũng là cha. Nhưng ta đoán chừng, hắn hẳn là sẽ không xuất hiện đi. Dù sao, nhiều năm như vậy, hắn cũng không đến xem qua ta. Ai nói ta trong lòng hắn, có thể có giá trị gì đâu. Lý Thiên Mệnh bất đắc dĩ cười một tiếng. Ca ca, ngươi những thứ này cũng chỉ là suy đoán, ta tin tưởng hắn có khó khăn khó nói. Chúng ta hết thảy đều hướng chỗ tốt nghĩ, có được hay không? Đương nhiên, Lý Thiên Mệnh kéo vai thơm của nàng, để cho nàng tựa vào trên vai của mình. Mà lại, còn muốn một điểm rất trọng yếu. Khương Phi Linh nói. Cái gì? Hắn đem thái cổ hỗn độn cự thú để lại cho ngươi, cho nên, hắn nhất định là yêu ngươi. Đúng à, Lý Thiên Mệnh mắt sáng rực lên, tín niệm trong lòng, dần dần kiên định. Cảnh ban đêm tuyệt vời như vậy, nơi này là chỗ tốt. Nhưng là, bình minh ngày mai, liền muốn bước vào lớn nhất mãnh liệt vòng xoáy. Thần đều tựa hồ có một cái gọi là làm, thập phương đạo cung, địa phương. Ta đến đón lấy nhất định phải hiểu rõ nó chi tiết, khả năng này quan hệ đến ta đường ra. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng, ta cũng nghe đến, thập phương đạo cung. Cùng vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp có quan hệ sao? Cái này hẳn là sẽ không, đoán chừng là trùng hợp. Lý Thiên Mệnh nói. Ca ca, nếu để cho ngươi tiến cái kia nhiên hồn luyện ngục, cha ngươi vẫn là không đến, bọn họ sẽ tăng thêm thủ đoạn sao? Khương Phi Linh lo lắng nói. Khả năng đi, bất quá, kỳ thật ta nhìn ra được, thì ba vị này thái thượng tới nói, bọn họ hận ở chỗ Lý Mộ Dương, chỉ là dẫn lây sang ta. Ta tại Kỳ Lân cổ tộc tình cảnh đến cùng như thế nào, ngày mai liền biết. Nhưng là, chỉ nếu không có ai ngăn cản ta mạnh lên, có lẽ một ngày nào đó, không dùng cha ta, chỉ dựa vào chính ta, ta đều muốn cải biến hiện tại bị người trưởng khống cục diện. Thần đều thiên tài, cường giả, đến cùng là trình độ gì, ta muốn xem thử một chút. Lý Thiên Mệnh ánh mắt nóng rực nói. Cha ta một ngày không đến, ta thì tuyệt đối sẽ không chết. Người, chỉ cần bất tử. Thì hữu cơ hội sở lấy, chờ xem. Đừng nhìn hôm nay Lý Thiên Mệnh coi như bình tĩnh. Kỳ thật, hắn ánh mắt nóng bỏng, đã nhìn về phía toàn bộ cuồn cuộn thần đều. Nơi này, ngọa hổ tàng long, nhưng cũng càng thêm, để hắn nhiệt huyết sôi trào. Nghĩ thoáng điểm, vốn là chuẩn bị tông môn chi chiến sau khi kết thúc, đến thần đều xông xáo một chút. Hiện tại khác nhau chỉ là, không có thể cùng nghĩa phụ, khinh ngữ cáo biệt thôi. Như vậy tiếp đó. Liền xem như là xông xáo đi. Lý Thiên Mệnh nói. Tốt, Linh Nhi cũng muốn nghĩ hết tất cả biện pháp, không làm cho chúng ta thụ khi dễ. Khương Phi Linh nói. Nàng nói đúng lắm, chính mình còn lại 5 cái phong ấn. Có lẽ,
còn có mạnh hơn năng lực đâu. Cùng một chỗ, không nhận mệnh. Lý Thiên Mệnh vươn tay. Được, Khương Phi Linh đem cái kia trắng nõn trơn mềm tay cầm, đặt ở trên bàn tay của hắn. Hai người ánh mắt nóng rực. Nói dễ nghe, còn không phải là vì mò Linh Nhi tay nhỏ. Huỳnh hỏa thổi qua, vô tình chế giễu. Đúng vào lúc này. Sau lưng trong đình viện, bỗng nhiên có vật nặng rơi xuống đất, sau đó truyền đến chửi rủa thanh âm. Nhị thái gia đang ngủ đâu, người nào ở bên trong làm càn. Nơi ở cũ trong đình viện, cỏ dại đã thanh trừ, tuy nhiên phòng ốc cũ nát, nhưng thắng tại sạch sẽ. Dưới ánh trăng, lại có hai cái khách không mời mà đến, đi tới trong đình viện. Cái này là một đôi nam nữ trẻ tuổi, có thể nói trai tài gái sắc. Nam tử trẻ tuổi kia dài đến khôi ngô cao lớn, sống mũi vô cùng thẳng, khuôn mặt như đao gọt kiếm khắc đồng dạng cương nghị, hắn thân mặc một bộ màu xanh lam cẩm bào, bực này khí chất, cho dù là tại Kỳ Lân trong cổ tộc, rõ ràng đều là danh môn vọng tộc con cháu. Cô gái trẻ kia thì rúc vào hắn bên người, dưới ánh trăng, nàng người mặc một thân áo xanh váy dài rất gấp, cho nên đem thướt tha tư thái, hoàn toàn bày ra đi ra, cao gầy thon dài, đường cong mười phần rung động lòng người. Khuôn mặt của nàng cũng tính là tuyệt mỹ, tướng mạo khuynh hướng Tô Vô Ưu Tô Y Nhiên, có loại thực chất bên trong vũ mị, nhưng lại lấy xương lạnh che lấp. Nói ngắn gọn, chính là bên ngoài cao lạnh, phụng trộm mã xoa trùng, nàng xem thấy nam tử trẻ tuổi kiều mị ánh mắt, liền ấn chứng điểm này. Tần Phong ca ca, ta nghe được chắc chắn 100%, thái thượng đem cái kia, tội tử, dàn xếp tại cái chỗ chết tiệt này. Thiếu nữ ôn nhu kiều mị nói. Tại sao không ai? Tần Phong hỏi. Đi vào buồng trong nhìn xem. Nữ tử tên là Lý Mộc Lâm, tại Mặc Kỳ Lân tộc, danh tiếng của nàng còn không nhỏ, chí ít diễm danh lan xa. Bọn họ đá văng cửa lớn, buồng trong đang có một cái lão đầu đang ngủ. Tần Phong đi ra phía trước, nắm lão đầu kia vạt áo, đem hắn nhấc lên, hỏi, lão bất tử, cái kia tội tử đâu, trốn đến nơi nào? Ta nhổ vào, lão đầu hỗn loạn, đột nhiên bừng tỉnh, trực tiếp phun ra một miếng nước bọt, mắng, đồ hỗn trướng. Lại tới ăn trộm gà trứng. Tần Phong lóe lên, thì kém một chút bị nước bọt đánh trúng. Hắn nổi giận, giơ lên quyền đầu. Phong ca, đừng giết hắn, không phải vậy sẽ bị trách phạt, lão nhân này trước kia đối Mặc gia tông phủ có không ít cống hiến. Lý Mộc Lâm cuống cuồng nói. Cống hiến, bồi dưỡng được Lý Mộ Dương xuất sinh này, cũng coi là cống hiến. Tần Phong khịt mũi coi thường. Hắn đem lão đầu ném xuống đất, muốn không phải sợ hắn chết. Hắn đều muốn dẫm lên một chân. Phong ca, thì lão già này, vốn là cũng sống không quá mấy ngày, thì cái này mẹ quá con côi lão nhân, thi thể xấu, sẽ không có người quản. Chúng ta vẫn là trước tìm tội nhân quan trọng, Lý Mộc Lâm nói. Thái thượng bảo ngày mai toàn tộc đại hội, sẽ xử lý cái này tội nhân, bất quá, không có bảo hôm nay không thể làm hắn một chút. Cái này tội tử hại cho chúng ta, từ nhỏ đều bị nhất thế chú áp chế thiên phú, ta không đem hắn sống sống giết chết. Cũng không ra được cái này giọng điệu. Tần Phong cả giận nói. Phong ca bớt giận, nghĩ ra khí người còn nhiều, rất nhiều, toàn thể Kỳ Lân cổ tộc đều muốn giết chết hắn. Nhưng dù sao người chỉ có một cái, chúng ta hôm nay nếu là không đến, đoán chừng đánh nhất quyền cơ hội đều không có. Ra ngoài tìm, tránh tại chân trời góc biển, đều phải bắt tới. Tần Phong cười lạnh nói. Cẩu tặc, buông ra lão phu trứng gà. Bọn họ lúc đi ra, lão đầu còn ở phía sau líu lo không ngừng. Nhưng, Tần Phong mới vừa đi ra đến, liền thấy dưới ánh trăng cửa, đứng đấy một nam một nữ. Nam tử kia một đầu tóc dài màu trắng cực kỳ dễ thấy, trắng dưới tóc một đôi tròng mắt, như là viễn cổ hung thú, hung tàn bạo lệ, cánh tay trái toàn thân đen nhánh, lân giáp trải rộng, lộ ra cực kỳ yêu dị. Thân phận của hắn, quả thực miêu tả sinh động. Bất quá, nhất làm cho Tần Phong sợ hãi than ngược lại là bên cạnh hắn thiếu nữ kia. Thiếu nữ kia người mặc màu xanh lam váy ngắn, tóc đen mắt đen, da thịt của nàng dưới ánh trăng, tản ra quang mang trong suốt, ngũ quan đều là loại hoàn mỹ, khí chất tinh khiết như băng tuyết. Bực này khí chất, dường như không là phàm nhân, mà chính là xuất trần thần nữ, ngoài ý muốn đi tới nhân gian. Liền xem như bên người chấm dứt sắc lấy xương Lý Mộc Lâm, so sánh phía dưới, bỗng nhiên liền ảm đạm vô quang. Đây cũng không phải là ngũ quan cùng dáng người khác nhau, mà là sinh mệnh tầng thứ khác nhau. Song phương đều là một nam một nữ, bỗng nhiên dỗi, lửa giận liền trực tiếp đi lên. Ngươi chính là cái kia tội nhân chi tử, Tần Phong lửa giận dâng trào, đã cắn hàm răng. Lý Thiên Mệnh nghiêng đầu,
nhìn thoáng qua buồng trong, lão đầu vừa mới đứng lên, ngồi dưới đất giận mắng Tần Phong. Các ngươi hai cái, đi ra. Lý Thiên Mệnh thanh âm lạnh lùng như băng xương. Hắn ngoác ngoác đầu ngón tay, xoay người rời đi. Còn muốn chạy, Tần Phong cùng Lý Mộc Lâm đuổi theo. Vừa mới thực sự ra cửa, bọn họ chợt thấy khó có thể tin một màn. Cái kia chính là, vừa rồi cái kia khiến người ta tán thưởng tuyệt sắc thiếu nữ, vậy mà hóa thành trong suốt điểm sáng, cứ như vậy dung hội tại Lý Thiên Mệnh trên thân. Siêu! Lý Thiên Mệnh tăng tốc cước bộ, đảo mắt đến hồ nước bên cạnh. Tại phía sau hắn trong hồ, một đầu to lớn thái cực hồng mông quỳ long theo đáy hồ leo lên, tại nó hai cái trên đỉnh đầu, nằm sấp một con gà, một con mèo. Thật là lớn cộng sinh thú, vẫn là thần long. Nói cách khác, hắn không có kế thừa chúng ta kỳ lân cổ tộc kỳ lân. Lý Mộc Lâm cau mày nói. Đến mức Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu, bị tự động không để ý đến. Dưới cái nhìn của bọn họ, đây là thái cực hồng mông quỳ long mang hai cái tiểu sủng vật. Đông Hoàng cảnh trưởng thành người, chỗ nào có thể cùng thần đô so sánh. Ta đoán chừng mẫu thân hắn cũng là một giới tiện mệnh thôn phụ. Bằng không, làm sao lại ngay cả chúng ta kỳ lân thánh thú đều không kế thừa. Tần Phong âm lãnh cười một tiếng, chỉ tại kỳ lân cổ tộc, không có kỳ lân cộng sinh thú, đó là bị chế giễu cả đời. Lúc nói chuyện, Tần Phong dậm chân hướng về Lý Thiên Mệnh đi tới. Cùng lúc đó, một đầu sinh trưởng to lớn hai cánh mặc kỳ lân xuất hiện tại hắn bên người. Cái này kỳ lân thánh thú hình thể so Trấn Ngục Huyền Vũ còn lớn hơn, khí tức cẩn trọng, so mộ dương cộng sinh thú cao hơn ra rất nhiều đẳng cấp, kỳ lân thánh thú thần uy, tại cái này, thiên dực mặc kỳ lân, trên thân, bày ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Đây là cấp 5 thánh thú. Người này không đến 20 tuổi, thì đại khái thiên ý cảnh giới tầng thứ 8 tu vi, so nguyên sấm cường. Lý Thiên Mệnh rất ngạc nhiên, loại người tuổi trẻ này, tại toàn bộ kỳ lân cổ tộc, tính là gì mức độ? Tội tử, ngươi trở về cũng là bị ngược, hôm nay chỉ là bắt đầu, tiếp đó, ngươi chậm rãi hưởng thụ khuất nhục, khó khăn, bi ai cả đời. Chúng ta kỳ lân cổ tộc mấy chục vạn người, mỗi người, đều muốn giết chết ngươi. Ngươi rất may mắn, bởi vì dạng này ngươi tuyệt đối sẽ không chết, ai cũng không bỏ được giết ngươi, bất quá, cuộc sống sau này, liền muốn mỗi ngày chảy nước mắt. Tần Phong cười ha ha nói. Lý Thiên Mệnh đáp lại hắn, là Đông Hoàng kiếm. Binh khí này vừa ra tới, Tần Phong cùng Lý Mộc Lâm thì tâm lý thì nhảy một cái. Bởi vì trưởng bối vừa đã thông báo, người nào cũng không thể đụng Đông Hoàng kiếm, nếu không có phiền toái. Đây là cường điệu lời nhắn nhủ sự tình. Lý Thiên Mệnh lần trước chợt có suy đoán, lần này theo ánh mắt của bọn hắn, càng là đã đoán được Đông Hoàng kiếm, tại thần đều tựa hồ có khác biệt ý nghĩa. Vừa mới cái kia nữ là ai? Tần Phong áp bách tới, ngữ khí bá đạo hỏi. Vấn đề này để Lý Mộc Lâm có chút khó chịu, nàng nói, ai biết là người hay quỷ, Phong ca, ngươi nhanh điểm động thủ đi, ta cũng nghĩ ra khẩu khí. Biết, Tần Phong lúc nói chuyện, theo tu di giới chỉ bên trong, quất ra một thanh mặc thần kiếm màu xanh lục. Cái kia thần kiếm bên trên có hơn 20 đầu thánh thiên văn, xem xét phẩm chất sẽ bất phàm. Diệp Thiếu Khanh địa chi thánh cảnh tầng thứ 9, còn chỉ có thể cùng bọn hắn dùng một loại cấp bậc thánh thú binh. Kiếm này, tên là Vũ Mặc Thần Kiếm. Cùng tiến lên không tốt hơn, Lý Thiên Mệnh nghênh phong mà động. Ha ha, Tần Phong âm lãnh cười một tiếng, đối phó Lý Thiên Mệnh còn muốn vây công, hắn không sĩ diện a. Dù nói thế nào, tại Mặc Gia Tông phủ người trẻ tuổi bên trong, hắn cũng coi như nhân vật có tiếng tăm. Ầm ầm, Thiên Dực Mặc Kỳ Lân đột nhiên gia tốc, mà hắn ở tại cộng sinh thú dưới thân, cùng một chỗ giết tới. Phân Vũ Mặc Sinh Kiếm Quyết. Thiên ý cảnh giới tầng thứ 8 Sơn Thủy Thiên Ý, bám vào hùng hậu thú nguyên bên trong, lấy Vũ Mặc Thần Kiếm thi triển. Hoa lê. Một kiếm ra, kiếm khí như bạo vũ lê hoa, bay múa đầy trời mà đến, trong nháy mắt giả thiên tế nhật. Một chiêu này thiên ý chiến quyết, liền có thể nhìn ra hắn so nguyên sấm cường lên một cái cấp độ. Ầm ầm. Thiên Dực Mặc Kỳ Lân bay lên, quấy mây đen, mưa to buông xuống, thần thông phóng thích. Mấy chục vạn người đều muốn đánh ta xuất khí sao? Không nghĩ tới, ta như thế kéo cửu hận. Có điều, cái kia cũng không phải người nào, đều có thể ở trước mặt ta diệu võ dương oai. Chí ít, các ngươi không được. Lý Thiên Mệnh thanh âm như quỷ mị, tại hắn nói chuyện đồng thời, hắn chả không nhúc nhích, ba đầu cộng sinh thú động. Rầm rầm rầm. Lam Hoang vừa ra tay, đại địa hồng hoang thi triển, chung quanh khắp nơi đều hóa thành đầm lầy, Lý Mộc Lâm cũng ở trong đó.
ăn ta một kiếm, mỹ nữ, muốn cảm thụ một chút cái mông nở hoa mỹ diệu sao? Huỳnh Hỏa mỉa mai cười một tiếng, chọn lựa đối thủ của mình. Ầm ầm, vừa dứt lời dưới, trên trời hỗn độn thiên kiếp buông xuống, Miêu Miêu đã hóa thành đế ma hỗn độn, cùng Huỳnh Hỏa cùng một chỗ trùng sát mà đến. Ba đời ngự thú sư, Lý Mộc Lâm ngẩn ngơ. Nàng không có thời gian chấn kinh, bởi vì Huỳnh Hỏa luyện ngục hỏa ảnh đã đem hắn vây quanh. To gan lớn mật, nàng quất ra cùng Vũ Mặc Thần Kiếm nguyên bộ Lam Mặc Thần Kiếm, lại cùng nàng cộng sinh thú, Lam Đồng Mặc Kỳ Lân, đi ra chiến. Chỉ là, Lam Đồng Mặc Kỳ Lân mới ra đến, liền bị đế ma hỗn độn phốc trên mặt đất. Xoẹt, độc ma huyết trào trực tiếp cắm vào cái kia Lam Đồng Mặc Kỳ Lân miệng lên. Giống, Lam Đồng Mặc Kỳ Lân kêu thảm một tiếng. Lý Mộc Lâm chính muốn đi hỗ trợ, sau lưng lần nữa nguy cơ buông xuống, để cho nàng phía sau lưng phát lạnh. Nàng sắc mặt trắng nhợt, giận tím mặt. Bị ổi. Mắng cũng vô dụng, gà đại ca xích viêm hoàng kiếm, cũng là như thế vô tình, không cần biết ngươi là cái gì nam nữ. Sau đó, Lý Mộc Lâm đắp lên vạn luyện ngục hỏa ảnh đuổi theo chạy, thỉnh thoảng phát ra trận trận kêu sợ hãi. Tần Phong càng giận. Nhưng là, hắn càng biệt khuất, hắn đối mặt là Lam Hoang. Cái kia khổng lồ cự thú trực tiếp nện tới, hắn hoa lê chi kiếm trực tiếp bổ vào phần lưng của nó. Vậy mà không chém nổi. Giống. Lam Hoang một tiếng hồng mông âm ba, ngưng kết thành một chùm, tại chỗ đem chấn động đến thất khiếu chảy máu. Đúng vào lúc này, hắn cộng sinh thú thiên dực Mặc Kỳ Lân, trực tiếp từ trên trời nện xuống đến. Một cái sau lưng có hai cánh thiếu niên tóc trắng, vọt xuống tới, liên tục ba quyền, đập vào cái kia thiên dực Mặc Kỳ Lân trên ót. Rầm rầm rầm. Đây là tam sinh ma quyền, ba quyền về sau. Thiên dực Mặc Kỳ Lân kêu thảm im bặt mà dừng, đã đầu nứt toác, toàn thân co rút run rẩy. Phốc phốc, Lý Thiên Mệnh lấy Đông Hoàng kiếm đâm vào đầu lưỡi của nó lên, trong nháy mắt đâm xuyên, máu me khắp người. Giờ khắc này, hắn quay đầu lại, đối Tần Phong cười hắc hắc một chút. Nụ cười kia, như là tóc trắng ma quỷ. Ngươi muốn chết, Tần Phong nổi giận. Oanh, Lam Hoang một bàn tay đập tại ót của hắn lên, thân thể của hắn trực tiếp nện xuống đất. Hắn đổ là đủ cứng, đẩy ra Lam Hoang móng vuốt, toàn thân lửa giận vọt ra, cả người đầy vết máu. Phần Vũ Mặc Sinh kiếm tế vũ tiêu tiêu. Cái này kiếm quyết tên ngược lại là êm tai, chỉ tiếc, ngăn không được hiện tại Lý Thiên Mệnh. Thần tiêu đệ nhị kiếm. Đây là nghiền ép một kiếm, xích phiêm hoàng kiếm cùng lôi quân hoàng kiếm uy lực ầm vang bạo phát, lửa giận lôi đình kiếm khí trùng sát mà đi, Lý Thiên Mệnh xen lẫn trong kiếm khí bên trong, lấp lóe tiến lên. Đinh. Một lần trùng kích, Tần Phong kêu thảm một tiếng, bay rớt ra ngoài. Phốc phốc, Lý Thiên Mệnh một kiếm đâm vào trên đùi của hắn, đâm ra một cái lỗ máu. Tần Phong còn muốn nói chuyện, Lý Thiên Mệnh tay trái hắc ám cánh tay nhất quyền đánh vào trên miệng của hắn, hắn miệng đầy hàm răng nhất thời bật nát, toàn bộ nuốt vào trong bụng. A, à, Tần Phong sắc mặt trắng bệch, quỳ trên mặt đất nôn khan, miệng của hắn vị trí đã lõm lún xuống dưới, xấu xí không chịu nổi. Làm hắn ngẩng đầu thời điểm, Lý Thiên Mệnh thì lãnh đạm như vậy nhìn lấy hắn, ánh mắt của hắn trực tiếp run rẩy. Ô ô, muốn giận mắng, nhưng lại nói không ra lời, trên đầu lưỡi đều đâm mấy cái răng. Ba, Lý Thiên Mệnh một bàn tay, đem vung tại trên mặt đất, đầu trực tiếp nện ở trên tảng đá. Loảng xoảng một tiếng, Tần Phong trời đất quay cuồng. Nhớ kỹ, muốn tìm ta xuất khí có thể, nhưng là, người đến có bản lĩnh. Nói xong. Lý Thiên Mệnh đã biến mất ở tại trước mắt. Tần Phong đau đến ô ô gọi. Làm hắn ngẩng đầu thời điểm, bất ngờ nhìn đến. Lý Thiên Mệnh bóp lấy Lý Mộc Lâm, trực tiếp quăng mấy cái bàn tay, đem cái này mỹ mạo nữ nhân trực tiếp đánh thành một mặt đầu heo. Sau đó, đem đập vào Tần Phong bên người. Phong ca. Lý Mộc Lâm ngẩng đầu thời điểm, đem Tần Phong giật nảy mình. Thế này sao lại là mặt người? Quả thực là lợn thịt. Một mặt lạnh lùng Lý Thiên Mệnh, mang theo ba cái cộng sinh thú, đi tới bọn họ trước mắt. Lam Hoang một tay đè ép một đầu Mặc Kỳ Lân, toàn bộ đặt tại thân dưới, thì cùng ấp trứng giống như, để chúng nó chỉ có thể ở dưới người mình kêu thảm. Chơi vui, hì hì, nó ngây thơ cười nói. Tần Phong cùng Lý Mộc Lâm nhìn không được run run một chút. Hắn không phải xuất thân Đông Hoàng cảnh à, làm sao mạnh như vậy? Lý Thiên Mệnh so sánh một chút. Thần đô những thiên tài này trong mắt Đông Hoàng cảnh, đoán chừng cùng Chu Tước Quốc Thiên Phủ thiên tài trong mắt Ly Hỏa Thành không sai biệt lắm. Một cái vân chăn chăn đi qua,
đều không có mấy người có thể so sánh, bọn họ miệt thị chính mình cũng bình thường. Tội tử, người dám đánh chúng ta, người xong đời. Lý Mộc Lâm nước mắt chảy ngang, giờ này khắc này, nàng váy dài đều là vết máu. Tại Huỳnh Hỏa trước mặt, không có thương hương tiếc ngọc, chỉ có không thương hương tiếc ngọc. Xong đời, ngươi không phải nói mấy chục vạn người đều muốn đánh ta sao? Ta cái kia vốn là thì xong đời, còn sợ càng xong đời sao? Lý Thiên Mệnh cười. Nói xong, hắn lại cho Tần Phong một bàn tay, để hắn ngao ô một tiếng, cực kỳ khó coi. Có điều, ta tại xong đời trước đó, ngược lại là có thể nhẹ nhõm, cho các ngươi một cái cả một đời cũng không quên được giáo huấn. Lý Thiên Mệnh cười lạnh nói. Lý Mộc Lâm ánh mắt sợ hãi, không dám nói tiếp nữa. Trước đó trang bức, toàn bộ biến thành dòng máu, chính mình nuốt xuống. Các ngươi là người yêu sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Lý Mộc Lâm không dám nói lời nào, nhưng là cái kia Tần Phong gắt gao chừng lấy Lý Thiên Mệnh. Tư thái không tệ a, để ý để nhà ta gà, thưởng thức một chút nàng sao? Lý Thiên Mệnh nói. Hắc hắc, Huỳnh Hỏa treo trên vai của hắn, một mặt cười xấu xa nhìn lấy Lý Mộc Lâm, nói, không tệ không tệ, cao đẳng tọa kỵ. Ô ô, Tần Phong hai mắt phun lửa. Nhưng, Miêu Miêu thì ghé vào trên đầu của hắn, tại hắn muốn giận mắng thời điểm, Miêu Miêu cái đuôi liền đâm tại trên miệng của hắn, đem hắn điện toàn thân thẳng tắp, miệng sùi bọt mép. Sớm biết sẽ như vậy thảm, làm gì tới tìm tai vạ đâu. Tiếp đó, ta hỏi vấn đề, người phụ trách trả lời, không phải vậy, ta thủ đoạn rất tàn nhẫn. Lý Thiên Mệnh đối Lý Mộc Lâm nói. Lý Mộc Lâm chỉ có thể khuất nhục cúi đầu. Thập phương đạo cung là cái gì? Lý Thiên Mệnh nhìn lấy Lý Mộc Lâm, ánh mắt nguy hiểm. Thần đô truyền thừa vô số năm học cung, thời cổ thần quốc thiên tài ngự thú sư cái nôi, cường giả vô số, tại thần đô địa vị rất cao. Lý Mộc Lâm nói. Cao tới trình độ nào? Dù sao so chúng ta bây giờ Kỳ Lân cổ tộc cao. Cùng thượng cổ hoàng tộc so sánh đâu. Vậy khẳng định không bằng, nhưng, cũng có một chút quyền nói chuyện. Thập phương đạo cung lai lịch ra sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nghe nói, thời cổ thần quốc hiện tại cương vực bên trong, trước kia thuộc về thập phương đạo cung, thời điểm đó thập phương đạo cung là lớn nhất tông môn, thiên hạ hướng tới. Về sau, thời cổ thần quốc thượng cổ hoàng tộc quật khởi, đánh bại thập phương đạo cung, thành lập quốc gia, lấy quốc gia chữa trị cương vực. Thập phương đạo cung còn sót lại thế lực, đạt được thượng cổ hoàng tộc khoan dung, chuyển thành học cung, vì thời cổ thần quốc bồi dưỡng nhân tài. Lý Mộc Lâm trả lời rất kỹ càng, bởi vì nàng sợ Lý Thiên Mệnh biết đáp án cố ý khảo nghiệm. Ta hỏi ngươi, thập phương đạo cung cùng Đông Hoàng Cảnh Đông Hoàng Kiếm, Thái Nhất Tháp có quan hệ sao? Lý Thiên Mệnh híp mắt hỏi. Có, Đông Hoàng Kiếm tranh đoạt quy tắc, cũng là thập phương đạo cung thiết định. Lý Mộc Lâm nói. Vì cái gì không có cường giả cướp đi Đông Hoàng Kiếm? Ba vị thái thượng vì cái gì không cướp đi? Lý Thiên Mệnh trầm giọng hỏi. Vấn đề này, Lý Mộc Lâm đúng lúc hỏi qua trưởng bối, bởi vì mọi người đều nghi hoặc. Cha ta nói, là bởi vì Lý Thị Thánh tộc tổ tiên Lý Thần Tiêu, là thập phương đạo cung công huân nhân vật, đã từng vì thập phương đạo cung lập xuống qua tuyệt thế chiến công. Đem Đông Hoàng Kiếm Thái Nhất Tháp, lưu tại Đông Hoàng Cảnh chính là thập phương đạo cung tổ huấn. Mặt khác, ngoại trừ Lý Thị Thánh tộc, vốn là cũng không ai có thể chân chính trưởng khống hai thứ này thần vật, đoạt cũng vô dụng. Lý Mộc Lâm nhu thuận nói. Lại là Lý Thần Tiêu, Lý Thiên Mệnh cuối cùng minh bạch. Phụ thân hắn đến từ Kỳ Lân cổ tộc, mẫu thân đến từ Lý Thị Thánh tộc. Nguyên lai, chính mình có thập phương đạo cung thủ hộ, lại là đến từ Lý Thị Thánh tộc. Tuyệt thế chiến công, Lý Thần Tiêu đến cùng làm cái gì, để như thế một cái lưu truyền ngàn vạn cuồn cuộn học cung. Đến bây giờ đều nhớ. Nói như vậy, cái này thập phương đạo cung có thể sẽ là ta chuyển cơ. Mà lại, có lẽ bởi vì tầng này thân phận quan hệ, ta càng sẽ không chết. Trách không được, ba vị thái thượng không có lấy cái chết bức hiếp, chỉ nói để Lý Thiên Mệnh đi nhiên hồn luyện ngục. Vừa hỏi đến nơi đây, dưới núi động tĩnh rất lớn. Lý Thiên Mệnh đứng lên, dưới ánh trăng, hắn nhìn đến rất nhiều bóng người hướng bên này xông lên. Tội tử, ngươi nhất định phải chết. Chúng ta rất nhiều huynh đệ tỉ muội bằng hữu sẽ cho chúng ta báo thù. Lý Mộc Lâm rốt cục các loại đến giờ khắc này, lệ nóng doanh tròng nói. Ba, Lý Thiên Mệnh lại quăng một bàn tay, đem nàng răng đều cho đánh tới. Người chuyện ra sao, đánh nữ nhân tàn nhẫn như vậy? Huỳnh Hỏa cả giận nói. Người vừa mới cũng không có lưu tình a. Lý Thiên Mệnh khinh bỉ nói. Đánh rắm, ta là chính gà quân tử.
Tại Huỳnh Hỏa còn đang rảo biện thời điểm, dưới núi động tĩnh càng lúc càng lớn. Lý Thiên Mệnh phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ ít có hơn 1000 người hướng về bên này xông lên. Đoán chừng là Lam Hoang tại, tranh đấu động tĩnh xác thực rất lớn, kinh hãi động đến bọn hắn. Cái này hơn 1000 người, tốt nhiều đều là người trẻ tuổi, chỉ sợ còn có không ít trưởng bối, nhưng là đều ẩn tàng trong bóng đêm, không có chân chính lộ diện. Chỉ có người tuổi trẻ, mới nhiệt huyết xông đi lên. Chỉ ít có hơn 600 người, đều là 30 tuổi trở xuống thanh thiếu niên, bọn họ nghe nói chiến đấu động tĩnh đi tới nơi này. Bọn họ lập tức nhìn đến, Tần Phong cùng Lý Mộc Lâm vô cùng thê thảm. Đây là ai, bị đánh thành dạng này? Tựa như là Tần Phong cùng Lý Mộc Lâm. Không phải nói tối nay trước đừng động thủ sao? Bọn họ làm sao tới trước? Muốn trước xuất khí, nhưng là giống như bị đánh. Cái này tội tử làm sao mạnh, liền bọn họ đều có thể đánh bại. Cường ngược lại không là vấn đề, nhưng đây cũng quá khoa trương đi, có ý tứ gì? Không đem chúng ta để vào mắt. Đúng, hắn cũng dám hoàn thủ. Trong lúc nhất thời, vô số ăn người ánh mắt, đều đang ngó chừng Lý Thiên Mệnh. Tần Phong cùng Lý Mộc Lâm trưởng bối trong nhà xuất hiện, quả nhiên đều là thâm bất khả trắc trưởng bối, chỉ ít có thể so với Diệp Thiếu Khanh. Bọn họ lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh lui về phía sau một khoảng cách, để bọn hắn tiếp nước nữ. Cha, báo thù cho ta, giết chết súc sinh này. Tần Phong rốt cục nói ra bảo. Muốn giết chết hắn người còn nhiều, rất nhiều, chỗ nào đến phiên ngươi. Ta đều không đến lượt. Kết quả, hắn lại bị đánh một bàn tay. Nhưng, cha hắn nói đến quả thật không tệ, tối nay liền lên đến chút giận, xác thực quá không nghe lời. Bị đánh thành dạng này, càng là mất mặt xấu hổ. Bọn họ ngược lại là nghĩ trả thù Lý Thiên Mệnh a. Mấu chốt là mấy chục vạn người đều chờ đợi trả thù đây. Cứ như vậy, Lý Thiên Mệnh cùng cái này mấy trăm người trẻ tuổi đối mặt. Trong này có rất nhiều cùng Tần Phong không sai biệt lắm kỳ lân cổ tộc thiên tài, không nghĩ tới bọn họ bình quân mức độ cao đến loại trình độ này. Kỳ lân cổ tộc lấy gia tộc làm đơn vị, tỉ như Mặc gia tông phủ bên trong, tốt nhiều đều là đại gia tộc, mỗi nhà một tòa rộng lớn phủ đệ. Mỗi một nhà, mức độ cũng sẽ không kém quá nhiều. Tỷ như Tần Phong loại này cấp bậc, Mặc gia tông phủ giống như còn nhiều, rất nhiều. Toàn bộ kỳ lân cổ tộc, vậy thì càng thêm không cần nói. Mà những người này, giờ phút này đều lấy lửa giận ngút trời ánh mắt nhìn lấy Lý Thiên Mệnh. Cái này khiến Lý Thiên Mệnh nhịn cười không được. Một người oán hận ta, ta có cần phải thu liễm, miễn cho đắc tội với người. 10 người oán hận ta, càng phải thu liễm. Nhưng, hiện tại mấy chục vạn người oán hận ta. Đều ước gì giết ta ra cơn giận này, cái kia còn thu liễm cái dám. Lý Thiên Mệnh tin tưởng vững chắc, hắn hiện tại coi như quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, khóc ròng ròng, những người này cũng sẽ không thay đổi cái kia nóng nảy ánh mắt. Bọn họ đem quá nhiều phẫn nộ, giận chó đánh mèo đến Lý Thiên Mệnh trên thân. Không có gì đáng nói, ta là con của hắn, liền phải tiếp nhận những thứ này. Cha nợ con trả, rất công bình. Nhưng, mơ tưởng để cho ta nhận mệnh. Hắn không có khả năng, thì từ bỏ như vậy chính mình, để những người này trên người mình xuất khí. Chí ít hắn cảm thấy, hắn chả không thấy được chân chính chân tướng. Nghĩ thông suốt đây hết thảy, Lý Thiên Mệnh không có khả năng tại trước mặt bọn hắn cúi đầu. Quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đều vô dụng, làm gì lãng phí chính mình. Sau đó, hắn cứ như vậy cùng bọn hắn đối mặt, lấy hừng hực ánh mắt, tiêu trừ những người này tức giận ánh mắt. Nhìn cái gì a? Động thủ a, thứ hèn nhát. Vừa tới nơi này, liền trở thành mục tiêu công kích, Lý Thiên Mệnh trong lòng cũng tức giận. Câu nói này vừa ra tới, tất cả mọi người xôi trào. Một cái để mấy chục vạn người phẫn nộ đến độ sợ không cẩn thận giết chết người, vậy mà nói bọn họ thứ hèn nhát. Giết hắn. Trong lúc nhất thời, cái kia mấy trăm người trẻ tuổi gào thét, không muốn sống một dạng xông lên. Dừng tay. Trong lúc nhất thời bóng người trùng điệp. Các nhà trưởng bối chỉ có thể tự mình ngăn cản, nếu không, Lý Thiên Mệnh muốn là chết ở chỗ này, tổn thất kia thì lớn. Giống như Lý Thiên Mệnh đoán trước, một cái có thể vọt tới hắn người trước mặt đều không có. Đây quả thực là một kiện chuyện kỳ diệu. Muốn đánh hắn quá nhiều người nhiều lắm, kết quả dẫn đến một cái cũng không thể đánh, bởi vì sợ một chút khống chế không nổi, đem người giết, vậy liền thiệt thòi lớn. Ha ha, cứ như vậy một thiếu niên. Nhìn lấy cái này mấy trăm người hướng về phía chính mình phẫn nộ kêu gào, vậy mà cười ha ha. Ngươi có tư cách gì cười, là cha ngươi hại chúng ta toàn tộc,
cái này thiên cổ tội nhân chết 10.000 lần đều không đủ tiếc. Người nào đến giết hắn, đem hắn nghiền xương thành tro. Giết tiện nghi, để hắn khóc, khóc cả một đời. Những thứ này hung ác, vô tình ánh mắt, để Lý Thiên Mệnh nhìn thấu cái này hiện thực. Bọn họ xác thực có lý do của mình, có phẫn nộ của mình. Nhưng, loại này không lý trí chút nào giận chó đánh mèo cùng cho hả giận, đều trùng kích tại Lý Thiên Mệnh trên thân. Ai nguyện ý tiếp nhận cái này biệt khuất, hướng bọn họ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, cầu xin tha thứ. Chí ít Lý Thiên Mệnh không muốn. Giờ khắc này, hắn không muốn cúi đầu, hắn chỉ muốn đi tìm ra chân tướng, tìm ra đáp án. Đều cút về. Đúng vào lúc này, Vũ Mặc Thái Thượng xuất hiện tại Lý Thiên Mệnh bên người. Đám người phẫn nộ, lúc này mới dần dần lắng lại, nhưng đây đều là dấu ở trong lồng ngực núi lửa, sớm muộn cũng phải bạo phát. Thái Thượng, hắn đã thương Tần Phong cùng Lý Mộc Lâm, không coi ai ra gì, không đem chúng ta để vào mắt. Rất nhiều người kêu gào nói. Hai cái thiên ý tầng thứ 8, liền hắn đều đánh không lại, có cái gì tốt tức giận. Vũ Mặc Thái Thượng thản nhiên nói. Mọi người nói không ra lời. Trở về, sau 3 canh giờ, toàn tộc đại hội, đến lúc đó đi, Kỳ Lân Thánh Đường. Mặc Vũ Thái Thượng quát lớn. Đúng, cho hắn tạo nên nhất thế chú. Để hắn tiếp nhận chúng ta tiếp nhận hết thảy. Ném vào nhiên hồn luyện ngục, cả đời không được đi ra. Những cửu hận kiệu oán niệm, quá cân bạc, quả thực để Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Thật đúng là người trong nhà ngồi, nổi từ trên trời đến, nện đến hắn đến bây giờ cũng còn không có kịp phản ứng. Nhưng hắn biết, hiện tại chỉ là Mặc gia tông phủ. Sau 3 canh giờ, đó là mấy trăm ngàn kỳ lân cổ tộc ngập trời phẫn nộ. Thế giới này, chân kỳ diệu, ha ha. Hắn đây là tự diễu. Nhưng, Mặc Vũ Thái Thượng tựa hồ cho rằng, đây là hắn chiến thắng sau đắc ý. Cho nên, giọng nói của nàng lãnh đạm nói. Ngươi kiêu ngạo cái gì, bất quá là đánh bại hai cái tầm thường tiểu bối. Kỳ lân trong cổ tộc, còn nhiều, rất nhiều ngươi chạm không tới thiên tài. Tiếp đó, được thêm kiến thức, không muốn làm ếch ngồi đáy giếng. Nói xong, nàng liền xoay người rời đi. Được rồi, ta rất chờ mong, Lý Thiên Mệnh ánh mắt nóng rực nói. Đảo mắt, đã đến giờ. Toàn tộc đại hội, chính thức bắt đầu. Kỳ Lân Thánh Đường. Đây là một tòa bát ngát tế đàn, có nửa cái thánh thiên phủ lớn nhỏ, ở vào tông phủ thành chính giữa. Tế đàn cao 3 thước, tại tế đàn trung tâm, có một cái hình tròn hố sâu, trong hố sâu hỏa quang trùng thiên, liệt diễm đốt cháy, làm đến toàn bộ Kỳ Lân Thánh Đường, đều nóng rực vô cùng. Đó là nhiên hồn luyện ngục lối vào. Tại cái này tế đàn trước, còn có mảnh đất trống lớn. Cái này trên đất trống đã đứng lít nha lít nhít kỳ lân cổ tộc tộc nhân, phóng tầm mắt nhìn tới, đông đúc, nói ít đều có mấy chục vạn người. Kỳ lân cổ tộc quy mô cùng nội tình, tuyệt không phải vạn năm Lý thị thánh tộc có thể so sánh, dù là bây giờ không lại phong cảnh, phóng tầm mắt nhìn tới, vẫn cường giả như rừng. Trong đó 50 tuổi trở lên trưởng bối, chỉ cần thiên tư không quá kém, trên cơ bản muốn tu luyện đến thánh chi cảnh giới. Toàn bộ đông hoàng cảnh. Chỉ có quân thánh Tiêu cùng Lý vô địch hai cái thiên chi thánh cảnh, nhưng ngay tại cái này mấy trăm ngàn kỳ lân trong cổ tộc, thì có tương đương không ít. Giờ này khắc này, cái này mấy trăm ngàn nội tình thâm hậu kỳ lân cổ tộc, không có ồn ào nghị luận, không có gọi rầm rĩ chửi rủa, tất cả mọi người cùng một chỗ nhìn lấy cái kia kỳ lân thánh đường phương hướng, trong ánh mắt lửa giận thiêu đốt. Tại tầm mắt của bọn hắn bên trong, Mặc kỳ lân tộc Mặc Vũ Thái Thượng, mang theo một cái áo đen tóc trắng người trẻ tuổi, từ trên trời giáng xuống. Cứ như vậy rơi vào kỳ lân thánh đường phía trên. Trong một chớp mắt, mấy trăm ngàn lửa giận dâng trào ánh mắt, cứ như vậy rơi ở trên người hắn. Trong lúc nhất thời, đều có thể nghe được bọn họ áp lực tại trong lồng ngực cái kia lửa giận lăn lộn thanh âm, như là hung thú gầm nhẹ. Cái này là bực nào áp lực? Nếu là tinh thần không đủ mạnh hung hãn, trường hợp như vậy, là đủ để cho người như bị sét đánh, tại chỗ dọa đến quỳ trên mặt đất, bò đều bò bất động. Ánh mắt như vậy. Thậm chí xuất từ thiên chi thánh cảnh cường giả. Không người ngôn ngữ. Nhưng, cái này mấy trăm ngàn lửa giận ánh mắt, đã nói cho Lý Thiên Mệnh, bọn họ thống hận Lý Mộ Dương tới trình độ nào. Mà bây giờ, cha nợ con trả. Đến tự lửa giận của bọn họ cùng cừu hận, tựa như là một trận đại phong bạo, xé rách mà đến, chấn áp tại Lý Thiên Mệnh trên linh hồn. Làm cho nhiều người như vậy hận lên, ta cũng coi như sống ra cảnh giới, không dễ dàng. Tại như thế phong bạo bên trong, Lý Thiên Mệnh lại bật cười một tiếng,
hắn tại cái này Kỳ Lân Thánh Đường phía trên đứng nghiêm, mắt nhìn phía trước, không có chút nào nhượng bộ. Tâm tính vẫn rất tốt, nhưng tiếp đó, có người khóc thời điểm. Đâm đầu đi tới một cái cao lớn khôi ngô trung niên nhân. Hắn giữ lấy chòm râu, ánh mắt thâm trầm như biển, trên mặt mang cười lạnh, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Lý Thiên Mệnh, ánh mắt rất có áp bách lực. Ngươi là vị nào? Lý Thiên Mệnh nói. Hôm nay cho ngươi tạo nên nhất thế chú người, Mặc Kỳ Lân tộc, Kỳ Lân Vương, Tần Định Thiên. Không nói cái kia ba vị thái thượng, người tới này tự Mặc Kỳ Lân tộc Kỳ Lân Vương, Tần Định Thiên, Lý Thiên Mệnh suy đoán hắn cũng so Lý Vô Địch cường. Chỉ là Mặc Kỳ Lân tộc, hết thảy thì có 10 vị, Kỳ Lân Vương, còn lại các tộc không sai biệt lắm, đây đã là Kỳ Lân trong cổ tộc đỉnh cấp thân phận. Tần Định Thiên sau khi nói xong, đứng tại Lý Thiên Mệnh bên người, mặt hướng mấy trăm ngàn Kỳ Lân cổ tộc. Chư vị, người này cũng là tội nhân Lý Mộ Dương chi tử. Đến, nói cho mọi người, người tên là gì? Tần Định Thiên thanh âm đinh tai nhức óc, rõ ràng là tại áp bách Lý Thiên Mệnh, để hắn lấy tên hắn đến bày ra. Lý Thiên Mệnh nói thẳng, đi không đổi tên ngồi không đổi họ, bản thân Lý Thiên Mệnh. Tên này vừa ra, toàn trường tĩnh mịch. Rất tốt, chọc giận thời cổ thần quốc hoàng tộc, kết quả của ngươi chỉ sẽ thảm hại hơn. Kỳ Lân Vương Tần Định Thiên âm lãnh cười một tiếng, hắn thấy, Lý Thiên Mệnh đây đều là tự làm tự chịu. Cái tên này, đã để Kỳ Lân cổ tộc nghị luận đến khí thế ngất trời. Thiên Mệnh, không là công chúa phong hào a? Rất nhiều trưởng bối biết chuyện này. Lý Mộ Dương phát rồ, cho hắn lấy loại này tên. Thật sự là không biết sống chết. Thua thiệt cái này làm càn làm bậy còn cho là mình rất có khí phách. Ta cảm thấy hắn thẳng nhìn thoáng được, biết mình chết chắc, không có một ngày tốt lành qua, còn không bằng biểu hiện được oanh liệt một chút, chí ít có thể lấy cảm động chính mình. Buồn cười. Mấy chục vạn người cùng một chỗ nói chuyện, toàn trường đều là thanh âm ông, nhưng trên cơ bản đều có thể nghe ra một thứ đại khái. Quả nhiên. Cái này Kỳ Lân cổ tộc chí ít đại đa số người đều thống hận chính mình, giận chó đánh mèo chính mình, sẽ không có người đứng ra thay chính mình nói chuyện. Yên lặng. Tần Định Thiên hô một tiếng, cuối cùng để toàn trường yên tĩnh trở lại. Sau đó, hắn nghiêng người nhìn lấy Lý Thiên Mệnh, tuyên cáo nói. Lý Mộ Dương tội nghiệt ngập trời, làm tội nhân chi tử, người đã trở lại Kỳ Lân cổ tộc, liền muốn thay cha chịu tội. Đi qua Thái Thượng, Kỳ Lân Vương toàn thể quyết định. Hôm nay cho tội tử tạo nên nhất thế chú, sau đó đánh vào nhiên hồn luyện ngục, vĩnh viễn, không được đi ra. Các vị, có thể hay không hài lòng? Tần Định Thiên lạnh lùng nói. Tiện nghi hắn, cần phải trước phế bỏ tu vi, giết cộng sinh thú, lại ném vào. Đúng, lợi cho hắn quá rồi. Ta cảm thấy cần phải đem hắn ném vào, nhiên hồn kết giới, để hắn cùng nhiên hồn tộc cùng một chỗ, tiếp nhận đốt hồn chi tội. Đem hai tay hai chân đều chém đứt đi. Đầu lưỡi cũng rút, ánh mắt đâm mù, lỗ tai cái mũi cắt mất, ngay tại Kỳ Lân Thánh Đường phía trên chấp hành, chúng ta muốn nghe xem hắn rú thảm. Có người nói chuyện, liền có người ồn ào, dù sao bọn họ cảm thấy, đó mới gọi thoải mái. Chỉ là đánh vào nhiên hồn luyện ngục tính là gì, mỗi người bọn họ hàng năm đều phải có một nửa thời gian, tại nhiên hồn luyện ngục bên trong chịu tội đây. Tuy nói vĩnh viễn không được đi ra, nhưng còn chưa đủ thoải mái. Bọn họ nhưng không biết thái thượng nhóm phiền não. Gấp làm gì a, về sau có nhiều thời gian, chậm rãi chơi, không phải sao? Tần Định Thiên cười nói. Nói cũng phải. Đầu tiên đem Lý Mộ Dương ép ra ngoài, để cha con bọn họ cùng chết. Đúng, Lý Mộ Dương mới là thiên cổ tội nhân, đem trò vui nhường cho hắn. Nếu không, như thế nào phát tiết chúng ta nhất tộc mối hận? Rất hiển nhiên, cái này mấy chục vạn người phẫn nộ. So Lý Thiên Mệnh trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Nhưng cũng để cho hắn tương đương khó chịu. Chân tướng, chính ta sẽ đi tìm, mà các ngươi nói mỗi câu lời nói, ta đều sẽ nhớ kỹ. Đừng có nằm mộng, đến, để ngươi nếm thử nhất thế chú tư vị. Tần Định Thiên cười khúc khích, lúc nói chuyện, hắn tại vạn chúng chú mục bên trong, lấy ra một cái đại ấn màu đen. Cái kia đại ấn màu đen phía trên quấn quanh lấy nồng đậm hắc khí. Trên đó còn có 70 điều thánh thiên văn, nói rõ cái này, nhất thế chú ấn chính là đỉnh cấp thánh thú binh. Thánh thiên văn kỳ diệu diễn hóa, vậy mà có thể dùng để cho người ta tạo nên nhất thế chú, thiên văn chi đạo huyền diệu, Lý Thiên Mệnh vừa mới kiến thức. Thần văn sư chi đạo, cùng cộng sinh tu luyện chi đạo một dạng phức tạp. Một thế này chú ấn, chính là cổ chi đại đế, ban cho Kỳ Lân cổ tộc. Nhất thế chú, nhanh in vào, rất nhiều người ánh mắt sáng rực.
đã không kịp chờ đợi. Tần Định Thiên cất bước tới, một tay đè chặt Lý Thiên Mệnh trên bờ vai, lấy bảng bạc thánh cung nguyên lực, trong nháy mắt khống chế lại Lý Thiên Mệnh, để hắn căn bản là không có cách chống cự. Sau đó, hắn giữ tợn cười một tiếng, giơ lên một đời kia chú ấn, hướng về Lý Thiên Mệnh trên đầu đắp đi lên. Lý Thiên Mệnh ánh mắt rất nguy hiểm, hắn nhìn cái này Tần Định Thiên ánh mắt, thì cùng lúc trước nhìn Tư Không Kiếm Sinh không sai biệt lắm. Hắn chấp hành nhất thế chú ấn, không tính là gì, nhưng là một trưởng này, chấn động đến Lý Thiên Mệnh khí huyết quay cuồng, ngũ tạng lục phủ hơi hơi chảy máu, tuyệt đối là thủ riêng. Một đời kia chú ấn đã trùm lên trên trán, trong lúc nhất thời, tựa như là có vô số độc trùng, hướng về chính mình trong đầu chui vào. Tần Phong là người gia tộc người a? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đoán đúng, thông minh, người coi như có như vậy một chút xíu bản sự, đáng tiếc, nhất thế chú dưới, người năm kiếp luân hồi chi thể, muốn hao tổn một nửa. Tần Định Thiên ha ha cười nói. Hô, Lý Thiên Mệnh cau mày. Giống như Tần Định Thiên nói như vậy, một đời kia chú quả nhiên khiến người ta rất khó chịu, những cái kia chui vào chính mình lực lượng của thân thể, tựa như là độc trùng tại xé rách toàn thân huyết nhục. Đúng vào lúc này, cộng sinh không gian bên trong Thái Nhất Tháp, tự động tràn ra bạch quang, hóa thành chất lỏng màu trắng, tư nhuận Lý Thiên Mệnh ngũ tạng lục phủ. Làm nhất thế chú hắc khí, đụng chạm lấy Thái Nhất Tháp màu trắng quỳnh dịch về sau, bỗng nhiên kịch liệt bốc hơi, cháy thành cho tàn. Thậm chí, kích thích Thái Nhất Tháp ong ong chấn động, sau một khắc, liền có đại lượng màu trắng quỳnh dịch, nước vọt khắp Lý Thiên Mệnh toàn thân. Oanh! Nhất thế chú lực lượng hoàn toàn bị đốt thành cho bụi, sau đó, một tòa hư huyễn màu trắng bảo tháp hiện lên ở Lý Thiên Mệnh trên thân, ngay tại cái này đột nhiên ở giữa, đem nhất thế chú ấn ầm vang chấn khai. Ầm! Tần Định Thiên hét to một tiếng, lại bị đẩy lui mấy bước, trên tay nhất thế chú ấn trực tiếp bị quăng bay ra ngoài, loảng xoảng một tiếng, nện xuống đất, trực tiếp lăn ra Kỳ Lân Thánh Đường. Giờ khắc này, mấy chục vạn người đều thấy được cái kia Thái Nhất Tháp hư ảnh, trong đó có kiến thức thế hệ, liếc mắt liền nhìn ra. Xảy ra chuyện gì? Làm sao có thể? Trong lúc nhất thời, mấy chục vạn người đờ đẫn trừng to mắt, nhìn lấy cái này khó có thể tin một màn. Tần Định Thiên bị chấn động đến khí huyết quay cuồng, mà cái kia Lý Thiên Mệnh trên thân nổi lên Thái Nhất Tháp, mọi người hướng hắn trên trán xem xét, nhất thế chú rõ ràng không thành công. Hơn 40 năm đến, cái này là lần đầu tiên a. Rất nhiều mặt người sắc ngốc trệ nói. Vừa rồi còn cười trên nỗi đau của người khác la hét kêu to, hiện tại, bọn họ có chút khó chịu. Đó là Lý Thần Tiêu lưu lại Thái Nhất Tháp, vậy mà tại hắn bên trong thân thể. Hắn còn giống như nắm giữ Đông Hoàng Kiếm. Thái Nhất Tháp cản trở nhất thế chú ấn. Loại này thần vật ở tại trên tay, thật sự là phung phí của trời. Muốn không phải Thập Phương Đạo Cung cấm lệnh, lại những người khác không cách nào tránh thức sử dụng hai thứ này thần vật, sao đến phiên hắn đến chấp trường. Toàn bộ Kỳ Lân Thánh Đường trong nháy mắt tiếng người huyên náo, ánh mắt của bọn hắn, đã càng thêm táo bạo. Có biện pháp nào, đem cái này Đông Hoàng Kiếm Thái Nhất Tháp, trước bảo quan đến. Đông Hoàng Kiếm có thể lấy đi, nhưng là Thái Nhất Tháp giống như tại hắn thể nội. Móc ra a. Nghe được đây hết thảy, Lý Thiên Mệnh nhịn cười không được. Cái này nhất thế chú ấn là cái gì đồ bỏ đi a, ngay cả ta đều không làm gì được, không có ý tứ, xem ra các ngươi thất bại. Mất mặt xấu hổ. Chúng người tuyệt đối giật mình. Tội nhân chi tử, rơi vào nhà tù, còn dám nói loại lời này. Trong lúc nhất thời, khơi dậy ngập trời phẫn nộ. Người đi chết. Rất nhiều người trực tiếp khống chế không nổi, liền muốn tới giết người, nhiều người như vậy muốn là xuất thủ, Lý Thiên Mệnh đoán chừng không còn sót lại một chút cặn hạ. Dừng tay, kết quả, vẫn là bọn hắn chính mình người ngăn cản. Khác dừng lại, có loại tới, dù sao các ngươi nhiều người, không ngại mất mặt. Lý Thiên Mệnh lần nữa cười to. Oanh! Cái này chọc tổ ong vò vẽ, tức giận đến tiếp gần một nửa Kỳ Lân cổ tộc, lồng ngực đều muốn phát nổ, nguyên một đám ánh mắt đỏ như máu, hai mắt phun lửa. Tất cả đứng lại. Chỉ tiếc, liền hơn 10 vị Kỳ Lân vương và vài cái thái thượng đều đứng ra, trấn áp toàn trường, ngăn cản những thứ này bị chọc giận người. Thấy cảnh này, Lý Thiên Mệnh tâm lý nắm chắc. Hắn kiểm tra ra, bọn họ quả nhiên không sẽ giết mình, nguyên nhân cụ thể hắn có chừng suy đoán, khả năng cùng Lý Thị Thánh Tộc, Thập Phương Đạo Cung có quan hệ. Đương nhiên, cũng có thể là bởi vì, chính mình là hấp dẫn Lý Mộ Dương mồi nhử, giết lãng phí. Ngươi là thật không sợ chết, Tần Định Thiên trầm giọng nói. Lời nói cũng không phải nói như vậy, các ngươi hận ta tận xương,
ta coi như quỳ xuống cầu xin tha thứ, kết cục còn không phải như vậy. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Tần Định Thiên không thể không cho rằng, hắn nói đến xác thực có đạo lý. Cho đến lúc này, Kỳ Lân cổ tộc các cường giả mới chấn áp toàn trường. Chúng ta tới. Sùng Dương, Cảnh Nguyệt cùng Linh Tinh ba vị thái thượng, nhặt lên nhất thế chú ấn, hướng về Lý Thiên Mệnh đi tới. Nói cái gì đều phải đem cái này nhất thế chú cho đắp đi lên. Cùng đi. Ba người bọn hắn cùng một chỗ, trong nháy mắt đến Lý Thiên Mệnh trước mắt, bọn họ xuất thủ, tuyệt đối hoàn toàn không thể động đậy. Oanh! Nhất thế chú ấn chấn tới, não tử không sai biệt lắm muốn chấn động. Tại bọn họ thôi động phía dưới, nhất thế chú ấn toàn bộ uy lực dâng trào, xé rách huyết nhục tiến đến, hắc trùng hóa thành màu đen mãnh thú. Chỉ bất quá, lần này Thái Nhất Tháp phản ứng càng nhanh, cái kia hư huyễn tháp ảnh, trực tiếp đè vào đầu. Ông! Thái Nhất Tháp thần diệu chi uy, để ba vị thái thượng sắc mặt đại biến, bất quá, ba người bọn họ cùng một chỗ động thủ, lấy vật sống đối kháng tử vật, hết sức kiên trì. Trong lúc nhất thời, tựa hồ Kỳ Lân Thánh Đường đều đang chấn động. Cho hắn tạo nên nhất thế chú, động tĩnh đã vậy còn quá đại. Rất nhiều người đưa mắt nhìn nhau, hoàn toàn không nghĩ ra. Cái này đến từ Đông Hoàng cảnh người trẻ tuổi, ngoại trừ lá gan mập một chút, còn có thể làm sao đặc thù. Thẳng đến sau cùng, ba vị thái thượng đều bị chấn khai. Thành công hay chưa? Tức giận mọi người vội vàng nhìn qua, chỉ thấy Lý Thiên Mệnh trên trán nhiều một cái màu đen chú ấn. Xong rồi. Lần này, thì là chân chính Kỳ Lân cổ tộc. Đời này khác muốn rời đi nhiên hồn luyện ngục. Năm kiếp luân hồi chi thể, triệt để hủy, tiến vào nhiên hồn luyện ngục, cảnh giới của hắn, cả một đời đều sẽ dừng lại tại lúc này. Đúng. Chúng ta hàng năm còn có thể đi ra nửa năm đây. Chí ít có 100.000 người cười ra tiếng âm. Để hắn ngang, chờ lấy khóc chết đi. Tựa hồ, đại cục đã định. Ba vị thái thượng thật vất vả thở ra hơi, bọn họ nhìn kỹ, quả nhiên nhất thế chú đã thành công, nháo kịch kết thúc, bọn họ cuối cùng thở dài một hơi. Nhất thế chú, tạo nên thành công. Sùng Dương thái thượng tuyên bố. Thành công, Lý Thiên Mệnh ngây ra một lúc. Hắn làm sao một chút cảm giác cũng không có chứ. Có Thái Nhất Tháp tại, hắn cũng không có cảm giác đến nhất thế chú lực lượng tại thể nội tàn phá bừa bãi, nhiều lắm là cảm giác cái trán có chút tê dại. Bọn họ đối nhất thế chú hiểu khá rõ, nói thành công liền thành công đi. Lý Thiên Mệnh lớn gan, hắn dù sao cảm giác không có gì khác thường. Có điều hắn suy đoán, thì cái này nhất thế chú, chí ít không ảnh hưởng được thiên phú của mình. Sau đó, Sùng Dương Thái Thượng tuyên bố. Đem cái này thiên cổ tội nhân chi tử, ép vào nhiên hồn luyện ngục, cả đời không được ra ngoài. Kỳ Lân cổ tộc trên dưới, phàm là có thương hại người, cùng cùng tội. Oanh! Chí ít có 100.000 người cười. Thái thượng quá lo lắng. Đều hận không thể rút gân lột ra, nghiền xương thành cho, còn đồng tình hắn. Người nào đồng tình hắn, lão tử cái thứ nhất đâm chết hắn. Thảo, muốn không phải cha hắn. Lão tử hiện tại thư thư phục phục tại thập phương đạo cung tu luyện tán gái, cảnh giới tối thiểu cao hiện tại tam trọng. Nhanh ném vào. Tần Định Thiên đi tới, đang muốn bắt. Đừng đụng ta, chính ta sẽ đi. Lý Thiên Mệnh nói. Ha ha, Tần Định Thiên vẫn là vươn tay, trực tiếp bắt lấy Lý Thiên Mệnh tóc trắng. Màu tóc không tệ a, đoán chừng có thể kéo động thân thể ngươi a. Hắn đây là muốn lôi kéo Lý Thiên Mệnh tóc, đem kéo vào nhiên hồn luyện ngục. Nông thôn phụ nhân đánh nhau, mới xé rách tóc, các hạ như thế không có phẩm sao. Lý Thiên Mệnh nói, đối ngươi loại này tội nhân dư nghiệt, không cần có phẩm. Tần Định Thiên cười lớn một tiếng, đang muốn động thủ. Đúng vào lúc này, bẩm báo chư vị thái thượng, thập phương đạo cung người xin gặp. Một người mặc Kỳ Lân Lân phiến áo giáp người tiến đến bẩm báo. Tới thật là nhanh, đáng tiếc tới chậm, thái thượng nhóm đối mặt cười một tiếng. Nói với hắn. Kỳ Lân cổ tộc ngay tại tổ chức toàn tộc đại hội, ngày khác gặp lại. Sùng Dương Thái Thượng nói. Thái Thượng, người tới có thập phương Điện Vương bên trong, Nam Phương Điện Vương, cùng, Vị Lai Điện Vương. Bọn họ đều tới, vậy liền để bọn họ phía trước cung hơi đợi một lát. Sùng Dương Thái Thượng nói. Hắn chỉ thị Tần Định Thiên liếc một chút, đến đón lấy đem Lý Thiên Mệnh ném vào nhiên hồn luyện ngục, hết thảy giải quyết, ngồi đợi Lý Mộ Dương tới cửa. Bỗng nhiên. Chậm đã. Trên bầu trời, lại có cả đám lập tức, ước chừng 7-8 người, đi thẳng tới Kỳ Lân Thánh Đường phía trên. Mấy trăm ngàn ánh mắt, trong nháy mắt rơi vào trên người bọn họ.
bao quát Lý Thiên Mệnh. Đây đều là thập phương đạo cung người. Nhưng mấu chốt là, làm Lý Thiên Mệnh nhìn đến trong đó hai người thời điểm, hắn quả thực mừng rỡ như điên. Hai người này, một cái hồng phát, một cái màu xanh nhạt tóc dài, nhất là chú mục. Nghĩa phụ, khinh nữ, các ngươi sao lại tới đây? Lý Thiên Mệnh kích động nói. Không sai, người tới chính là Lý Vô Địch cùng Lý Khinh Ngữ, bọn họ vậy mà đuổi tới thần đô, mà lại chỉ so với Lý Thiên Mệnh chậm một ngày. Điều này nói rõ, Lý Vô Địch khẳng định tại nhận được tin tức sau giây phút đầu tiên, liền trực tiếp xuất phát, Thánh Thiên Phủ Đô không có quản. Có người đem lão tử nhi tử đều cho đoạt, cái này còn chịu nổi sao? Đương nhiên là ra roi thúc ngựa a. Thiên Mệnh con ta, người được thật tốt cảm tạ ngươi, hư hư thúc thúc mấy ngày nay mau đưa nó bay thành thằng ngu. Lý Vô Địch lúc nói chuyện, cũng tại quét mắt Kỳ Lân cổ tộc, quét mắt những thứ này thái thượng, Kỳ Lân vương. Cái gọi là hư hư thúc thúc, cũng là thượng cổ huyết ngục côn bằng, đã từng là thái hư côn bằng. Lý Vô Địch ánh mắt, một chút khóa chặt Tần Định Thiên. Người mẹ nó là cái gì chó đồ chơi a, cầm lấy nhi tử ta đầu tóc khô cái gì? Là lão nương ngươi đầu hói muốn tiếp phát sao? Lý Vô Địch khó chịu nói. Lý Thiên Mệnh xác thực kiến thức. Cái này nghĩa phụ là bao che khuyết điểm cuồng ma, hắn nhịn 14 năm, hiện tại tính khí rất táo bạo. Làm càn, ngươi là từ đâu tới ngu xuẩn, miệng đầy lời thô tục hết bài này đến bài khác. Thập phương đạo cung, cái này là của các ngươi người. Tần Định Thiên cả giận nói. Bất quá, lúc nói chuyện, hắn đổ là nới lòng tay, không phải vậy thẳng lúng túng. Ngươi im miệng, đi xuống, kết quả, Mạc Phú Thái Thượng trừng mắt liếc hắn một cái. Để Tần Định Thiên chỉ có thể nuốt xuống cái này giọng điệu. Tại nàng lúc nói chuyện, Kỳ Lân cổ tộc 8 vị thái thượng trưởng lão, toàn bộ đi tới Kỳ Lân thánh đường phía trên, tựa hồ muốn cùng thập phương đạo cung đội ngũ, địa vị ngang nhau. Rất hiển nhiên, Lý Vô Địch đi vào thần đô, trực tiếp đi tìm thập phương đạo cung, sau đó cùng một chỗ đi tới nơi này. Điều này nói rõ, hắn trước đây biết thập phương đạo cung tồn tại. Vị Lai Điện Vương, Nam Phương Điện Vương, hai vị vì sao xông vào ta Kỳ Lân thánh đường? Sùng Dương ngữ khí nghiêm túc nói. Thập phương đạo cung cầm đầu có hai người. Bên trong một cái người, thân mặc áo bào trắng, tóc trắng phơ, hắn tóc dài đâm thành một chùm, tuổi tác mặc dù lớn, nhưng xem ra rất trẻ trung nho nhã, nhất là hắn hai mắt, biến hóa thất thường, hoàn toàn nhìn không ra ánh mắt. Cái này một vị, hẳn là thập phương điện vương một trong, Vị Lai điện vương. Còn có một vị Nam Phương điện vương. Một đầu tóc ngắn như là cương châm, hai mắt hỏa hồng, khí tức hừng hực cẩn trọng, luận khí chất tất nhiên là thần đô đỉnh cấp nhân vật. Các vị thái thượng, Lý Thần Tiêu làm trăm năm thập phương đạo cung cung chủ, hắn đối thập phương đạo cung ý vị như thế nào các vị rõ ràng, Lý Thị Thánh tộc là ta thập phương đạo cung che chở chi tộc, Lý Thần Tiêu từng chúc nhờ chúng ta, một khi hậu nhân xuất hiện năm kiếp luân hồi chi thể, nhất định phải toàn lực bảo trì bồi dưỡng, đây là ta thập phương đạo cung tổ huấn, nhất định phải chấp hành. Cái này một cái Lý Thiên Mệnh, chúng ta sớm có chú ý, đang chuẩn bị đông hoàng cảnh chiến loạn sau khi kết thúc, đem mang đến thập phương đạo cung, nào ngờ các ngươi trước người. Chúng ta nhất định phải mang đi hắn. Vị Lai Điện Vương nói mấy câu nói đó, ngữ khí đều vô cùng kiên quyết, rõ ràng không phải là vì thương lượng mà đến. Nói đùa cái gì, hắn là Lý Mộ Dương chi tử, là ta Kỳ Lân cổ tộc chi nhân, sao có thể để các ngươi mang đi. Cảnh Nguyệt trầm giọng nói. Nhưng hắn cũng là Lý Thị Thánh tộc hậu nhân, chúng ta thập phương đạo cung thụ Lý Thần Tiêu ân huệ, mấy ngàn năm qua rốt cục có báo đáp cơ hội. Các ngươi lưu hắn lại, đơn giản chính là muốn đến dẫn về Lý Mộ Dương. Thậm chí tiến hành tra tấn, phung phí của trời. Chúng ta thập phương đạo cung, tuyệt đối không cho phép lại có chuyện như vậy xuất hiện. Vị Lai Điện Vương nói. Kỳ Lân cổ tộc chư vị thái thượng tựa hồ còn rất không phục. Các vị thái thượng, nếu là không cho ta mang đi kẻ này. Từ hôm nay, thập phương đạo cung tuyệt không lại thu bất luận một vị nào Kỳ Lân cổ tộc, trước mắt tại đạo cung tu hành Kỳ Lân cổ tộc, toàn bộ lui về. Vị Lai Điện Vương ánh mắt sáng rực nói. Cái này cuối cùng để Kỳ Lân cổ tộc yên lặng như tờ. Hiện tại Kỳ Lân cổ tộc, làm bị phạt chi tộc, thiếu thốn nhất cũng là nhân mạch, dễ dàng nhất bị cô lập. Kỳ Lân cổ tộc đệ tử hàng năm chỉ có thể ở thập phương đạo cung tu hành nửa năm, nhưng đó là bọn họ cùng thần đô các đại thế lực, tốt nhất giao lưu cơ hội. Người trẻ tuổi giao lưu võ đạo, ngăn chặn đóng cửa làm xe, càng có thể thành lập nhân mạch, chỗ tốt rất lớn. Nếu là mất đi thập phương đạo cung tu hành cơ hội, về sau người trẻ tuổi tuyệt đối sẽ càng thêm gian nan. Vị Lai Điện Vương, tự mình tâm sự đi,
Tám vị thái thượng thương nghị một chút, tựa hồ có chút bước lui. Cục diện này, đúng là Sùng Dương thái thượng không muốn nhìn thấy nhất cục diện. Thập Phương Đạo Cung phản ứng mãnh liệt, thậm chí trực tiếp đưa ra đệ tử nghỉ học đến uy hiếp, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Trước thả người, vị Lai Điện Vương ngữ khí chậm lại. Như thế, Lý Thiên Mệnh mới vừa tới Lý Vô Địch bên cạnh bọn họ, cùng bọn hắn trùng điệp ôm ấp. Kỳ Lân Thánh Đường phía trên. Hai vị Điện Vương cùng tám vị Thái Thượng, lấy thiên văn kết giới ngăn cách, lẫn nhau dỗi. Hai vị Điện Vương, ta không có hiểu rõ hai vị vì gì kiên quyết như thế. Nói thật, Lý Mộ Dương là thượng cổ hoàng tộc cấm kỵ, con của hắn, càng là một cái kiêng kỵ. Các ngươi cưỡng ép bảo hộ hắn, không phải cùng thượng cổ hoàng tộc công nhiên đối nghịch, tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Sùng Dương khó hiểu hỏi. Người đây không cần phải để ý đến, chỉ cần biết thái độ của chúng ta là đủ. Nam Phương Điện Vương thản nhiên nói. Ý tứ chính là, hoàn toàn không có chỗ trống. Sùng Dương hỏi. Xem các ngươi lựa chọn thế nào. Dù sao, chúng ta sẽ không nhượng bộ. Vị Lai Điện Vương nói. Thái thượng nhóm hai mặt nhìn nhau. Ta nhắc lại các ngươi một lần, đây là cùng thượng cổ hoàng tộc đối nghịch. Linh Tinh hơi giận nói. Chúng ta biết, vị Lai Điện Vương nói. Thập Phương Đạo Cung thật có cốt khí, đáng tiếc các ngươi tới chậm. Hiện tại, nhất thế chú đã thành công. Về sau mỗi năm thời gian, hắn nhất định phải tại nhiên hồn luyện ngục ngốc hơn nửa năm. Cho nên, hắn đi không được. Sùng Dương lãnh đạm nói. Đây chính là hắn bày mưu tính kế nguyên nhân. Hai vị Điện Vương, nếu như các ngươi không sợ hắn nhất thế chú phát tác, đại khái có thể dẫn hắn đi, nhưng nếu là hắn chết tại nhất thế chú phía trên, chúng ta cũng mặc kệ. Cảnh Nguyệt Thái Thượng không chịu trách nhiệm cười. Đúng, hắn đã vượt qua 5 tuổi, tạo nên nhất thế chú, nhất định phải trong vòng 3 ngày tiến nhiên hồn luyện ngục, đợi hơn nửa năm, mới có thể có nửa năm sinh cơ. Linh Tinh Thái Thượng đạo. Hai vị nếu tới sớm một chút liền tốt, đáng tiếc, chúng ta cũng không có cách, dù sao cổ chi đại đế yêu cầu mỗi cái kỳ lân cổ tộc, nhất định phải có tạo nên nhất thế chú. Sùng Dương âm dương quái khí mà nói. Đã chậm một bước. Quả thực thật là đáng tiếc. Kỳ thật mặc kệ là Lý Vô Địch vẫn là Thập Phương Đạo Cung, đều lấy tốc độ nhanh nhất đến đây. Nhưng vẫn là không có bắt kịp. Hai vị Điện Vương đã thấy, Lý Thiên Mệnh trên trán nhất thế chú. Bất quá, trước khi đến, bọn họ đã làm tốt chậm hơn một bước chuẩn bị. Đã như vậy, vậy liền nửa năm sau, chúng ta lại đem hắn tiếp đi. Tiếp đó, chúng ta cung chủ có nhiều thời gian, trừ rơi hắn nhất thế chú. Vị Lai Điện Vương nói. Hiển nhiên, 3 ngày trừ chú, còn thiếu rất nhiều. Cổ chi đại đế ban cho nhất thế chú, Thập Phương Đạo Cung dám trừ bỏ. Sùng Dương híp mắt nói. Hắn không nghi ngờ bọn họ cung chủ có thể làm được, dù sao ở phương diện này, vị kia đúng là đại sư cấp. Nếu như nói toàn bộ thời cổ thần quốc, chỉ có một người có thể diệt trừ nhất thế chú, cái kia chính là cái này một vị. Cái này cũng không cần các ngươi quản. Mặt khác, nửa năm này, chúng ta muốn phái ra một người, tại nhiên hồn luyện ngục bảo hộ hắn. Người nào cũng không thể động, vị Lai Điện Vương nói. Tám vị thái thượng, mi đầu thật sâu nhăn lại tới. Nói cách khác, chúng ta chỉ có thể dùng cái này Lý Thiên Mệnh nửa năm. Bằng không, bọn họ liền sẽ lấy không tiếp thu kỳ lân cổ tộc đệ tử đến uy hiếp. Bọn họ từ đâu tới đảm lượng, lên làm cổ hoàng tộc không tồn tại sao? Ta đề nghị trước đáp ứng bọn hắn, dù sao Lý Thiên Mệnh trước hết tại nhiên hồn luyện ngục nửa năm, chúng ta lại hướng về thượng cổ hoàng tộc bẩm báo, xem bọn hắn nửa năm sau, có dám tới hay không dẫn người. Đúng, hoàn toàn trước tiên có thể đáp ứng. Về phần bọn hắn ra người bảo hộ chuyện này. Cái này không có gì, bọn họ không đến người, chính chúng ta đều phải bảo hộ, nếu không Lý Thiên Mệnh tại nhiên hồn luyện ngục, sống không quá một canh giờ. Tối hôm qua Mặc gia tông phủ mấy trăm người trẻ tuổi, thiếu chút nữa giết hắn. Mặc Vũ lắc đầu nói. Tự mình thảo luận về sau, bọn họ đã làm ra quyết định. Hai vị Điện Vương đã như vậy lựa chọn, chúng ta chỉ có thể tôn trọng. Hai vị đại biểu Thập Phương Đạo Cung, đến lúc đó thượng cổ hoàng tộc bên kia nếu là có bất mãn, Thập Phương Đạo Cung đến tự mình xử lý, chúng ta bất lực. Sùng Dương Thái Thượng nói. Cái này không tốn sức các ngươi quan tâm, vị Lai Điện Vương thản nhiên nói. Lý Thiên Mệnh cùng Lý Vô Địch cũng đang đàm luận chuyện này. Ta chỉ cần tại cái này đợi nửa năm là có thể. Lý Thiên Mệnh ngạc nhiên hỏi. Đương nhiên, lão tử ngươi tự thân xuất mã, muốn không phải đã chậm một bước, ngươi bây giờ liền có thể đi.
Lý Vô Địch nói. Lý Thiên Mệnh sờ lên chính mình nhất thế chú, hắn muốn nói là chính mình rất có thể không trúng chiêu. Nhưng là, vấn đề này không thể đánh bạc a, muốn là đoán sai 3 ngày liền không có mệnh, vậy liền thiệt thòi lớn. Nghĩa phụ, ta có Đông Hoàng kiếm thái nhất tháp, nửa năm này chưa hẳn không thể tu luyện. Nghe nói nhiên hồn luyện ngục nóng rực vô cùng, linh khí mỏng manh. Cái này với ta mà nói, giống như đều không phải là sự tình. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy liền thỏa đáng, về sau chuyên tâm tu hành, lão tử còn phải về Đông Hoàng cảnh thu thập cục diện rối rắm, Thánh Thiên Phủ còn không có chân áp, Khôn Nguyên Tông phải biết ta chạy, lập tức đều muốn giết tới. Lý Vô Địch nói. Nghĩa phụ, người đến cùng dùng thủ đoạn gì, làm cho thập phương đạo cung như thế bảo trì ta à? Lý Thiên Mệnh hiếu kỳ nói. Ta cho bọn hắn bày ra chúng ta kiếp vòng, cùng bọn hắn nói, nếu như bọn họ không cứu ngươi, chúng ta một nhà 3 người, tuyệt sẽ không cho bọn hắn hiệu lực. Lý Vô Địch cười hắc hắc nói. Hiệu lực. Đúng, 3 cái năm kiếp luân hồi trở lên nhân tài, mà lại thực lực của ta cũng không kém, lại thêm có đệ nhất tổ tiên cái tầng quan hệ này tại, bọn họ đáp ứng. Dù sao, một số năm sau, lão tử ngươi thế nhưng là có thể trở thành thập phương đạo cung giường cột nhân vật. Lý Vô Địch tự tin nói. Châu Phê, Lý Thiên Mệnh thói quen hắn hít hà. Ca, vậy ta tại thập phương đạo cung, chờ ngươi. Lý Khinh Ngữ còn có chút lo lắng nói. Người khác quan tâm, ca ngươi có người bảo hộ, tương đương với tại nhiên hồn luyện ngục bế quan nửa năm, lông sự tình không có. Lý Vô Địch nói. Lý Vô Địch tại Thương Hải Quốc nghe được tin tức, trực tiếp xuất phát, đi ngang qua Đông Hoàng Tông linh cơ nhất động, thuận tiện đem Lý Khinh Ngữ mang lên. Nhiều một cái năm kiếp luân hồi chi thể, tương đương với nhiều một cái nói chuyện thẻ đánh bạc. Khinh Ngữ đến đón lấy ngay tại thập phương đạo cung lăn lộn, thập phương điện vương, thiên tri điện vương, đã đáp ứng thu nàng làm đồ. Lý Vô Địch nói, cái kia Khinh Ngữ bên kia rất an toàn. Lý Thiên Mệnh hỏi, há lại chỉ có từng đó an toàn, có điện vương làm sư tôn, nàng hiện tại có thể tại thập phương đạo cung sông pha. Lý Vô Địch nói, Linh Nhi, ngươi đi ra. Lý Thiên Mệnh nghe nói như thế, liền trực tiếp nói. Khương Phi Linh miết miệng, nàng dự cảm đến Lý Thiên Mệnh muốn nói gì. Khinh Ngữ, cho ngươi cái nhiệm vụ, nửa năm này ngươi giúp ta bảo vệ Linh Nhi. Lý Thiên Mệnh nói, được, ta muốn cùng ngươi, Khương Phi Linh chua mỏ nói. Linh Nhi, nhiên hồn luyện ngục bên trong nhiệt độ cao, ngươi không chịu nổi, tương đương với thời gian nửa năm đều phải bảo trì phụ linh trạng thái, đây nhất định khó chịu, cái gì đều không làm được. Trước đó chúng ta là không có lựa chọn, hiện tại thập phương đạo cung rất an toàn, Khinh Ngữ vừa đến đó, ngươi cũng có thể cho nàng làm bạn. Lại nói, ta có người bảo hộ, tương đương với bế quan nửa năm, lông sự tình không có, càng không dùng được cùng người giao phong chiến đấu. Lý Thiên Mệnh khuyến cáo nói. Thế nhưng là, ta không bỏ được rời đi ngươi lâu như vậy nha. Khương Phi Linh ủy khuất nói, hốc mắt đều muốn đỏ lên. Ta cũng không bỏ được a, nhưng ta muốn cho ngươi thoải mái một chút, nghe ta, làm nam nhân ta không muốn ủy khuất ngươi. Lý Thiên Mệnh bưng bít lấy khuôn mặt của nàng, nhẹ nhàng giúp nàng lau đi không thôi nước mắt. Con ta nói rất đúng, tiểu biệt thắng tân hôn, nửa năm sau mới có thể củi khô lửa bốc, cho ta toàn bộ cháu trai. Lý Vô Địch hắc hắc nói. Ngươi lăn, không biết xấu hổ. Lý Thiên Mệnh đầu đầy mồ hôi. Bất quá, Khương Phi Linh ngược lại là bị chọc phát cười, một mặt đỏ bừng. Cái kia nói tốt, bế quan thì bế quan, không cho phép cùng người khác đánh nhau. Được rồi. Không cho phép câu tam đáp tứ. Nói bậy, ta là cái loại người này sao? Hừ, nàng rốt cục đáp ứng. Lý Thiên Mệnh thoải mái hơn, mặc dù nói chính mình thật không bỏ được, nhưng, tổng không có thể khiến người ta cô nương treo trên người mình, nửa năm không thể hiện thân. Cái kia được nhiều biệt khuất. Linh Nhi không nói ra miệng, nàng có thể vì mình nhẫn nại, có thể Lý Thiên Mệnh nhất định phải ý thức được vấn đề này. Tính như vậy, ta giống như lông sự tình đều không có. Lý Thiên Mệnh ngạc nhiên phát hiện. Đúng a, có thể tránh ta nửa năm, người có thể cao hứng. Khương Phi Linh nói. Im miệng, người đây là nghi vấn nhân phẩm của ta. Lý Thiên Mệnh nói. Nói nhiều như vậy, kỳ thật vẫn là không bỏ được, chỉ là vì tốt hơn gặp gỡ, bọn họ đều nhìn. Ca, người yên tâm, cam đoan giúp người đem Linh Nhi dưỡng đến trắng trắng mập mập. Lý Khinh Ngữ nói. Có thể, như thế xúc cảm tốt, Lý Thiên Mệnh nói. Lý Khinh Ngữ trừng mắt liếc hắn một cái. Lúc này thời điểm, hai vị điện vương cùng kỳ lân cổ tộc đàm phán kết thúc, theo sắc mặt của bọn hắn nhìn,
kết quả phải cùng Lý Vô Địch nói đến không sai biệt lắm. Căn dặn xong chưa, vị Lai Điện Vương nhìn Lý Thiên Mệnh một lúc lâu, sau đó hỏi Lý Vô Địch. Thỏa, Lý Vô Địch nói. Thành, vị Lai Điện Vương vỗ vỗ Lý Thiên Mệnh bả vai, nói, yên lặng nửa năm, lại đến Thập Phương Đạo Cung, đến lúc đó, ta dẫn ngươi tu hành. Bái tạ Điện Vương, Lý Thiên Mệnh biết ý tứ của những lời này. Mặc dù nói không chắc là sư đồ, nhưng, dẫn ngươi tu hành, bốn chữ này, đã là rất lớn coi trọng. Hôm nay hai vị Điện Vương như thế trợ giúp vãn bối suốt đời khó quên. Tích thủy tri ân, sẽ có một ngày, suối thuôn tương báo. Lý Thiên Mệnh ánh mắt nóng rực nói. Không tệ, là cái hảo hài tử. Nam Phương Điện Vương cười nói. Giống cha hắn, vị Lai Điện Vương bổ sung một câu. Cái nào cha a? Lý Vô Địch kiêu ngạo nói. Dĩ nhiên không phải ngươi, vị Lai Điện Vương cười nói. Ngọa tào. Sau khi nói xong, hắn đối thân chiêu sau một ra tay, ở sau lưng hắn, còn có mấy cái Thập Phương Đạo Cung người. Tử Căng, người qua đây, vị Lai Điện Vương nói. Nói xong, hắn nhìn về phía Lý Thiên Mệnh, nói. Thiên Mệnh, cho ngươi ủy nhiệm một cái lớn nhất người đáng giá tín nhiệm, nữ nhi của ta Bạch Tử Căng, tự mình bảo hộ ngươi nửa năm, tùy ngươi cùng một chỗ tiến nhiên hồn luyện ngục. Thực lực của nàng, là Thiên Chi Thánh Cảnh. Thiên Chi Thánh Cảnh. Lý Thiên Mệnh cười. Hắn muốn nói. Kỳ Lân cổ tộc, còn có người có thể trêu chọc chính mình sao? Trong lúc nói chuyện, một nữ tử đi tới bọn họ trước mắt. Đây tuyệt đối là một cái đẹp để cho người ta kinh diễm trưởng bối. Trước mắt nàng, lấy một bộ trắng noãn váy dài, chặt chẽ bao vây lấy uyển chuyển mỹ hảo dáng người, thanh tú khuôn mặt đẹp gò má lóe ra nhàn nhạt ánh sáng nhu hòa. Trắng noãn cổ nổi lên mỹ lệ đỏ ửng, đường cong kinh người, da thịt phảng phất ngà voi đồng dạng tinh khiết không tì vết. Hết thảy mỹ diệu tạo nên nàng cái kia một loại khí chất cao quý, giống như cao lạnh nữ thần, có không cho phép kẻ khác khinh nhờn vị đạo. Hắn thần tình cao lạnh cùng băng xương, sẽ không để cho người quá đáng ghét, dù sao nàng khí chất cao nhã, không có chút nào diễm tục, cho nên càng làm cho người ta có muốn ngừng mà không được cảm giác. Đậu phộng, cực phẩm tọa kỵ. Huỳnh Hỏa theo cộng sinh không gian bên trong sông ra, phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Khác nói mò, người ta tuổi tác, rất có thể làm ngươi lão tổ mẫu. Lý Thiên Mệnh cùng nó tâm linh giao lưu nói. Lúc này thời điểm, cái kia gọi là Bạch Tử Căng nữ tử, đang dùng một đôi lãnh đạm ánh mắt nhìn lấy Lý Thiên Mệnh. Bạch bà tốt, Lý Thiên Mệnh cung kính nói. Hắn suy tư một chút, Thiên Chi Thánh Cảnh nghe nói có thể sống 300 năm. Đừng nhìn nữ tử này xem ra cùng hơn 20 tuổi giống như, nhưng cần phải tối thiểu 5, 6, 7, 8 chục a. Bà, Bạch Tử Căng trong nháy mắt giận dữ, đầu lưỡi đều đang phát run, trầm giọng nói, ta mới 38. Nguyên lai là bà 8, a, ta sai rồi. Lý Thiên Mệnh dự chắc sai lầm, vô cùng xấu hổ, lời nói lại không nói rõ. Nói thêm câu nữa, Bạch Tử Căng nói. Bạch tỷ tỷ, Lý Thiên Mệnh cấp tốc uốn nắn. Cái này còn tạm được. Lần sau chú ý một chút. Bạch Tử Căng chừng mắt liếc hắn một cái, lúc này mới hài lòng. Bạch Tử Căng coi hắn là cái tiểu hài tử, không nhiều tính toán. Nửa năm sau gặp. Sau đó, rốt cuộc nói khác. Linh Nhi, không cho phép béo lên. Lý Thiên Mệnh dặn dò. Ngươi không để xảy ra việc gì. Nàng giúp Lý Thiên Mệnh chỉnh sửa lại một chút quần áo, lúc này mới lui về sau đi. Hai người lưu luyến không rời. Nhìn lại rất lâu, thẳng đến nhìn không thấy đến. Cộng sinh không gian bên trong. Rốt cục đưa đi Linh Nhi, có thể hưởng dụng cực phẩm tọa kỵ Bạch tỷ tỷ, nhanh, cuồng hoan a. Huỳnh Hỏa hai cánh chống nạnh, ngửa mặt lên trời cười to. Bản mèo thích nhất cực phẩm tọa kỵ, Miêu Miêu hưng phấn đến điên cuồng vung đuôi, đoán chừng còn cho là mình là một con chó đây. Ta đến hát một bài, Lam Hoàng hai cái đầu to đồng thời hưng phấn nói ra. Khác, ngọa tào. Một khắc này, Lý Thiên Mệnh cảm giác cộng sinh không gian bị chấn nổ. Nhanh đè lại miệng của nó, khác đem các người bảy cái đệ đệ muội muội kêu sinh non. Thập Phương Đạo Cung người sau khi đi, Lý Thiên Mệnh cùng Bạch Tử Căng, tại mấy trăm ngàn kỳ lân cổ tộc thiêu đốt lửa giận trong ánh mắt, nhảy xuống nhiên hồn luyện ngục. Kỳ lân thánh đường phía trên. Tám vị cổ tộc thái thượng, mắt thấy bọn họ biến mất ở trước mắt. Nhất thế chú tạo nên thành công, lại để cho hắn tiến nhiên hồn luyện ngục. Cái này cái gọi là năm kiếp luân hồi chi thể, chí ít nửa năm này sẽ phế đi. Linh Tinh Thái Thượng mỉm cười nói. Không chỉ như này, coi như chỉ có nửa năm, nhất thế chú cũng sẽ đối với hắn thiên phú, tạo thành nhất định phá hư.
tiểu tử này vốn là cảnh giới không coi là cao, tại Đông Hoàng cảnh vẫn còn, đi vào thần đô chẳng khác người thường, lại bỏ lỡ nửa năm này, triệt để đuổi không kịp người đồng lứa. Ta nhìn Thập Phương Đạo Cung sách về đi, có thể làm sao bồi dưỡng? Cảnh Nguyệt Thái Thượng cười lạnh nói. Đến đón lấy làm hai chuyện, đệ nhất, nhìn Lý Mộ Dương đối với chuyện này phản ứng, cái kia tìm lại được đến truy, ra bên ngoài tuyên truyền đến hung ác một chút. Thứ hai, đem Thập Phương Đạo Cung hành động, báo cáo Thượng Cổ Hoàng Tộc. Sùng Dương Thái Thượng nói. Đúng, nửa năm sau bọn họ có thể hay không mang đi người, có thể hay không trừ rơi nhất thế chú, còn chưa nhất định đâu. Thật tốt mở trường không làm, bao biện làm thay, quên nhiên hồn tộc là kết cục gì rồi. Thập Phương Đạo Cung truyền thừa quá lâu, hiện tại người, đã sớm quên bọn họ là bị Thượng Cổ Hoàng Tộc đánh bại, mới từ tông môn chuyển thành học cung. Lại làm loạn, học cung đều phải không có. Nói trắng ra là, vẫn là coi trọng cái kia Lý Vô Địch bát kiếp luân hồi chi thể. Người này nghịch thiên cải mệnh, mới thật sự là phiền phức. Tiếp tục như vậy, một số năm sau, hắn tuyệt đối là thời cổ thần quốc nhân vật có tiếng tăm. So 40 năm trước Lý Mộ Dương còn tiềm lực to lớn. Cảnh Nguyệt Thái Thượng cau mày nói. Suy nghĩ nhiều quá, kiếp vòng quá nhiều không phải chuyện tốt, tính cách khoa trương lại càng dễ bị nắm được cán. Thượng cổ hoàng tộc cùng thần đô các đại thế lực, mặc kệ là thị tộc vẫn là đầy triều võ thần, chưa chắc sẽ để hắn tu luyện. Nói cũng phải, bao nhiêu người bởi vì quá kinh diễm, còn không có quật khởi, liền bị bóp chết. Thời cổ thần quốc bên trong, không cho phép xuất hiện so với thượng cổ hoàng tộc mạnh hơn thiên tài. Kỳ Lân Thánh Đường dưới, tại Lý Thiên Mệnh đã bước vào, nhìn hồn luyện ngục, thời điểm, rất nhiều cổ tộc người trẻ tuổi, trực tiếp đi theo. Bọn họ muốn làm cái gì, người qua đường đều biết. Tần Phong chính là một thành viên trong đó. Miệng vết thương của hắn vừa dọn dẹp sạch sẽ, nhưng nguyên bản cương nghị mặt, hiện tại vẫn là vô cùng thê thảm. Mà cái kia Lý Mộc Lâm, càng là mặt sưng phù đến không dám ra tới gặp người. Cho đến trước mắt, chỉ ít có mấy ngàn người, chuẩn bị đi nhiên hồn luyện ngục. Tần Phong, bỗng nhiên có một người đàn ông cao lớn, xuất hiện tại hắn trước mắt. Thái gia gia, Tần Phong liền vội vàng hành lễ. Người ba vị anh họ, còn tại nhiên hồn luyện ngục đúng không? Tần Định Thiên hỏi. Vâng, bọn họ Tần gia nắm giữ một vị Kỳ Lân Vương, chính là Mặc Kỳ Lân tộc lớn nhất đại gia tộc một trong. Tần Phong có rất nhiều anh họ, nhưng hắn biết Tần Định Thiên nói là cái gì ba vị. Cái kia ba vị, thế nhưng là Tần Định Thiên dòng chính tằng tôn, tuổi tác đồng dạng không cao hơn 20, tại Mặc Kỳ Lân tộc người trẻ tuổi bên trong, tài năng xuất chúng. Ta chỉ điểm một chút các ngươi, Tần Định Thiên trầm giọng nói. Thái gia gia mời nói, Tần Phong kích động nói. Có thiên chi thánh cảnh bạch tử căng bảo hộ, các ngươi xác thực không giết được hắn, cũng không thể giết. Nhưng có thể khiêu khích hắn, ép hắn chủ động xuất thủ, tỉ như nhục mạ cha hắn mẹ, hắn tất nhiên nhìn không được. Người này là cái xúc động làm càn làm bậy, đùa hắn vài câu chuẩn xuất thủ. Chỉ cần hắn động thủ trước, người là không thể giết, nhưng có thể đánh đến hắn sợ đến, nói ngắn gọn, để hắn nửa năm này, không được an bình. Tần Định Thiên ở tại bên tai nói. Thái gia gia yên tâm, ta nhất định truyền đạt ra đi. Tần Phong ánh mắt sáng lên. Rất tốt, nếu như Lý Thiên Mệnh chủ động xuất thủ, các ngươi coi như ngược tàn hắn, bạch tử căng đều không lời nói. Thậm chí, có thể đánh tới hắn tính cách, ý chí, triệt để sụp đổ đến. Như vậy, coi như hắn hư không có thiên phú, người đều sẽ trở thành phế nhân, không gượng dậy nổi. Rất nhiều người, đều là bị đánh sợ, mới biến thành phế vật. Nếu là hắn không dám động thủ, các ngươi thì đổi lấy nhiều kiểu mắng. Tần Định Thiên vỗ vỗ bờ vai của hắn. Thái gia gia, tối cao tới trình độ nào a? Tần Phong hỏi. Tối thiểu gãy tay gãy chân không là vấn đề, hoặc là giết hắn cộng sinh thú, hắn không phải ba đời ngự thú sư sao? Cho lưu lại một đầu là được rồi. Nhớ kỹ, điểm mấu chốt, muốn để hắn xuất thủ trước đả thương người, các ngươi, bất đắc dĩ, phản kích. Hiểu không? Hiểu, Tần Phong gật đầu. Kỳ thật chưa hẳn đến phiên các ngươi, mấy ngàn cái đệ tử trẻ tuổi đều đi theo vào. Tần Định Thiên cười ha ha một tiếng. Cạnh tranh kịch liệt a, Tần Phong cảm khái nói, ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo. Nhiên hồn luyện ngục lối vào, không phải động không đáy. Đây là một cái lòng đất thế giới, kẻ tại Viêm Hoàng Đại Lục cùng Trầm Uyên chiến trường trung gian. Nghe nói, dưới đáy có một tòa cự đại địa để hỏa sơn, gọi là đốt hồn núi lửa, nhiên hồn tộc thì bị trấn áp tại cái này trong núi lửa, đời đời kiếp kiếp, tiếp nhận dung nham núi lửa nỗi khổ.
Càng đáng sợ chính là, cái này phong bế núi lửa, nhiên hồn kết giới, nghe nói có thể thiêu đốt linh hồn, để trong kết giới sinh linh, vĩnh viễn, đều tại tiếp nhận linh hồn nung khô thống khổ. Kỳ lân cổ tộc nhiệm vụ, cũng là tại nhiên hồn luyện ngục kết giới phía trên, tạo nên lực lượng vận chuyển kết giới, duy trì nhiên hồn tộc thống khổ. Đây là thượng cổ hoàng tộc chỗ mệnh, cho kỳ lân cổ tộc chuộc tội con đường. Như thế, kỳ lân cổ tộc tại kết giới phía trên, nhiên hồn tộc tại kết giới phía dưới. Hơi nóng, vừa rơi vào cái này nhiên hồn luyện ngục thông đạo, Lý Thiên Mệnh thì cảm nhận được. Chỉ là hang động này nhiệt độ, không có thú nguyên người, đều rất khó tiếp nhận. Vị trí này, Khương Phi Linh đều không cách nào sinh hoạt hàng ngày. Xuống chút nữa khoảng 30 mét, Lý Thiên Mệnh nhìn đến hang động hai bên, được mở mang ra một cái thông đạo, trong thông đạo thành lập một tòa địa cung, cái kia địa cung rất lớn, rắc rối phức tạp, đoán chừng có thể ở lại mấy ngàn người. Bạch tỷ tỷ, đây là địa phương nào? Lý Thiên Mệnh hiếu kỳ hỏi. Kỳ lân cổ tộc cho 5 đến 10 tuổi hài đồng ở lại địa phương. Bạch Tử Căng lãnh đạm nói. Lý Thiên Mệnh minh bạch, nghe nói kỳ lân cổ tộc trẻ nhỏ 5 tuổi bắt đầu, hàng năm đều phải tại nhiên hồn luyện ngục ngốc hơn nửa năm. Những đứa bé này khẳng định không có cách nào xâm nhập nhiên hồn luyện ngục, đi cho nhiên hồn kết giới cung cấp lực lượng. Cho nên, kỳ lân cổ tộc tại lối đi này bên trong, đào đất xây một tòa địa cung, để những hài tử này tại cuộc sống này. Nơi này đoán chừng tính toán nhiên hồn luyện ngục phạm vi, có thể tránh cho nhất thế chú phát tác. Dù sao, 5 đến 10 tuổi hài tử, tuy nhiên đã bắt đầu tu hành, nhưng phía dưới dung nham núi lửa nhiệt độ, thú mạch cảnh không có khả năng tiếp nhận, linh nguyên cảnh đều sẽ sống không bằng chết. May mắn, ta ngược lại thật ra một chút cảm giác đều không có. Lấy hắn vĩnh hằng luyện ngục thể, đừng nói tại vị trí này, hắn đoán chừng chính mình rơi vào dung nham núi lửa bên trong, đoán chừng cũng thì tương đương với nước tắm khá nóng. Xuyên qua thông đạo, Lý Thiên Mệnh liền thấy một cái rộng lớn lòng đất không gian. Nguyên lai, cái này nhiên hồn luyện ngục lớn như vậy. Toàn bộ nhiên hồn luyện ngục phạm vi bên trong vách núi, đã sớm bị nhiệt độ cao tố đến đỏ bừng, trong này tựa như là một cái đốt cháy nổi hơi, nóng đến giống như không gian đều biến hình. Bạch Tử Căng vừa mới tiến đến, hơi có chút đổ mồ hôi, nàng cau mày, rõ ràng không quá ưa thích nơi này. Tiểu hỗn đản, muốn không phải ngươi, ta mới không dùng để nơi này chịu tội. Chậm trễ tu luyện, còn nóng đến khó chịu, Bạch Tử Căng nói. Xin lỗi, là lỗi của ta, Lý Thiên Mệnh nói. Bạch Tử Căng ngắm hắn liếc một chút, nói, ngươi vẫn rất có lễ phép, coi như hiểu chuyện, so ngươi cái kia kẻ đổi bại cha tốt hơn nhiều. Muốn không phải nhìn ngươi còn thuận mắt, ta sớm rút lui. Bạch tỷ tỷ, ngươi còn nhận biết Lý Vô Địch à? Lý Thiên Mệnh đang suy nghĩ Lý Vô Địch đến cùng làm cái gì, vậy mà để cho nàng nói thành kẻ đổi bại, chẳng lẽ? Ngươi nói mò gì, ta nói chính là Lý Mộ Dương. Bạch Tử Căng hừ lạnh một tiếng. Hắn? Đúng, nghe nói hắn đã từng cùng thần quốc công chúa là một đôi, nhưng lại sử dụng nàng trộm cắp luân hồi kính diện, còn đem người giết. Cái này đều được rồi, đào mệnh 20 năm, lại không biết cùng ai sinh một cái ngươi, đây không phải kẻ đổi bại là cái gì? Bạch Tử Căng phẫn uất nói. Nghe là có chút cặn bã. Bạch tỷ tỷ cũng cho là như vậy sao? Khắp thiên hạ đều thì cho là như vậy. Ừm. Lý Thiên Mệnh gật gật đầu, không nghĩ đối với việc này nhiều lời. Hắn nhìn xuống. Cái này nhiên hồn luyện ngục rất lớn, bốn phía nơi xa còn có tối tăm vị trí, khả năng thông hướng nơi khác, mà tại chính phía dưới, là một cái cự đại miệng núi lửa. Cái kia miệng núi lửa thiêu đến đỏ bừng. Ngay tại núi lửa này miệng phía trên, giống như có một cái trong suốt màu đen kết giới, đem núi lửa này miệng triệt để phong bế, đem núi lửa bạo phát cùng đầy trời hơi nước, toàn bộ đè chế trở về. Đây chính là nhiên hồn kết giới. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, hùng vĩ. Nhiên hồn kết giới, vốn là nhiên hồn tộc vĩ đại nhất tác phẩm, lại không nghĩ rằng, lại bị dùng để cầm tù chính bọn hắn. Bạch Tử Căng thấp giọng cảm khái một câu. Có ý tứ gì? Không có ngươi sự tình. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, cái này Bạch tỷ tỷ vẫn rất cao lạnh. Bất quá, Huỳnh Hòa nói, nó thì ưa thích chinh phục cái này một cái cao lạnh cực phẩm tọa kỵ. Bọn họ dọc theo thông đạo đi xuống dưới, Lý Thiên Mệnh càng ngày càng tới gần cái kia nóng rực nhiên hồn kết giới, hắn chợt phát hiện, màu đen trong kết giới, còn giống như có người đang động. Cái kia chính là nhiên hồn tộc sao? Lý Thiên Mệnh chỉ kết giới người phía dưới hỏi. Đó là kỳ lân cổ tộc, địa chi thánh cảnh, người. Bạch Tử Căng nói. Bọn họ cũng bị nhiên hồn kết giới cầm tù. Lý Thiên Mệnh không hiểu hỏi.
Không phải, là bởi vì nhiên hồn kết giới hết thảy có tam trọng. Theo thứ tự là thượng tầng, trung tầng cùng hạ tầng. Người bây giờ thấy được là thượng tầng, trung tầng cùng hạ tầng đều tại núi lửa bên trong. Trung tầng nhiên hồn kết giới nhiệt độ, chỉ có địa chi thánh cảnh có thể hành động tự nhiên, hạ tầng nhiên hồn kết giới, cần thiên chi thánh cảnh mới có thể không bị ảnh hưởng. Không đến thánh chi cảnh giới người trẻ tuổi, chỉ cần ở cấp trên nhiên hồn kết giới bên ngoài là được rồi. Bạch Tử Căng coi như kiên nhẫn, giải thích cho hắn rõ ràng. Thì ra là thế. Nói trắng ra là, nhiên hồn kết giới chủ yếu từ kỳ lân cổ tộc thiên chi thánh cảnh cùng địa chi thánh cảnh cung cấp lực lượng chủ yếu, làm vững chắc mặt hai tầng, liền có thể dựa theo thượng cổ hoàng tộc yêu cầu, cho nhiên hồn tộc tạo nên linh hồn nung khô tra tấn. Không đến thánh chi cảnh giới kỳ lân cổ tộc, tại nhiên hồn luyện ngục bên trong, trên cơ bản không quá cần muốn làm gì, thời gian nửa năm, cơ bản chỉ yêu cầu có 3 tháng tại kết giới hạch phía trên là được rồi. Bạch Tử Căng nói. Cho nên, ta chỉ cần ngốc ở cấp trên nhiên hồn kết giới hạch phía trên, bế quan tu hành là có thể. Lý Thiên Mệnh ánh mắt sáng lên. Ngươi còn muốn tu luyện? Bạch Tử Căng hỏi. Đúng a. Đầu ngươi bên trên có nhất thế chú, mà lại nhiên hồn luyện ngục nội hỏa diễm thiêu đốt, linh khí mỏng manh, chỉ có thể bổ sung tiêu hao thú nguyên, không thể mở rộng thú nguyên hoặc là thánh nguyên phẩm chất. Thiếu khuyết thú nguyên, ngươi suy nghĩ thiên ý cũng không có căn cơ. Nửa năm này, cơ bản lãng phí, đừng suy nghĩ. Bạch Tử Căng nói đến rất hiện thực. Tất cả mọi người là nghĩ như vậy. Không có mấy người biết, Thái Nhất Tháp thiên địa linh khí liên tục không ngừng, có thể cho Lý Thiên Mệnh cùng hắn cộng sinh thú, cung cấp siêu tuyệt lực lượng chèo chống. Cái này nhiên hồn luyện ngục thiêu đốt, thiên ý cảnh giới đoán chừng đều rất khó chịu, thiêu đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng là Lý Thiên Mệnh rất dễ chịu. Hắn đã dẫm tại nhiên hồn kết giới phía trên. Nhiên hồn kết giới xem ra chỉ có thật mỏng một tầng, xem ra tùy tiện có thể xuyên thấu, nhưng tuyệt đối cứng rắn vô cùng. Kỳ lân cổ tộc trưởng bối, có thể mở ra phía trên hai tầng ra vào, nhưng thấp nhất một tầng, tuyệt đối không có bất luận cái gì mở ra biện pháp. Thượng tầng nhiên hồn kết giới phía trên, kết giới hạch vô số kết giới linh tuyến hội tụ địa phương cũng là kết giới hạch, có thể cho nhiên hồn kết giới cung cấp lực lượng. Lý Thiên Mệnh tìm khắp ngõ ngách chỗ kết giới hạch, chuẩn bị ở chỗ này bế quan nửa năm. Bạch Tử Căng cũng cảm giác nửa năm này, tẻ nhạt vô vị. Bạch tỷ tỷ, cái này nhiên hồn tộc đến cùng là cái gì a? Lý Thiên Mệnh hiếu kỳ hỏi. Ngươi lời nói làm sao nhiều như vậy? Bạch Tử Căng đang muốn nhắm mắt dưỡng thần. Không có cách, ngươi nhìn ta cơ khổ không nơi nương tựa bị bắt tới đây, cái gì cũng đều không hiểu, không hỏi nhiều điểm, có điểm tâm hư. Lý Thiên Mệnh cười nói. Bạch Tử Căng nhô ra miệng, tuy nhiên biểu lộ lãnh đạm, nhưng vẫn là cẩn thận nói. Nhiên hồn tộc, là một cái kỳ dị chủng tộc, nghe nói bọn họ tổ bên trên sử dụng bí pháp, đem vừa ra đời trẻ sơ sinh cùng cộng sinh thú dung hợp một thân, dẫn đến cả hai dung hợp một thể. Bởi vậy, người hình thể lấy phát sinh biến hóa rất lớn, thậm chí thân người đầu thú, các loại hình thù cổ quái. Bọn họ chẳng những có thể tu luyện chiến quyết, còn có thể dung hội linh nguyên thần thông, tương đương với hợp thể. Hợp hai làm một về sau, chẳng những có ngự thú sư linh nguyên, còn có cộng sinh thú linh nguyên, cá thể biến đến càng mạnh. Thậm chí, nghe nói bọn họ liền linh hồn đều có thể dung hợp, lấy nhân hồn nuốt thú hồn, cái này đạo gửi tới bọn hắn người hồn, so với chúng ta phải cường đại hơn rất nhiều. Loại phương thức này nghe nói đối cộng sinh thú rất tàn nhẫn. Ta chưa thấy qua, cũng không rõ ràng chi tiết, nhưng tựa hồ sinh ra biến hóa như thế về sau, con cháu của bọn họ hậu nhân. Dần dần không cần hợp hai làm một. Tân sinh hậu nhân, trực tiếp cũng là người thú hợp nhất trạng thái, nghe nói nguyên một đám, trời sinh vô cùng thê thảm. Bạch Tử Căng nói xong, tâm tình có chút khó chịu, hiển nhiên nàng không phải rất ưa thích, loại này đối đãi cộng sinh thú phương thức. Biến thái như vậy, Lý Thiên Mệnh ngây dại. Đều là trưởng bối nói, cần phải đi, ta dù sao chưa thấy qua nhiên hồn tộc, 2 vạn năm trước, bọn họ thì bị thượng cổ hoàng tộc trấn áp. Toàn tộc ném vào đốt hồn núi lửa, sau đó lấy bọn họ tiến hiến, nhiên hồn kết giới, trừng trị chính bọn hắn. Cho đến nay, nếu có nhiên hồn tộc còn sống ở phía dưới, không biết truyền thừa bao nhiêu đời. Bạch Tử Căng nói, thật là quá tàn nhẫn đi, tại đốt hồn núi lửa bên trong truyền thừa 20.000 năm, vậy những người này, đến cùng tích lũy bao nhiêu đời cừu hận. Thượng cổ hoàng tộc vì sao không trực tiếp giết chết bọn họ, đến mức như thế tra tấn sao? Lý Thiên Mệnh ngốc trệ nói. Thậm chí hít một hơi lãnh khí. Trên thế giới này, xác thực có rất nhiều so giết người càng hung ác biện pháp.
thượng cổ hoàng tộc đối đãi nhiên hồn tộc phương thức, để Lý Thiên Mệnh thấy được. Hơn 40 năm này, Kỳ Lân cổ tộc cũng là thượng cổ hoàng tộc đao. Ta đoán là giết gà dọa khỉ, trấn áp phản loạn, cho toàn bộ thời cổ thần quốc cương vực tất cả thế lực nhìn. Ở phương diện này, thượng cổ hoàng tộc cho tới bây giờ không có lưu tình qua. Không ai có thể dao động bọn họ đối thời cổ thần quốc thống trị, như vậy là mảy may dao động, cái kia đều không được. Bạch Tử Căng có chút khó chịu. Nghe, nàng không thích trong truyền thuyết hung tàn vô tình nhiên hồn tộc. Nhưng là chống lại cổ hoàng tộc huyết tinh trấn áp điệu bộ, trong nội tâm nàng có rất nhiều dị nghị. Nàng nhìn về phía dưới chân nhiên hồn kết giới, nói. Thiên Mệnh, người biết, thượng cổ hoàng tộc vì sao muốn dùng đốt cháy linh hồn nhiên hồn kết giới, trấn áp nhiên hồn tộc sao? Lý Thiên Mệnh lắc đầu. Đó là bởi vì, trải qua nhân hồn cùng thú hồn dung hợp, nhiên hồn tộc linh hồn phi thường cường đại, thậm chí viên mãn. Cái này để bọn hắn nắm giữ siêu tuyệt, thần văn sư thiên phú. Nhiên hồn tộc cơ hồ đều là cường hãn thần văn sư, sẽ chế tạo các loại thiên văn kết giới cùng thiên văn thư. Bọn họ là thời cổ thần quốc trải qua mạnh nhất trong lịch sử thần văn sư nhất tộc. Mà bây giờ, nếu như bọn hắn còn có người còn sống, cái kia trên cơ bản vừa ra đời, linh hồn liền bị nhiên hồn kết giới nung khô. Kể từ đó, bọn họ liền không khả năng lại sinh ra thần văn sư, càng không khả năng phá nhiên hồn kết giới. Bạch Tử Căng nói, thần văn sư nhất tộc. Lý Thiên Mệnh đối cái này đặc thù chức nghiệp, một mực vô cùng hướng tới. Nhiên hồn thư lợi hại, còn có huyết kiếp kết giới khủng bố, đều đã chứng minh thần văn sư cường đại. Bạch tỷ tỷ, thập phương đạo cung có thần văn sư sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Có a, tuy nhiên có chính thức thần văn sư thiên phú đích xác rất ít người, nhưng dù sao thập phương đạo cung là toàn bộ thời cổ thần quốc thiên tài cái nôi. Có so sánh nhân vật lợi hại sao? Cha ta chính là, nửa năm sau. Người nếu có thể ra ngoài, nếu có hứng thú, có thể thử một lần nhìn. Coi như không thể thành chính tông thần văn sư, bố trí phổ thông thiên văn kết giới vấn đề không lớn. Bạch Tử Căng nói, cha nàng cũng là thập phương điện vương một trong vị lai điện vương. Thập phương, hết thảy có cái nào thập phương a? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đông, Nam, Tây, Bắc, Thiên, Địa, Sinh, Tử, Quá Khứ, Vị Lai. Bạch Tử Căng nói. Thu Lý Khinh Ngữ làm đệ tử, chính là trong thiên địa, thiên chi điện vương. Hắn chỗ lấy hỏi vấn đề này, là muốn biết, cái này cùng mình vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp phải chăng có quan hệ. Sau đó, hắn đem cái này thập phương nhớ kỹ. Thông qua một phen đối thoại, hắn đem nhiên hồn kết giới cùng nhiên hồn tộc đều hiểu không sai biệt lắm. Tiếp đó, bế quan tu hành. Nhiên hồn kết giới phía trên màu đen đường vân, tạo thành một cái hắc sắc liên thai, cái kia chính là kết giới hạch. Nuôi thả nhìn lại, toàn bộ nhiên hồn kết giới thượng tầng, chỉ ít có mấy vạn cái kết giới hạch, có thể thấy được cái này nhiên hồn kết giới tầng thứ độ cao, chỉ sợ huyết kiếp kết giới, hoàn toàn không thể so sánh so sánh. Bởi vậy, càng có thể tưởng tượng ra, nhiên hồn tộc từ khi ra đời lên, cái kia là bực nào chịu khổ. Kỳ Lân cổ tộc, căn bản không thể so sánh so sánh. Lý Thiên Mệnh xếp bằng ở này. Bạch Tử Căng ở phía xa đủ kiểu nhàm chán, nhắm mắt dưỡng thần. Lão đại, ta muốn cực phẩm tỏa kỵ bên kia ngủ. Miêu miêu như tên trộm mà nói. Nghĩ hay lắm, toàn bộ cho ta tu luyện. Lam Hoang, muốn bắt đầu suy nghĩ thần Sơn Hoàng Kiếm cùng Thương Hải Hoàng Kiếm. Lý Thiên Mệnh nói. Tiếp đó, chờ lấy Lý Thiên Mệnh chính là thần Tiêu đệ tam kiếm, sau đó Lý Thần Tiêu đều không học được kiếm thứ tư. Hắn đem Đông Hoàng Kiếm đặt ở trên đùi, Thái Nhất Tháp thì tại cộng sinh không gian bên trong. Nếm thử vận chuyển công pháp, ba đại công pháp. Thông suốt vô cùng. Chỉ có Thái Nhất Tháp, hiệu quả so tại Lý Thần Tiêu chi mộ trước kém một chút, nhưng so những người khác vẫn là muốn tốt. Hắn hoàn toàn không lo. Đến mức trên trán nhất thế chú, Lý Thiên Mệnh cũng hoài nghi một đời kia chú ấn có phải hay không tẩy màu, ngoại trừ một cái ấn ký, lông sự tình không có. Muốn không phải không dám đánh cược mệnh, hắn chuẩn trước cùng Lý Vô Địch bọn họ chạy. Nhiên hồn kết giới. Lúc tu luyện. Lý Thiên Mệnh đối dưới chân cái này nhiên hồn kết giới rất có hứng thú, xem ra bất quá là một tầng màng mỏng mà thôi, vì gì đáng sợ như thế. Hắn đưa bàn tay đặt ở kết giới phía trên, nhiên hồn kết giới chấn lan ra từng trận gợn sóng, tựa như tại hoan nghênh hắn đến. Đúng vào lúc này, nhiên hồn kết giới phía trên, phát sinh một kiện để Lý Thiên Mệnh đờ đẫn sự tình. Tay trái của hắn hắc ám cánh tay,
cũng chính là Sùng Dương Thái Thượng mệnh danh, Cổ Ma Tý, phát sinh không thể tưởng tượng biến hóa. Cái kia chính là, hắn cái này bao trùm lấy nhỏ bé hình sáu cạnh lân phiến ngón tay, vậy mà cắm vào nhiên hồn kết giới bên trong. Năm ngón tay, xé rách nhiên hồn kết giới. Ngoạ tào. Lý Thiên Mệnh đầu tiên là ngây ra một lúc, sau đó có chút tê cả da đầu. Cổ Ma Tý, có thể xuyên thủng nhiên hồn kết giới. Xuyên thủng nhiên hồn kết giới là khái niệm gì? Cái này cái gọi là nhiên hồn tộc vĩ đại nhất tác phẩm, tương đương với bị Lý Thiên Mệnh phế đi. Hắn liền vội rút ra ngón tay, tránh cho khiến người khác trông thấy, sau đó lặp lại dùng tay trái tay phải thử nhiều lần. Tay phải ngón tay, bất kể thế nào ra sức đâm, nhiên hồn kết giới kiên cường như sắt, một chút phản ứng đều không có. Nhưng là, làm hắn Cổ Ma Tý ngón tay, cắm ở nhiên hồn kết giới phía trên thời điểm, thì cùng vẩy nước giống như, nhẹ nhõm xé rách, thậm chí có đại lượng màu đen đường vân, hưng phấn hướng về bàn tay của hắn, tụ đến. Ta muốn là làm điểm kinh, chẳng phải có thể chen xuống dưới. Muốn là phía dưới hai tầng đều có thể xé mở, ta chẳng phải là có thể đem nhiên hồn tộc cho phóng xuất. Ngoá, cái này cũng thật là đáng sợ đi. Muốn không phải Bạch Tử Căng cùng mình nói qua nhiên hồn kết giới tầng thứ, Lý Thiên Mệnh hiện tại tâm tình sẽ không như thế rung động. Đây chính là nhiên hồn kết giới A. Hắn đều thử mấy chục lần, tuyệt đúng không sai, Cổ Ma Tý trên ngón tay cái kia đỏ như máu móng vuốt, nhẹ nhàng nhất câu, cái này nhiên hồn kết giới thì cùng trên mặt nước màng mỏng một dạng phá. Tuy nhiên rất nhanh có thể chữa trị, nhưng muốn là Lý Thiên Mệnh động tác lớn hơn một chút, hoàn toàn có thể xé rách kết giới. Mà lại, hắn có một loại cảm giác kỳ diệu. Giống như cánh tay trái của hắn, đối kết giới này phía trên biến hóa thiên văn, có một loại không hiểu quen thuộc, lại hoặc là nói, là thiên nhiên trưởng khống. Hắn đi chạm đến những văn lộ kia tựa như là hưng phấn cá nhỏ, ở trong tay của hắn, trơn đến đi vòng quanh. Tựa hồ, lấy cái này cánh tay trái đi chạm đến những đường vân này, Lý Thiên Mệnh não tử đều xem rõ ràng rất nhiều, dần dần có thể tiêu trừ những thứ này, đến từ thiên địa cùng nhiên hồn tộc ảo diệu. Trước kia làm sao không có phát hiện, cái này hắc ám cánh tay có thể có loại cảm giác kỳ diệu này. Thông qua cái kia hình sáu cạnh lân phiến chạm đến, tựa hồ có thể nhanh chóng phân giải phân tích cái này thiên văn bên trong ẩn chứa ảo diệu cùng thiên ý. Toàn bộ nhiên hồn kết giới ảo diệu, tựa hồ thu hết vào mắt. Đương nhiên, Đông Hoàng kiếm cũng là như thế. Hắn thử một cái, tại cái kia cạn cửa lớn màu vàng óng trước, hắn đổi thành cánh tay trái đi bắt trên cửa thiên văn. Sau đó, hắn bất ngờ phát hiện, hắn có thể đem cái này thiên văn vò nát, sau đó hóa thành kim sắc hạt nhỏ, tràn vào linh hồn, hội tụ tại đế hoàng thiên ý phía trên. Lúc trước không có phát hiện, vẫn là hắc ám cánh tay gần nhất có biến hóa. Điểm này Lý Thiên Mệnh đều không nghĩ ra. Nhưng mấu chốt là, những thứ này đều không trọng yếu a. Trọng yếu là, hiện tại rất thoải mái. Hắn từ lúc mới bắt đầu nếm thử, đến đón lấy thuần thục về sau, thuận buồm xuôi gió. Hắc ám cánh tay ảo diệu ở chỗ, cái kia có thể vạch phá nhiên hồn kết giới móng vuốt cùng hình sáu cạnh trên lân phiến. Trong đó hình sáu cạnh lân phiến, có thể dung hội hấp dẫn kết giới phía trên kỳ diệu thiên văn, bao quát Đông Hoàng kiếm thiên văn. Bóp nát, tiêu trừ, sau đó đem bản nguyên hàm ý, dần dần mà rõ ràng hội tụ tại Lý Thiên Mệnh trên thân. Rất nhiều huyền ảo đồ vật, tự nhiên mà nói thì xem rõ ràng. Cha ta lúc tuổi còn trẻ tu hành tốc độ nhanh như vậy, có thể hay không cùng cánh tay này có quan hệ. Cánh tay này tại huỳnh hỏa bọn chúng dị tượng bên trong đều xuất hiện qua, hẳn là trên người của ta huyền ảo nhất đồ vật, phải cùng kỳ lân cổ tộc không sao chứ. Không nghĩ ra không quan trọng. Thoải mái thì xong việc. Hắn tổng kết mấy điểm. Đệ nhất, ta móng vuốt có thể vạch phá nhiên hồn kết giới, không biết đối với những khác kết giới có hữu hiệu hay không. Dù sao, có kết giới không giống nhiên hồn kết giới, phạm vi rất lớn. Nói thí dụ như huyết kiếp kết giới, cái kia muốn làm sao vạch phá. Thứ hai, có cánh tay này, ta về sau lĩnh hội thiên ý, sợ rằng sẽ càng nhanh. Thứ ba, nhiên hồn kết giới phía trên thiên văn ảo diệu, đối phong phú ta đế hoàng thiên ý, tựa hồ cũng có tác dụng. Thứ tư, Lý Thiên Mệnh nắm mấy cây kết giới linh tuyến. Kết giới uy lực, có thể đem thú nguyên chuyển hóa làm tinh khiết thiên địa linh khí, tại kết giới linh tuyến bên trong lưu chuyển, hội tụ tại kết giới đang xét duyệt. Lại vì kết giới sử dụng. Mà bây giờ, Lý Thiên Mệnh dùng Cổ Ma Tý nắm kết giới này linh tuyến. Hắn phát hiện, theo ý hắn đọc mà động, toàn bộ nhiên hồn kết giới bên trong, những cái kia kỳ lân cổ tộc đệ tử cung cấp lực lượng,
đều có thể tụ đến, hóa thành thiên địa linh khí, có thể cùng thái nhất tháp một dạng, trèo chống lý thiên mệnh tu hành. Trước kia chưa từng phát hiện, bóng tối này cánh tay nhìn trời văn cùng kết giới, có như thế không thể tưởng tượng trưởng khống lực. Điều này nói rõ, loại năng lực này, hẳn là gần nhất giác tỉnh, thậm chí là đi vào thời cổ thần quốc sau giác tỉnh, ta chỉ là một mực không có phát hiện. Dù sao, Lý Thiên Mệnh trước kia cũng dùng qua hắc ám cánh tay, chạm đến Đông Hoàng kiếm ngũ trọng cửa lớn kim sắc thiên văn, nhưng cho tới bây giờ không có cùng hôm nay một dạng, vậy mà có thể bóp nát, dung hội, hấp thu, đốn ngộ. Như vậy, tiếp đó, nhiên hồn kết giới cùng Đông Hoàng kiếm thiên văn, lấy hắc ám cánh tay đến chạm đến, có thể tăng lên ta đế hoàng thiên ý tốc độ phát triển. Thái nhất tháp cùng nhiên hồn kết giới linh tuyến phía trên tinh thuần thiên địa linh khí, có thể tăng lên ta tam đại linh nguyên. Cái này hiệu quả, khả năng so tại Lý thị tổ địa muốn tốt rất nhiều a. Đậu phộng, cái này muốn phát. Cái này nhiên hồn kết giới thượng tầng có mấy vạn đệ tử, đem tự thân thú nguyên hội tụ thành tinh thuần thiên địa linh khí, cung cấp nhiên hồn kết giới vận chuyển. Bởi vì nhân số quá nhiều, Lý Thiên Mệnh thu hoạch lực lượng, sẽ không khiến cho kết giới biến hóa, càng sẽ không khiến người ta phát hiện. Hắn mười phần kinh hỉ. Vốn cho là nhiên hồn luyện ngục là chịu tội. Bây giờ nhìn, đây chính là một trận đại tạo hóa a. Muốn không phải không nhìn thấy Linh Nhi, ta đều không muốn đi. Lý Thiên Mệnh quả thực dở khóc dở cười. Hắn đoán chừng toàn bộ kỳ lân cổ tộc đều cho rằng, hắn sau khi đi vào đến thống khổ phiền muộn, không nghĩ tới để Lý Thiên Mệnh nét mặt tươi cười đuổi ra. Cái tay này, đến cùng còn có cái gì bí mật? Lại hoặc là nói, bản thân nó, cũng là Lý Thiên Mệnh bí mật lớn nhất. Hắn đã không kịp chờ đợi, dựa vào mới nhất giác tỉnh bản sự, tiến hành một trận cao tốc tu hành. Hắn đế hoàng thiên ý, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trưởng thành, tam đại linh nguyên cũng lấy tốc độ tối cao tăng lên. Ta suy nghĩ đế hoàng thiên ý tốc độ nhanh như vậy, các ngươi có thể bắt kịp sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nói nhảm, ta hỏa diễm thiên ý, căn bản không dùng ta lĩnh hội, quá đơn giản, chúng ta bây giờ thiên ý trưởng thành bị giới hạn ngươi. Ngươi chỉ cần cảnh giới cao lên, chúng ta phương diện này hoàn toàn không là vấn đề. Huỳnh Hỏa lớn lối nói. Bất quá, nó đã từng thế nhưng là cái ăn sống mặt trời tồn tại, bây giờ chỉ cần giải khai huyết mạch gông xiềng, rất nhiều thứ đều sẽ trở về. Muốn không phải thành cộng sinh thú, nhận hạn chế cộng sinh hệ thống tu luyện, kỳ thật bọn họ hẳn là có thể càng nhanh khôi phục, hoàn toàn không có ràng buộc. Nhưng, bọn họ cũng tại cộng sinh hệ thống tu luyện bên trong, đạt được rất nhiều chỗ tốt. Mà hết thảy này, có lẽ về sau sẽ có đáp án. Lý Thiên Mệnh quả quyết bế quan, ngăn cách ngoại giới hết thảy hỗn loạn, đem toàn thân của mình tâm, đều đầu nhập vào tu hành bên trong. Trong lúc nhất thời, quên đi thời gian trôi qua. Có Bạch Tử Căng nhìn lấy, căn bản không sợ có nhân quấy nhiễu chính mình. Hắn cũng không biết, đến cùng đi qua bao lâu. Tay trái của hắn, thời khắc đều đặt ở nhiên hồn kết giới phía trên. Biến hóa kỳ diệu, không ngừng đi theo. Bỗng nhiên, Lý Thiên Mệnh mở ra lòng bàn tay con mắt thứ ba. Con mắt này, có thể dùng động tất chi nhãn, đem cái này không thể tưởng tượng thiên văn biến hóa, nhìn càng thêm kỹ càng một số. Mấy ngày nay, động tất chi nhãn trên cơ bản không có nghỉ ngơi. Thì tại một ngày này, Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên cảm giác được cái này con mắt thứ ba, chấn động một cái. Sau đó, trước mắt bỗng nhiên một mảnh huyết hồng. Chuyện gì xảy ra? Lý Thiên Mệnh một đôi mắt nhắm, tầm mắt hoàn toàn ở cái này con mắt thứ ba phía trên. Có thể là nhiên hồn kết giới quan hệ, con mắt thứ ba nhìn đến tầm mắt đều đang biến hóa. Hô hô hô! Trước mắt bỗng nhiên có vô số xích ngọn lửa màu đỏ tại thiêu đốt. Đây là một mảnh vô cùng biển lửa, hỏa diễm gào thét thiêu đốt. Ngay sau đó, ánh mắt lần nữa hướng xuống. Làm xuyên qua tầng cuối cùng màu đen bình chướng về sau, dưới đáy xuất hiện là sôi trào lăn lộn dung nham, cái kia dung nham, lại là màu đen. Nguyên một đám bọt khí, tại trong nham tương xuất hiện. Bên trong thiên địa, chỉ còn lại có cái này kinh khủng dung nham, hình thành một mảnh biển cả. Mà cái này biển cả bên trong, có thể dừng chân địa phương, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng, những cái kia màu đen vừa như sắt thép nham thạch, đồng dạng nóng đến kinh người. Nơi này là nơi nào? Ta chẳng lẽ thấy được nhiên hồn tộc gặp nạn chi địa? Lý Thiên Mệnh ánh mắt chấn kinh. Tầm mắt của hắn một mực tại biến hóa. Cái này màu đen dung nham đều là nồng đậm hỏa vụ, liền động tất chi nhãn đều rất khó coi đến xa xa phạm vi. Rốt cục tại một đoạn thời khắc.
hắn tựa hồ đi tới một cái trên đảo nhỏ. Cái kia ở trên đảo, có một cái huyết sắc tế đàn. Càng rung động tựa như. Dưới tế đàn, tựa hồ có mấy vạn người ngồi xếp bằng ở đây. Những người này quả nhiên hình thù cổ quái, mỗi người đều giống như là người cùng cộng sinh thú hợp thể, có thú đầu nhân thân, có người mặt thú thân, vô cùng kỳ quặc, đa số đều rất xấu xí. Nhưng, bọn họ dựa thật sát vào cùng một chỗ. Lý Thiên Mệnh tại phía sau của bọn hắn, cho nên không nhìn thấy nét mặt của bọn hắn, chỉ có thể nghe đến bọn hắn đang khóc. Tuy nhiên khóc, lại thấy chết không sờn. Bọn họ tất cả mọi người, tay nắm tay, kiên định dựa chung một chỗ. Trên người của bọn hắn, giống như đang thiêu đốt một loại ngọn lửa màu đen kia rất kỳ quái, không biết nấu cháy thân thể của bọn hắn, nhưng lại sẽ để bọn hắn thống khổ kêu thảm. Cái kia rõ ràng cũng là đốt hồn chi hỏa. Tế đàn kia phía trên, bỗng nhiên dọc theo mấy vạn điều tơ máu. Những thứ này tơ máu, quấn quanh đến mỗi trên người một người, bọn họ dựa thật sát vào cùng một chỗ, hoàn toàn bị tơ máu buộc chặt. Theo tơ máu, Lý Thiên Mệnh hướng tế đàn phía trên nhìn. Hắn bất ngờ nhìn đến. Tế đàn phía trên, nằm một cái thiếu niên tóc đen. Thân thể của hắn rất gầy gò, thậm chí xem ra không có nhiều thịt, da thịt trắng xám đến đáng sợ, nhưng ít ra, hắn thoạt nhìn là bình thường nhất một người, trên thân không có bất kỳ cái gì thú loại dáng vẻ. Hắn tóc đen đầy đầu tản ra tại tế đàn phía trên. Vô số tơ máu, đem thân thể của hắn quấn quanh, đại bộ phận đều tại trên đầu, cái này khiến Lý Thiên Mệnh thấy không rõ lắm bộ dáng của hắn. Nhưng là giờ khắc này, mấy vạn người đang thiêu đốt, bọn họ tiếp tục rú thảm, lại thật chặt ôm cùng một chỗ, không có người buông ra. Lúc này, ngọn lửa màu đen dung hội cùng một chỗ, tạo thành một cái biển lửa, theo cái kia tơ máu, hướng về tế đàn kia phía trên thiếu niên dũng mãnh lao tới. A, à, Lý Thiên Mệnh nghe được rất nhiều mang theo thanh âm nức nở. Thoạt đầu rất mơ hồ, về sau dần dần rõ ràng. Vạn người hồn, một người về. Nghe được nhiều nhất. Cũng là cái này sáu cái chữ. Tiểu Phong, phải sống sót, nhất định muốn ra ngoài, nhất định. Chúng ta không thể nhìn thấy thế giới bên ngoài, nhưng ngươi nhất định có thể, nhất định, nhất định. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ dùng con mắt của ngươi, đi xem một chút thế giới, đến cùng hình dạng thế nào. Bên ngoài, có phải thật vậy hay không có mặt trời, thật sự có tinh không sáng chói, tựa như là trên sách vẽ như thế, có phải thật vậy hay không có hoa cỏ cây cối. Chim hót hoa nở. Tiểu Phong ca ca, chúng ta sẽ không chết, chúng ta sẽ cùng ngươi cùng một chỗ sống sót, chúng ta vĩnh viễn, cũng sẽ ở linh hồn của ngươi bên trong. Không muốn ghét bỏ chúng ta, tất cả chúng ta, đều sẽ thật tốt yêu ngươi, dùng hết tất cả đi yêu ngươi. Lúc này thời điểm, Lý Thiên Mệnh đã nghe được vô cùng rõ ràng. Những người kia một bên khóc giống, vừa nói chuyện. 20.000 năm, sẽ không còn có ngày mai. Không thể còn như vậy sống sót. Ương ngạnh chỉ có thể cảm động chính mình, về sau sẽ không còn có nhiên hồn tộc con cái đời sau, còn tại trong địa ngục chịu khổ. Sẽ không còn có. Trên người của bọn hắn hỏa diễm còn đang thiêu đốt, bọn họ thống khổ ôm đầu, khóc ra bao nhiêu nước mắt, già trẻ nam nữ, đều đang giãy giụa. Thiêu đốt bên trong, giống như có vô số xương trắng, theo cái kia tơ máu, hướng về thiếu niên tóc đen kia trên thân hội tụ mà đi. Nếu như Lý Thiên Mệnh suy đoán không tệ, cái kia chỉ sợ là linh hồn. Hắn là một người đứng xem, rung động nhìn lấy tình cảnh này. Đây là hắn đã lớn như vậy, kinh tâm động phách nhất một lần. Tế đàn phía trên, thiếu niên toàn thân đều đang rung động, hắn đang giãy giụa, hắn so với ai khác đều thống khổ, hắn phát ra như là dã thú gầm nhẹ, toàn thân nổi gân xanh. Không, không, hắn thanh âm khàn khàn, dường như dây thanh đã xé rách. Ta không muốn, van cầu các ngươi, ta không muốn. Thanh âm của hắn đã tràn đầy tuyệt vọng. Tiểu Phong, ngươi là chúng ta giữ vững được 20.000 năm, một cái duy nhất hy vọng. Chỉ có ngươi, có thể gánh chịu nhất tộc chi hồn, chỉ có linh hồn của ngươi, mới có thể tiếp nhận dung hồn nỗi khổ. Hài tử, ngươi yên tâm, mẹ sẽ không chết, chúng ta về sau cũng sẽ ở linh hồn của ngươi bên trong, ngươi sẽ thường xuyên mộng thấy chúng ta. Tiểu Phong, mẫu thần yêu ngươi, thật xin lỗi, để ngươi tiếp nhận nhiều như vậy. Thật xin lỗi. Để ngươi sinh ở nhiên hồn tộc. Thật xin lỗi. Nữ tử kia, quỳ gối phía trước nhất. Cặp mắt của nàng bên trong, có nóng cháy nhất thích, mà hết thảy trước mắt, để khóe miệng của nàng khơi gợi lên sau cùng nụ cười. Về sau một đời một kiếp, chúng ta tất cả tộc nhân, cũng sẽ không rời đi ngươi.
dung hợp 80.000 linh hồn của con người, 20.000 năm dẫy giụa, phấn chất kiên trì, một lần thống khổ nhất, hồn tế. Tiểu Phong, nắm giữ 80.000 tộc hồn ngươi, nhất định sẽ là cái này vĩnh hằng trong thiên địa, từ ngàn xưa đến bây giờ cũng không từng sinh ra kỳ tích. Ngươi nhất định là sẽ bên trong thiên địa, cường đại nhất hồn linh. Tiểu Phong, nhớ kỹ, muốn vì mọi người báo thù, nhất định, nhất định, nhất định. Hồn tế, đã tiến hành đã đến tối hậu quan đầu. Vô số xương trắng, hội tụ tràn ngập, tràn vào thiếu niên tóc đen kia trên thân thể. Mẹ, mẹ, ngươi ở đâu? Thiếu niên vô lực giãy giụa lấy. Ta tại linh hồn ngươi bên trong, nữ nhân đốt hết linh hồn, ôn nhu mà nói. Còn có nhiều người hơn đang nói chuyện, bọn họ nói. Tiểu Phong ca ca, nếu có đi ra ngày nào đó, giúp ta ngửi một chút hoa vị đạo. Tiểu Phong, ngươi là nam tử Hán, muốn so ai cũng kiên cường, đừng sợ. Hai tử, ta chỉ muốn làm trên cổ hoàng tộc chết. Xin lỗi, đời này quá khổ, ta tuyệt vọng, hôm nay là tốt nhất giải thoát. Cảm ơn ngươi. Chúng ta nhất tộc, vĩnh viễn cùng với ngươi. Chúng ta yêu ngươi, Tiểu Phong. Tạm biệt, Tiểu Phong ca ca. Gặp lại. Ngọn lửa màu đen đang thiêu đốt đến cao nhất thời điểm, bỗng nhiên dập tắt. Sau đó, 80.000 người đã mất đi âm thanh. Nhưng đến chết, bọn họ đều cả tộc ôm nhau, cứ như vậy, mang theo mỉm cười cùng quyến luyến, thành tựu vĩnh hằng. Mà tế đàn phía trên, xương trắng tràn ngập, theo tơ máu, hội tụ tại thiếu niên tóc đen trên đầu. Sau đó, Lý Thiên Mệnh nghe được là vô tận kêu thảm. Mà tại trong tiếng kêu thảm, một tia kinh khủng dữ tợn, dần dần giác tỉnh. Ta yêu các ngươi. Gặp lại, gặp lại, gặp lại. Một cái thiếu niên tóc đen, quỳ gối tế đàn phía trên, đối với cái kia 80.000 người dập đầu. Dập đầu 80.000 lần. Nói 80.000 lần. Gặp lại. Hình ảnh bỗng nhiên kết thúc. Lý Thiên Mệnh động tất chi nhãn chấp chấp. Hắn rõ ràng nhìn đến, chính mình còn ở cấp trên nhiên hồn kết giới phía trên, căn bản cũng không có rơi xuống. Vừa rồi hình ảnh, đến từ nhiên hồn kết giới. Lý Thiên Mệnh suy đoán. Hắn một lần nữa nhìn mấy lần, nhiên hồn kết giới không có biến hóa mới. Lý Thiên Mệnh cúi đầu, ánh mắt hướng xuống, tại vị trí này, chỉ có thể nhìn thấy phía dưới còn có một tầng nhiên hồn kết giới, căn bản không nhìn thấy nhiên hồn hỏa sơn bên trong bất kỳ vật gì. Vừa mới nhìn đến cái kia 80.000 người, tuyệt đối là bị thời cổ thần quốc trấn áp nhiên hồn tộc. Bọn họ đã tại nhiên hồn hỏa sơn dưới, sinh tồn 20.000 năm. Xem ra, có chút quá tàn nhẫn. Trên thế giới chuyện đáng sợ nhất, là không có ngày mai, không có hy vọng, là cả đời lồng giam. Một người, cả một đời, bị giam tại trong lồng giam, tiếp nhận đốt hồn linh hồn chi khốn, hoàn toàn không có hy vọng, cái kia đến có tuyệt vọng. Lý Thiên Mệnh khó có thể tưởng tượng. Thượng cổ hoàng tộc tiền bối, ác như vậy, giết gà dọa khỉ, bảo trì thống trị, cần làm đến loại trình độ này à? Lý Thiên Mệnh híp mắt. Hắn hồi tưởng lại vừa mới nhìn đến một màn. 80.000 người hồn tế, đem linh hồn dung nhập trên người một người, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Quả nhiên, trên thế giới này thần diệu sự tình rất nhiều. Cái kia gọi là Tiểu Phong thiếu niên, không biết hắn còn sống, còn ở phía dưới a. Có thể xác định chính là, cái kia 80.000 nhiên hồn tộc đã chết. Nói cách khác, nhiên hồn kết giới dưới, nhiều lắm là thì còn lại một cái người. Nói đến, xác thực rất bi thương đi. Cái gì gọi là huyết hải thâm cừu, không đội trời chung. Đây cũng là, dùng 80.000 người chi hồn, gánh vác cả tộc cừu oán cùng hy vọng, bực này số mệnh, không biết có thể hay không đem người này đè sập. Lý Thiên Mệnh thật lâu không thể bình tĩnh. Bất quá, làm suy nghĩ của hắn dần dần đi lúc đi ra, mở hai mắt ra, bất ngờ nhìn đến bên cạnh mình, bao quanh lít nha lít nhít người. Nói ít cũng có mấy ngàn cái đi. Phóng tầm mắt nhìn tới, những thứ này kỳ lân cổ tộc người trẻ tuổi, đang mục quang âm ngoan hung lệ, toàn bộ nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, trong mắt lửa đều thiêu ở trên người hắn. Lớn nhất đến gần, khoảng cách Lý Thiên Mệnh chỉ có 10 mét. Bọn họ đã đem nơi đây, vây quanh đến nước chảy không lọt. Xem ra, nhiên hồn kết giới mặc dù lớn, nhưng bọn hắn đã trải qua tìm tới chính mình vị trí. Lý Thiên Mệnh nhìn một chút, Bạch Tử Căng ngay tại cách đó không xa. Nàng chính là cái này mấy ngàn người ánh mắt phun lửa, lại không có tới gần Lý Thiên Mệnh 10 mét phạm vi nguyên nhân. Hắn tỉnh. Đánh rắm, vừa mới giả bộ như tại nặng tâm tu luyện thôi. Lá gan bị hoảng sợ phá đi.
Mọi người tràn đầy lửa giận, rất nhiều người nhìn không được đi lên phía trước, nhưng người phía trước còn đang dáng chống đỡ, không dám tới gần. Tên súc sinh này, muốn không phải cha hắn cái này súc vật, cảnh giới của chúng ta làm sao thấp như vậy? Ta tối thiểu cao hơn tứ trọng, đều là cha hắn làm hại. Tất cả mọi người là, Lý Thiên Mệnh chính là ta cháu trai, mọi người tùy tiện đánh. Mấy ngàn người, một người chửi một câu, vậy cũng là mấy ngàn câu nhục mạ. Bất quá, chỉ cần bọn họ cùng Lý Thiên Mệnh giữ một khoảng cách, Bạch Tử Căng liền không có quản bọn họ. Lý Thiên Mệnh, người muốn là cái nam nhân, có loại đi ra đơn đấu, không muốn nữ nhân bảo hộ. Ăn bám nhuyễn chân tôm, sợ vãi hà, ha ha, thật sợ a. À. Cái này thiểu năng trí tuệ đang sợ hãi phía dưới, còn làm bộ tại tu luyện, người nào không biết nhiên hồn kết giới bên trong linh khí mỏng manh, đều bị trưởng bối để mà duy trì nhiên hồn kết giới vận chuyển a. À. Phóng tầm mắt nhìn tới, quá tạp quá loạn, mấy ngàn người trẻ tuổi ánh mắt thiêu đốt, hung tợn nhìn lấy hắn. Lý Thiên Mệnh đã hiểu. Không dám chủ động đánh ta, đây là muốn dẫn ta xuất thủ trước. Tuy nhiên có chút phiền, nhưng Lý Thiên Mệnh cũng không có khả năng, để bọn hắn mấy ngàn người im miệng. Làm chuyện của mình ngươi, Bạch Tử Căng đi tới bên cạnh hắn, mục quang lãnh lệ nhìn lấy những người này, sau đó rút kiếm ra, trầm giọng nói, lui ra 100 mét, nếu không, ta nguyên một đám giáo huấn. Dựa vào cái gì, đây là ta Kỳ Lân cổ tộc địa. Thiếu nữ kia lời còn chưa nói hết đâu, Bạch Tử Căng đột nhiên xuất hiện, một bàn tay phiến tại hắn trên mặt. Trong lúc nhất thời, một bóng người kêu thảm một tiếng, bay ra ngoài. Ồn ào Lý Thiên Mệnh không quan hệ, đừng ầm ĩ lấy ta, toàn bộ lui ra 100 mét. Bạch Tử Căng âm thanh lạnh lùng nói. Đi, 100 mét thì 100 mét. Đúng, còn không phải tùy tiện mắng cái này thứ hèn nhát. Cái này bột mềm, liền sẽ đựng cứng rắn. Đám người tản ra rất lớn một cái vòng, nhưng vẫn là không đi, nguyên một đám còn tại nhục mạ, nhưng so sánh dưới vẫn là thanh tịnh không ít. Bạch Tử Căng nhìn lại, Lý Thiên Mệnh tựa hồ không bị ảnh hưởng, thậm chí hoàn toàn đắm chìm trong cấp độ sâu tu hành bên trong. Lấy Đông Hoàng kiếm tu luyện thiên ý. Nàng gặp Lý Thiên Mệnh Đông Hoàng kiếm đặt ở trên đùi, lấy hắc ám cánh tay chạm đến, kỳ quái là, hắn dưới chướng hắc sắc liên thai phía trên nhiên hồn kết giới thiên văn, tựa hồ cũng hội tụ tại Đông Hoàng kiếm phía trên. Sau đó, tại Lý Thiên Mệnh trên cánh tay trái nhảy chuyển. Tiểu gia hỏa này vẫn rất có bí mật, thật có thể tại nhiên hồn luyện ngục tu luyện a. Mấu chốt là, nơi này linh khí quá mỏng manh, hữu dụng không? Nàng hơi có chút hiếu kỳ, ngốc ở một bên, lấy hai tay chống lấy cái cằm, cứ như vậy nhìn lấy Lý Thiên Mệnh tu hành. Bị chửi thành dạng này, hắn cái này là hoàn toàn đắm chìm trong thiên ý lĩnh ngộ bên trong, tự động che giấu a. Huyết khí phương cương người trẻ tuổi, có thể như thế có thể chịu, thật sự là không dễ dàng. Bạch Tử Căng thưởng thức nói. Nàng làm sao biết, Lý Thiên Mệnh đã sớm ngăn cách thanh âm bên ngoài, lấy tính tình của hắn, nghe nhiều hai câu, hắn đoán chừng đều phải đánh người. Hiệu quả so trước kia thật tốt hơn nhiều. Cái cánh tay này đối các loại thần diệu thiên văn, đều có siêu tuyệt trưởng khống, phân tích năng lực, làm cho ta càng rõ ràng chạm tới, loại này thiên địa ý chí căn bản. Cạn cửa lớn màu vàng óng, nhiên hồn kết giới ảo diệu, tụ đến. Thiên văn bóp nát về sau, dung hội tại thức hải linh hồn, Đông Hoàng kiếm, phía trên, làm đến Đông Hoàng kiếm càng ngày càng lớn mạnh, đế hoàng thiên ý, càng thêm kiên cố, sắc bén. Ong ong ong, cái kia một thanh kim màu đen kiếm, tại trong thức hải, không ngừng thuế biến. Đảo mắt, ngày thứ 11, Lý Thiên Mệnh đế hoàng thiên ý, bước vào thiên ý cảnh giới tầng thứ 5. Cộng sinh dưới việc tu luyện, Thái Nhất Tháp cùng đốt hồn linh tuyến bên trong thiên địa linh khí hội tụ, tam đại linh nguyên lần nữa thuế biến, tăng lên. Lớn thứ tư lực lượng chi nguyên, Đông Hoàng vòng xoáy, đồng dạng theo tăng lên, kể từ đó, cạn cửa lớn màu vàng óng sau vòng xoáy, giống như thiếu đi như vậy một chút xíu. Tầng thứ 5 thành công. Có điều, có nhiều thời gian, đến đón lấy tiếp tục. Bế quan, cũng là bế quan. Phải nắm chắc thời gian xông vào thánh chi cảnh giới. Hướng lên trời đón thêm 100 năm. 100 năm, với ta mà nói là 10 năm, hữu hiệu thời gian tu luyện là 5 năm. Lấy hiện tại tạo hóa, 5 năm bước vào thiên chi thánh cảnh, lại đoạt 5 năm, không có vấn đề a. Vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp kẹt ở chỗ này, ngăn cản sạch hắn bất luận cái gì lười biếng tâm lý. Nhất là bây giờ, xông vào đến thiên ý tầng thứ 5 về sau, Lý Thiên Mệnh xông vào thánh chi cảnh giới, đề cao sinh mệnh tầng thứ động lực gia tăng thật lớn. Tiếp đó,
xông vào thiên ý cảnh giới tầng thứ 6. Tâm tình của hắn rất bình tĩnh, mục tiêu rất rõ ràng. Lúc này thời điểm, hắn một chút theo trong tu luyện chậm tới, quả nhiên lại nghe được, bên ngoài bốn phía vẫn là có hơn nghìn người tại vây quanh, nhục mạ. Cháu con rùa, người còn có tôn nghiêm sao? Thật sự là phục, còn tại giả vờ giả vịt tu luyện, ta là chưa thấy qua như thế mềm yếu, không biết xấu hổ như vậy người. Trang cái gì đựng, người làm sao không nằm xuống ngủ a? Đường đường Lý Mộ Dương, làm sao sinh ra cái như thế không có loại đồ chơi? Cái thanh âm này còn có chút quen thuộc. Lý Thiên Mệnh hướng bên kia nhìn thoáng qua, nguyên lai là Tần Phong, quái không phải nói hở, nguyên lai là răng không có. Ở bên cạnh hắn, còn giống như có ba cái lớn lên không sai biệt lắm người trẻ tuổi, đoán chừng là tam bào thai, mắng càng hung, hoàn toàn là đang vũ nhục. Cái này đều mắng 10 ngày, mấy ngàn người đi hơn phân nửa, còn thừa lại 1.000 người tại nhục mạ. Thật sự là nhàm chán. Lý Thiên Mệnh lần nữa đem bọn hắn che đậy, tiếp tục bình tĩnh lại suy nghĩ. Huỳnh Hỏa bọn họ thiên ý trưởng thành xác thực rất nhanh, cho nên, Lý Thiên Mệnh cho Lam Hoang an bài thần Sơn Hoàng kiếm nhiệm vụ. Trước mắt, Lý Thiên Mệnh mỗi ngày đều sẽ rút chút thời gian, cùng nó cùng một chỗ suy nghĩ. Các loại Lam Hoang đem cái này thần Sơn Hoàng kiếm suy nghĩ thấu, Lý Thiên Mệnh liền bắt đầu dung hợp thần tiêu đệ tam kiếm. Đây tuyệt đối là trong lịch sử thần kỳ nhất bế quan. Bởi vì, chỉ cần vừa mở mắt, liền có thể nhìn đến một đám người trẻ tuổi còn tại nhục mạ. Trong nháy mắt, lại là hơn 10 ngày đi qua. Lý Thiên Mệnh tại cái này nhiên hồn luyện ngục, đã bế quan tu hành tiếp gần một tháng. Thiên ý cảnh giới tầng thứ 6. Lần này đột phá đồng dạng thuận lợi, chủ yếu bắt nguồn từ hắc ám cánh tay công phá rất nhiều nan đề, để Lý Thiên Mệnh một đường thông suốt. Tăng thêm kết giới linh tuyến phía trên, đến từ kỳ lân cổ tộc những người tuổi trẻ này cung cấp thiên địa linh khí, Lý Thiên Mệnh tam đại linh nguyên, lần nữa tăng lên. Trong một tháng, liền phá hai trọng. Hắn cười, tiến độ này để hắn phi thường hài lòng. Thiên ý cảnh giới còn lại tam trọng, đến lúc đó, liền có thể trùng kích thánh chi cảnh giới. Dựa theo trước mắt tiến độ, nhiều lắm là cần 2 tháng. Nói cách khác, 3 tháng có thể hoàn thành thiên ý cảnh giới tu luyện. Coi như cái này thần đô thiên tài, tối thiểu đều phải 4-5 năm đi. Bọn họ trên cơ bản, cũng là 3 tuổi liền bắt đầu tu hành, rất nhiều năm tuổi liền đến linh nguyên cảnh, 8-9 tuổi liền đạt tới quy nhất cảnh, 12-13 tuổi thượng thiên ý. Thuận lợi, cái này thời gian nửa năm còn có 3 tháng, cần phải đầy đủ ta đột phá thánh chi cảnh giới. Lý Thiên Mệnh rất rõ ràng, chờ hắn đến thánh chi cảnh giới, cái kia lực chiến đấu của hắn, có thể cũng không phải là thánh cảnh nhất nhị trọng, chí ít tam tứ trọng. Hiện tại là Linh Nhi không tại, nếu có nàng, hiện tại ta, không dùng nhiên hồn thư, cầm xuống quân niệm thương cũng không thành vấn đề. Có điều, vẫn là muốn tu luyện thần tiêu đệ tam kiếm. Lam Hoàng đã đem thần Sơn Hoàng kiếm suy nghĩ thành công, bắt đầu tu luyện Thương Hải Hoàng kiếm, tiếp đó, thì nhìn ta. Thần tiêu đệ tam kiếm độc thuộc về Lý Thiên Mệnh, cộng sinh thú thi triển không được. Lý Thiên Mệnh gần nhất ở trên trời ý tu vi phía trên đột nhiên tăng mạnh, đối sơn thủy chi đạo cũng có rất sâu hiểu rõ. Hắn dự cảm, với hắn mà nói, hiện tại thần tiêu đệ tam kiếm, sợ rằng sẽ so với lúc trước tu hành thần tiêu đệ nhị kiếm dễ dàng. Đem thần Sơn Hoàng kiếm, dung nhập Xích Viêm Hoàng kiếm cùng Lôi Quân Hoàng kiếm hình thành thần tiêu đệ nhị kiếm bên trong. Đáng tiếc, nơi này trường hợp nhận hạn chế, hơi có chút phiền phức, hắn nhất định phải đứng lên luyện kiếm. Sau đó, Lý Thiên Mệnh ngắn ngủi kết thúc cảnh giới tu hành. Cái này đều gần một tháng. Làm hắn đứng lúc thức dậy, bất ngờ nhìn đến, trước mắt còn thừa lại hơn 200 người. Mắng gần một tháng, đây là có nhiều hận ta. Lý Thiên Mệnh có chút bó tay rồi. Không hề nghi ngờ, hiện tại còn lưu ở trước mắt, đều là lớn nhất đau người hận hắn. Ai u, đứng lên, diễn xuất diễn rất thật a, thật coi chính mình bế quan một tháng. Một trận cười vang truyền đến. Lý Thiên Mệnh lãnh đạm nhìn lấy những người này liếc một chút. Ánh mắt vẫn rất hung, sẽ không phải đến đánh ta đi, ta thật là sợ a. Sợ cái gì đâu, cái này bột mềm tới, ngươi còn không có động thủ, hắn chỉ sợ phải đem cái mông. Mân mê đến, đưa đến trước mặt ngươi. Cái này chanh chua mỉa mai thanh âm, đến từ Tần Phong bên người cái kia 3 người trẻ tuổi. Bọn họ 3 vị đúng là tam bào thai, tướng mạo rất tương tự, phân biệt tên là Tần Đỉnh, Tần Nguyên cùng Tần Minh, đều là Tần Phong anh họ. Mà bọn họ, cũng là Mạc Gia Tông Phủ Kỳ Lân Vương, Tần Định Thiên, 3 cái dòng chính tằng tôn.
Bọn họ tại Mạc Gia Tông phủ địa vị, thuộc về thượng tầng, so trung tầng Tần Phong cao hơn. Cho nên, hiện tại rất nhiều người đều đứng tại phía sau bọn họ, lấy bọn họ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Luyện kiếm. Lý Thiên Mệnh trong lòng hỏa nhiệt, hắn đối thần tiêu đệ tam kiếm có không ít ý nghĩ. Nhưng ý nghĩ này chớp mắt là qua, hắn muốn trước thừa thế xông lên, đem cái này thần tiêu đệ tam kiếm thông hiểu đạo lý. Lôi hỏa chi lực, đều là lực bộc phát, dung hội thương sơn nguy nga cẩn trọng, kiếm thế quả thực có thể gấp bội, thương sơn chi lực chèo chống lôi hỏa chi lực, cũng có thể càng mạnh. Lấy đồi núi làm nền, lôi hỏa là lớn, hỗ trợ lẫn nhau, thần tiêu đệ tam kiếm uy lực mới càng lớn. Hắn tay cầm đông hoàng kiếm, bắt đầu ở nhiên hồn kết giới phía trên, diễn luyện kiếm chiêu. Lý Thiên Mệnh, người còn tại giả vờ giả vịt làm cái gì? Tần phủ tam huynh đệ lão đại, Tần Đỉnh, suy cười một tiếng, mặt mũi tràn đầy vẻ khinh bỉ. Thật sự là phục, người này trong đống rác lớn lên sao? Chẳng có một chút gan dạ, Tần Nguyên lắc đầu thở dài. Hai vị ca ca, loại này không cần mặt mũi người, là không có tôn nghiêm, các ngươi nghe ta tốt. Lão tam Tần Minh dài đến càng thanh tú một số, rất có phong lưu danh tiếng khí. Trước mắt bao người, Tần Minh liếc xa xa Lý Thiên Mệnh, cao giọng cười một tiếng, nói. Lý Thiên Mệnh, đừng đóng kịch, còn nghe ta nói một chút ta tối hôm qua cùng lão nương ngươi xuân tiêu sự tình, lại nói lão nương ngươi phong vận vẫn còn, eo nhỏ khí lực 10 phần, làm cho tiểu gia đó là muốn ngừng mà không được a. Ha ha! Trong lúc nhất thời, còn lại cái này hơn 100 người đều phình bụng cười to. Tiếng cười kia trực tiếp kinh động đến rất nhiều người. Vẫn là tam đệ biết nói chuyện, ngươi lại cẩn thận miêu tả thôi, chúng ta rửa tai lắng nghe. Tần Đỉnh thoải mái cười to nói. Các vị nghe cho kỹ hà a. Tần Minh gây nên mọi người vui cười, chính là đắc ý thời điểm. Bỗng nhiên, cái kia đang luyện kiếm Lý Thiên Mệnh, đột nhiên ra tốc, như một đạo màu đen huyễn ảnh, trong nháy mắt vọt tới Tần Minh trước mắt. Hắn động thủ, ngăn lại. Kỳ lân cổ tộc mừng rỡ, cái này đều mắng một tháng, có thể tính đem Lý Thiên Mệnh ép ra ngoài. Trong một chớp mắt, hưng phấn vô cùng. Bao quát cái kia Tần gia tam huynh đệ, đều cho thấy vẻ mừng như điên. Tần Minh một bên triệu hoán chính mình cộng sinh thú, một bên tiếp tục miêu tả, đầu tiên ngay từ đầu, mẹ hắn cùng ta uống ít rượu, bầu không khí kiểu diễm. Tại hắn lúc nói chuyện, hắn cộng sinh thú, Hắc Kim Thánh Kỳ Lân, xuất hiện tại hắn trước mắt, chặn Lý Thiên Mệnh đường đi. Tần Minh tuy nhiên đến từ Mặc Kỳ Lân tộc, nhưng hắn cộng sinh thú chính là thuộc hệ kim loại, bây giờ tiến hóa đến cấp 5 thánh thú trình độ, cảnh giới là thiên ý cảnh giới tầng thứ 9. Cái này Hắc Kim Thánh Kỳ Lân, kế thừa kim thuộc tính cộng sinh thú truyền thống, cả người giống như là màu đen kim loại đúc thành, thân thể phá lệ to lớn, kiên cường vô cùng, toàn thân đao thương bất nhập, móng vuốt hàm răng đều là binh khí, thậm chí ngay cả cái đuôi, đều dài hơn đầy màu đen gai nhọn, giống như là một cái lang nha bổng. Xem xét thì vô cùng am hiểu cận chiến. Ngăn lại hắn, để cho ta đem chi tiết nói xong. Tần Minh tiếng phóng đãng cười một tiếng, nhưng ánh mắt phá lệ dữ tợn, nhiều năm phẫn nộ dần xuống đáy lòng, rốt cục, có thể trả thù. Bất quá, Lý Thiên Mệnh tốc độ nhanh đến để hắn nhíu mày. Ngay tại Hắc Kim Thánh Kỳ Lân vừa xuất hiện trong nháy mắt, Lý Thiên Mệnh liền đã giết tới trước mắt của hắn. Tần Minh nhìn đến, ánh mắt của hắn, lạnh lùng giống như tử thần. Thời khắc này Tần Minh, hoàn toàn không có ý thức được, hắn cái này mới là nhục mạ phương pháp, đã chọc tổ ong vỏ vẽ, chạm nghịch lân. Ầm ầm. Tiếp theo trong nháy mắt, một đầu gánh vác đồi núi to lớn hai đầu thần long, theo Lý Thiên Mệnh trên thân đánh sâu vào đi ra. Hắn đi ra giây phút đầu tiên, cái kia hai cái to lớn đầu rồng, thì hướng về phía Hắc Kim Thánh Kỳ Lân gào thét. Đây là, Hồng Mông âm ba. Cái này sóng âm ngưng kết thành một chùm, tựa như là quang mang một dạng. Làm Hắc Kim Thánh Kỳ Lân cản lúc đi ra, trực tiếp đụng vào hắn trên thân. Ngao! Cái kia Hắc Kim Thánh Kỳ Lân bị Hồng Mông âm ba trùng kích, đó là hắn toàn thân sắt thép cũng đỡ không nổi lực sát thương, trực tiếp đau đến nó cúi đầu kêu thảm. Tiếp theo trong nháy mắt, Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long vậy đối phương gấp ba trở lên thân thể, hình dáng như thế lực bá chủ, cứ như vậy trực tiếp đâm vào cái kia Hắc Kim Thánh Kỳ Lân trên thân. Oanh! Hắc Kim Thánh Kỳ Lân bị trực tiếp đụng bay ra ngoài. Nó còn không có đứng lên đâu, cổ liền bị hai cái đầu rồng cắn, trực tiếp áp tại dưới thân, sau đó, hắn cái đuôi to lớn lưu tinh chùy trực tiếp nện ở hắn trên đầu. Loảng xoảng, một tiếng sắt thép tiếng ma sát, Hắc Kim Thánh Kỳ Lân trực tiếp đầu bạo huyết. Dạng này quy mô đập vào, để thật nhiều người đều mộng,
vội vàng tản ra. Tần Minh cũng là tại khẩn cấp ở giữa né tránh, bằng không hắn chả đến làm cho hai đầu cự thú áp tại dưới thân. Đây là cái gì cộng sinh thú? Tần Minh kinh hô một tiếng, tiếp theo trong nháy mắt, mới là nguy hiểm chí mạng. Đột nhiên quay đầu nháy mắt, một cái thiếu niên tóc trắng, đã giết tới trước mắt của hắn. Đinh! Lý Thiên Mệnh một kiếm đánh xuống, đây là thần Sơn Hoàng Kiếm, chính là trọng lượng hung mãnh nhất một kiếm, cái này nhiên hồn kết giới phía trên không có đổi núi đất đai, cho nên uy lực kém một chút. Không biết tự lượng sức mình, Tần Minh vội vàng xuất ra binh khí, đó là một cái hắc kim sắc chiến kích, sau đó trực tiếp thi triển thiên ý chiến quyết đón đỡ. Làm! Phốc! Thần Sơn Hoàng Kiếm lực lượng kinh khủng kia, để Tần Minh trực tiếp quỳ gối nhiên hồn kết giới phía trên, trong tay chiến kích, bị Đông Hoàng Kiếm trực tiếp chém thành hai khúc. A! À, giờ khắc này, Tần Minh ngây dại. Tần Phong nói qua, Lý Thiên Mệnh thực lực đoán chừng là thiên ý cảnh giới tầng thứ 8, nhưng lấy cộng sinh thú nhiều chiếm cứ tiện nghi. Mà hắn Tần Minh 18 tuổi, thiên ý tầng thứ 9, so Đông Hoàng cảnh cùng tuổi Nguyệt Linh Lang, trực tiếp cao hơn lục trọng cảnh giới. Hắn muốn đi Đông Hoàng cảnh, tạo thành oanh động có thể so sánh Vân Chăn Chăn cao hơn, tại Kỳ Lân cổ tộc, Tần Minh địa vị trí ít cao hơn Vân Chăn Chăn một mảng lớn a. Nhưng bây giờ, hắn bị một kiếm chân áp, binh khí đều gãy mất. Càng khó chịu hơn, càng đáng sợ chính là, Lý Thiên Mệnh đệ nhị kiếm càng hung mãnh. Đại ca, nhị ca cứu ta, Tần Minh trong nháy mắt tê cả da đầu, bởi vì Lý Thiên Mệnh ánh mắt, thật hù đến hắn. Một cái diễn xuất một tháng, bị nhục mạ đều không hoàn thủ bột mềm, hắn làm sao có thể hung mãnh như vậy. Bọn họ căn bản không biết, Lý Thiên Mệnh lúc tu luyện, xác thực không nghe bọn hắn nhục mạ. Bằng không, sớm bạo phát. Thời khắc này Lý Thiên Mệnh, đột nhiên giết tới Tần Minh trước mắt. Tần Đỉnh cùng Tần Nguyên đã sớm đuổi theo tới. Bất quá, ngay tại cái này đất đèn hỏa quang ở giữa, một đầu hỏa diễm con gà con cùng một cái tiểu mèo đen ngăn cản tại bọn họ trước mắt. Bọn họ hung mãnh công kích cùng thái cực hồng mông quỳ long không sai biệt lắm. Huỳnh hỏa lấy luyện ngục hỏa ảnh, trực tiếp bốn kiếm nghịch thần kiếm ý, giết đến Tần Đỉnh liên tục lùi lại. Làm hắn khẩn cấp dẫn xuất cộng sinh thú thời điểm, kỳ thật đã chậm. Tần Đỉnh, Tần Nguyên bất ngờ nhìn đến, Lý Thiên Mệnh một kiếm phía dưới, Tần Minh đập xuống đất, đầu phún huyết. Nhanh cứu ta, Tần Minh đứng lên, sắc mặt trắng bệch. Phốc phốc, mới nói được chữ thứ ba, cẩn trọng thô to Đông Hoàng Kiếm, trực tiếp đâm vào trong miệng của hắn. Trong một chớp mắt, máu thịt be bét. Ô ô, một khắc này, Tần Minh đau đến nước mắt đều chảy ra. Lại cho ta miêu tả một chút, Lý Thiên Mệnh bóp lấy cổ của hắn, hắc ám cánh tay nhất quyền trực tiếp đánh ở trên lồng ngực của hắn. Trực tiếp lõm. Phốc. Tần Minh sắc mặt nhăn nhó, sắc mặt đỏ lên, giống như là một cái tôm luộc một dạng, mềm tại trên tay của hắn, tiếng kêu rên liên hồi. Cứu, cứu. Ba. Ta để ngươi nói thêm câu nữa. Lý Thiên Mệnh cái kia hắc ám cánh tay trực tiếp che ở mặt của hắn, một ba dưới lòng bàn tay, Tần Minh lần nữa kêu thảm. Hắn là một chữ đều nói không ra miệng. Lần sau nói chuyện, cho ta chú ý một chút. Lý Thiên Mệnh đem đập xuống đất, trong tay Đông Hoàng Kiếm đánh xuống, đem Tần Minh một đầu tay cho đánh bay ra ngoài. A, à, thảm hại hơn gọi tiếng, vang vọng đất trời. Ta không biết ngươi là ai, càng không biết ngươi là thân phận gì. Hôm nay cho ngươi một cơ hội, lần nữa để cho ta nghe được loại lời này, cũng không phải là một đầu tay, là đầu óc của ngươi. Lý Thiên Mệnh quất ra Đông Hoàng Kiếm. Một chân đem khóc giống gào thảm Tần Minh cho đá bay ra ngoài, đập thật lớn một đám người. Sau một khắc, hắn quay đầu, trực tiếp đối mặt nổi giận Tần Đỉnh cùng Tần Nguyên. Ngươi muốn chết. Bọn họ đã thấy Tần Minh thảm trạng, thì chậm một bước, thì hoàn toàn không có bắt kịp, hiện tại hai người lửa giận ngập trời. Trên tay bọn họ, một người cầm đao, một người cầm kiếm, đều là 20 điều thánh thiên văn thánh thú binh. Tại phía sau bọn họ, một đầu trên lưng có 5 cái nhô ra, ngũ phong thần sơn kỳ lân, đang cùng huỳnh hỏa giết đến khó phân thắng bại. Một đầu khác cấp 5 thánh thú, bạo phong hải kỳ lân, cũng cùng đế ma hỗn độn trạng thái miêu miêu trùng sát cùng một chỗ. Bọn này ăn no dỗi việc lấy không có chuyện làm thiểu năng trí tuệ, sớm bảo Lý Thiên Mệnh một bụng tức giận, ngược Tần Minh một trận hắn còn chưa đủ thoải mái. Hắn biết hai vị này cũng là thiên ý cảnh giới tầng thứ 9. Biết bọn họ đặt ở Đông Hoàng cảnh cái kia chính là khiến người ta run rẩy tuyệt thế thiên tài. Nhưng bây giờ, trong mắt hắn thì là một đám con rán. Hai người bọn họ còn muốn giận chửi một câu, Lý Thiên Mệnh trực tiếp giết tới bọn họ trước mắt. Giết hắn.
những người khác đừng đến, chúng ta Tần gia đến xong. Bọn họ ngược lại là tự tin, còn sợ những người khác tới, đoạt bọn họ cơ hội báo thù. Tần Đỉnh tay nắm một thanh đại đao, thi triển ngũ phong đao kinh, mà cái kia Tần Nguyên theo mặt bên đánh tới, thi triển vừa học được thánh cảnh chiến quyết, biển chúng 18 chỗ kiếm. Liên tục 18 kiếm, kiếm kiếm biển cả lăn lộn, phút chốc chí mạng. Lý Thiên Mệnh lấy một địch hai, kịch liệt va chạm. Những người khác vốn đang muốn động thủ, nhưng để Tần Đỉnh kiểu nói này, tạm thời dừng lại động tác. Bọn họ nhìn đến cái kia Bạch Tử Căng thì ở bên người, muốn là vây công, nàng rất có thể mang đi Lý Thiên Mệnh. Tốc chiến tốc thắng, rất nhiều người la lên. Loảng xoảng. Vừa dứt lời dưới, tại Lý Thiên Mệnh thô bạo thủ đoạn cùng thiên ý cảnh giới tầng thứ 6 lực lượng phía dưới, Tần Nguyên kiếm vậy mà gãy mất. Cái gì? Tần Nguyên khẽ giật mình. Phốc phốc. Lý Thiên Mệnh lấy Lôi Quân Hoàng kiếm lần nữa đánh tới, cái kia Tần Nguyên chỉ có thể dùng cánh tay ngăn cản. Còn không có ngăn trở, một đầu tay bay ra ngoài. A, Tần Nguyên sắc mặt thảm biến. Ngươi cũng ngậm miệng lại. Lý Thiên Mệnh một chân đá vào trên mặt của hắn, trực tiếp đá ra một cái dấu chân, Tần Nguyên rên lên một tiếng, trực tiếp nện trong đám người. Hắn tại chỗ ngã xuống đất co rút kêu đau, người đều không có đứng lên. Sau một khắc, Lý Thiên Mệnh quay người, lấy hắc ám cánh tay chặn Tần Đỉnh chí mạng một đao. Một đao kia tại cánh tay kia phía trên kéo kéo ra khỏi chướng mắt sao hỏa, kim loại tiếng ma sát đâm vào người lỗ tai run lên. Cái gì, Tần Đỉnh chấn kinh, dựa vào cái gì tay của hắn, thì có thể ngăn cản kiếm, mà bọn họ trực tiếp tay gãy. Không có gì, người quá yếu. Lý Thiên Mệnh lui lại 10 mét, đột nhiên vọt tới trước. Thần Tiêu Đệ nhị kiếm. Lôi hỏa phong bạo, kiếm khí mãnh liệt, một kiếm lập lòe ngọn lửa này cùng lôi đình, uy lực nổ tung. Tần Đỉnh kiên trì tới, căn bản ngăn không được hung hãn Lý Thiên Mệnh, Thần Tiêu Đệ nhị kiếm phía dưới, chẳng những đao phi, một đầu tay cũng mất. Ngươi cũng nhớ kỹ, lần sau đoạn chính là đầu. Loảng xoảng. Lý Thiên Mệnh một tay đè chặt đầu óc của hắn, trực tiếp nện ở nhiên hồn kết giới phía trên. Ầm. Tần Đỉnh đầu thật cao bắn lên, hai mắt trợn trắng, tại chỗ ngất đi. Trận này đối chiến thời gian, có thể nói rất ngắn, không đến 10 hơi. Rất nhiều người còn đang suy nghĩ, muốn hay không cũng tới đi trợ giúp Tần gia cái này tam huynh đệ, kết quả, thắng bại đã rốt cuộc. Ba người, ba cái cánh tay, không có. Nhất là Tần Minh, trong mồm tất cả đều là huyết, muốn nói một chữ cũng khó khăn. Về phần bọn hắn cộng sinh thú, cũng né tránh không được bị nghiền ép vận mệnh, toàn bộ hành trình đều là một đối một, nhưng là hiện tại, ba đầu kỳ lân thánh thú, hấp hối. Huỳnh hỏa đối thủ bị đuổi được tới chỗ chạy trốn. Miêu miêu đối thủ bị điện giật đến miệng sùi bọt mép. Đến mức Lam Hoàng đối thủ Hắc Kim Thánh Kỳ Lân, hiện tại sắp bị đè ép. Giờ khắc này, nhiên hồn luyện ngục hoàn toàn tĩnh mịch. Trong yên tĩnh, Kỳ Lân cổ tộc người trẻ tuổi từng cái sắc mặt khó coi, bắt đầu nghị luận. Lý Thiên Mệnh không phải tại Đông Hoàng cảnh lớn lên à? Đúng vậy à, Tần Phong nói qua, hắn là thiên ý tầng thứ 8. Cái gì thiên ý tầng thứ 8, có thể cường thành dạng này? Tần Phong đi nơi nào? Tần Phong, Tần Phong. Mọi người tìm người đâu, kết quả không có tìm được, đoán chừng Tần Phong trực tiếp nhanh như chớp liền chạy. Nói thật, còn lại cái này hơn trăm người người vây xem, Tần Đỉnh tam huynh đệ đã là mạnh nhất. Còn lại thánh chi cảnh giới đệ tử, không có khả năng ở chỗ này mắng trên một tháng, cho nên, khi thấy bọn họ tam huynh đệ thảm trạng về sau, trong lúc nhất thời, vậy mà không ai dám tiến lên đây. Tại bọn họ đờ đẫn trong ánh mắt. Lý Thiên Mệnh nhìn chung quanh một vòng, nói, các ngươi cứ việc mắng, ta đều sẽ nhớ, chỉ cần ta nhớ kỹ, mặc kệ sớm muộn, đều là loại kết cục này. Trong vòng nửa năm, ta muốn đánh khắp ngươi Kỳ Lân cổ tộc chỗ có người tuổi trẻ. Tiếp đó, nguyên một đám xếp hàng. Ta không sẽ giết ngươi nhóm, nhưng là, cũng nhất định sẽ vì mình miệng tiện trả giá đắt. Cứ như vậy, khó chịu liền tiếp tục mắng. Dù sao hắn nghĩ kỹ, mặc cho bọn họ tùy tiện mắng. Hiện tại có thể đánh được, lập tức liền đánh, tại chỗ báo thù. Hiện tại đánh không lại, vậy liền nhịn một chút. Đại trượng phu có được giãn được, Lý Vô Địch đều có thể nhẫn nại 14 năm, mà chính mình nhiều lắm là cũng ngay ở chỗ này 5 tháng. Có cái gì không thể nhịn nhịn, không thể chờ đợi. Hắn nét mặt bây giờ thực sự hung hãn, không có Khương Phi Linh tại, kỳ thật hắn sẽ càng thêm hung lệ. Dù sao, Linh Nhi là cái mỹ hảo cô nương. Lý Thiên Mệnh tổng không muốn để cho nàng,
nhìn đến chính mình tối tăm hung ác một mặt. Mà bây giờ, hắn cái gì cũng không sợ. Tại hắn dạng này cảnh cáo phía dưới, cái này hơn trăm người vậy mà không người nào dám nói chuyện. Cùng tiến lên a, có người đứng ở phía sau giớn cổ lên nói. Siêu. Lý Thiên Mệnh trong nháy mắt đi lên, đánh vỡ đám người, nhất quyền đánh vào người kia trên bụng. A. Người trẻ tuổi kia ngã trên mặt đất, ôm bụng, mặt đều nhanh chật thành mắc gồ. Chả hết sao? Không, không lên. Ta là bột mềm sao? Không phải, không phải. Biết liền tốt. Lý Thiên Mệnh trong đám người đi ra. Cứ như vậy, mọi người tuy nhiên nhiều người, nhưng thiên ý tầng thứ 9 chỉ còn lại có 2 cái. Rất nhiều người trực tiếp chạy, đoán chừng là đi gọi người. Chậm chế ta tu luyện thần tiêu đệ tam kiếm. Lý Thiên Mệnh nộ khí còn tại trong cổ họng đây. Nói thật, hắn đối Lý Mộ Dương còn không có gì ấn tượng, tâm lý chỉ có một ít mơ hồ cảm tình. Nhưng là, Vệ Tịnh là hắn đời này người trọng yếu nhất, là mệnh của hắn. Hắn không cho phép Vệ Tịnh bị nửa câu nhục nhã. Hôm nay muốn không phải khống chế một chút, hắn sớm đem Tần Minh chém chết. 20 năm dưỡng dục, làm bạn, theo Bi Bô Tập nói đến suốt ngoại lịch luyện, Vệ Tịnh đỉnh lấy tiểu mệnh kiếp, đem hắn một đứa con nít nuôi lớn. Mấy tháng lớn hài tử, đủ để cho người mệt ngã, có thể nàng một người đều chống nổi tới. Người nào nói tất cỏ tâm, báo đến 3 tháng mặt trời mùa xuân. Nếu như không là đối phương quá phận, hắn thật không muốn cùng Kỳ Lân cổ tộc náo thành như thế nào, dù sao chung quy tới nói, Lý Mộ Dương đối bọn hắn hổ thẹn. Có điều, cái này áy náy cũng không phải ta áy náy, ta mới không tiếp nhận. Tim của hắn một lần nữa yên tĩnh trở lại. Tiếp tục tu hành. Không tiếp tục cường đại lên, tại cái này Kỳ Lân cổ tộc, căn bản thủ không được tôn nghiêm của mình. Hôm nay chỉ là ít người, khi bọn hắn nghe nói nhục mạ mẫu thân hắn, có thể ép hắn xuất thủ. Đoán chừng, đến đón lấy khiêu khích người, sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Nghe rất buồn cười. Bọn họ đem Lý Mộ Dương hòa Lý Thiên Mệnh, nhục mạ 10 triệu câu, Lý Thiên Mệnh đều chẳng muốn nghe, nhưng là, chỉ cần nói Vệ Tịnh một câu, Lý Thiên Mệnh lập tức liền trúng tuyển chiêu. Đối với việc này, Lý Thiên Mệnh không để ý tới chí. Rất hiển nhiên, cái này hơn trăm người đã tản ra, rõ ràng là đi tìm người. Lý Thiên Mệnh đi trở về, đối diện là một cái phong tình vô hạn lại lãnh nhược băng xương nữ tử. Nàng là Bạch Tử Căng. Nàng ánh mắt biến ảo, tâm tình hết sức kinh ngạc. Hắn quả nhiên thật tại mạnh lên, nơi này linh khí mỏng manh, người bình thường không tu luyện được. Cho nên, có thể là Đông Hoàng kiếm thái nhất tháp cho hắn tu luyện tư bản. Nói thật, một cái Đông Hoàng cảnh đi ra thiếu niên, có thể trực tiếp nghiền ép 3 cái thiên ý cảnh giới tầng thứ 9, đánh đến bọn hắn kém chút quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, bản lãnh này coi như không tệ. Đủ để cho nàng, lau mắt mà nhìn. Ở tại trong ánh mắt, Lý Thiên Mệnh có không giống nhau sắc thái. Nàng một mực còn tưởng rằng hắn rất, ngoan, đâu, vừa mới không nói hai lời trực tiếp chém người, nói đến rất bắn nổ. Nghĩ tới đây, Bạch Tử Căng nói. Lý Thiên Mệnh, người đừng quá làm loạn a, tốt nhất đừng giết người, không phải vậy ta cũng nhìn không được. Lý Thiên Mệnh gật đầu nói, Bạch Tỷ Tỷ yên tâm, không sẽ lại có lần tiếp theo. Như vậy cũng tốt. Đúng vào lúc này, Lý Thiên Mệnh trong đám người, chợt nhìn thấy một cái người quen Vân Chăn Chăn. Nàng cũng đụng phải Lý Thiên Mệnh ánh mắt. Vân Chăn Chăn trong nháy mắt liền chạy. Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, trực tiếp đuổi theo. Ai, ngươi chuyện gì xảy ra? Bạch Tử Căng dở khóc dở cười, vừa nói sẽ không có lần nữa đâu, lập tức đi ngay truy người. Tại nàng trong tầm mắt, Lý Thiên Mệnh đơn thương độc mã, va nát đám người, lấy tương đương tấn mãnh tốc độ, đuổi kịp Vân Chăn Chăn. Đừng động ta, Vân Chăn Chăn đột nhiên quay đầu. Nàng ngay lập tức đem chính mình cộng sinh thú dẫn đi ra. Đó là một đầu lôi điện kỳ lân, toàn thân quấn quanh thô to tia chớp, toàn thân tử sắc, 10 phần lộng lẫy, nhất là trên đầu, lại có một cái uốn lượn, hình tựa như tia chớp sừng nhọn. Đây là cấp 5 thánh thú, điện giác lôi kỳ lân. Cái kia điện giác lôi kỳ lân tia chớp sừng bên trên quấn quanh lấy tia chớp, trong nháy mắt bổ về phía Lý Thiên Mệnh. Xì xì xì. Lý Thiên Mệnh theo tia chớp bên trong vọt tới, cái kia tia chớp chính là thần thông, đối Lý Thiên Mệnh thương tổn vô cùng có hạn. Hắn đột nhiên xuất hiện tại cái kia điện giác lôi kỳ lân trước mắt. Cút! Hắn Đông Hoàng kiếm trực tiếp phách lên đi, thần sơn hoàng kiếm uy lực bạo phát. Điện giác lôi kỳ lân bị hắn một kiếm bổ đến máu me khắp người, kêu đau bỏ chạy. Vân Chăn Chăn thấy thế,
theo tu di giới chỉ xuất ra một cái xiềng xích, cái kia trên xiềng xích điện quang quấn quanh, tia chớp cực kỳ mãnh liệt, Lý Thiên Mệnh trực tiếp nhìn đến, trên đó có 30 đầu thánh thiên văn. Lấy Vân Chăn Chăn thân phận, bình thường tới nói, sẽ không có binh khí tốt như vậy. Tại Diễm Đô thời điểm, Lý Thiên Mệnh gặp qua nàng tia chớp xiềng xích, rất hiển nhiên, không phải nàng hiện tại trong tay loại này. Binh khí này, là dựa vào ta được đến a? Lý Thiên Mệnh cười lạnh nói. Ngươi đánh giám. Vân Chăn Chăn lấy thiên ý cảnh giới tầng thứ 9 thực lực, thi triển cái kia lôi đình hung mãnh màu xanh lam xiềng xích hướng về Lý Thiên Mệnh rút tới. Cùng lúc đó, vừa bỏ chạy điện giác lôi kỳ lân, lần nữa gào thét mà đến, thần thông bạo phát, khắp thiên đều muốn là lôi đình. Thì trong chớp mắt này, Lý Thiên Mệnh trước mắt, xông ra ba đầu để người tuyệt vọng cộng sinh thú. Bọn họ vừa mới hiện thân, liền đem điện giác lôi kỳ lân phốc xuống dưới. Đánh nó, Huỳnh Hỏa hét lớn. Không ra thời gian ba cái hô hấp, điện giác lôi kỳ lân miệng sùi bọt mép, bị đánh toàn thân nhuốm máu. Cái này, cũng là ba đời ngự thú sư khả năng chỗ, mỗi lần chiến đấu, đều là vây công. Vân Chăn Chăn nhìn đến sắc mặt nhăn nhó. Đến phiên ngươi, Lý Thiên Mệnh một kiếm giết ra, cái kia thần tiêu đệ nhị kiếm bẻ gãy nghiền nát, kiếm khí gào thét, lôi đình cùng hỏa diễm dây dưa bạo phát, đông hoàng kiếm quấn quanh lấy lôi đình cùng địa ngục lửa, trong nháy mắt bổ xuống. Vân Chăn Chăn kiến thức bản lãnh của hắn, hữu tâm vô lực. Loảng xoảng, binh khí của nàng bị đánh bay, Lý Thiên Mệnh một kiếm đâm vào hắn nơi ngực, trong nháy mắt phun huyết. Vân Chăn Chăn sắc mặt trắng bệch, ngã trên mặt đất. Còn không có ngã xuống đất, nàng liền bị Lý Thiên Mệnh nhấc lên. Muốn không phải ngươi, ta cũng không cần đến cái chỗ chết tiệt này, đều là ngươi làm chuyện tốt, ta đánh ngươi một chầu không quá phận a. Lý Thiên Mệnh nói. Không quá phận. Vân Chăn Chăn cúi đầu xuống. 3. Lý Thiên Mệnh một bàn tay che ở đầu của nàng phía trên, Vân Chăn Chăn kêu đau một tiếng, lần nữa quỳ trên mặt đất, cả người đã đầu váng mắt hoa. Binh khí này kêu cái gì, ta nhìn chúng. Lý Thiên Mệnh bắt được cái kia có 30 đầu thánh thiên văn lam sắc thiểm điện xiềng xích hỏi. Xúc tu cảm giác, phía trên này lôi đình vô cùng hung mãnh. Điện ma cửu tiết liên, 30 đầu thánh thiên văn. Linh quặng chủ thể là điện ma nguyên thạch, linh tai là cửu kiếp lam điện. Vân Chăn Chăn nước mắt chảy ngang nói. Ngươi còn không bỏ được, không có ta ngươi có thể có loại binh khí này, ta có thể tới ngươi đi. Lý Thiên Mệnh có thể nghĩ khí, lại cho một bàn tay. Vân Chăn Chăn sắc mặt sưng đỏ đụng tại trên mặt đất, trực tiếp khóc. Lý Thiên Mệnh đem Huỳnh Hỏa bọn họ cho hô trở về. Vân Chăn Chăn cái này giọng điệu ra, còn có thể có thu hoạch, tâm lý cuối cùng thoải mái nhanh. Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy, ngươi vậy mà có thể tại nhiên hồn luyện ngục tu luyện. Thế nhưng cũng nhanh không đến loại trình độ này đi, Vân Chăn Chăn ánh mắt run rẩy nói. Một tháng trước, Lý Thiên Mệnh dựa vào nhiên hồn thư đánh bại quân Niệm Thương, thời điểm đó thực lực chân thật, còn không phải Vân Chăn Chăn đối thủ. Mà bây giờ, nàng bị nghiền ép. Đây hết thảy chỉ có thể nói rõ, Lý Thiên Mệnh đang nhanh chóng tiến bộ bên trong. Ngươi nói đúng, ta là tại tu luyện, nhưng vô dụng. Chỉ có ngươi chính mình tin tưởng, bọn họ đều không cho rằng như vậy. Cho nên, thời gian của ta rất quý giá, ngươi lần sau cút xa một chút, đừng để ta gặp ngươi tức giận, lại đánh ngươi một lần. Lan! Vân Chăn Chăn đứng lên, hốt hoảng rời đi, tê cả ra đầu. Dạng này tu luyện tốc độ, kỳ lân cổ tộc nhiều người trẻ tuổi thiên tài, thậm chí thái thượng hậu nhân, nhưng, có thể giáo huấn hắn người, càng ngày càng ít. Thượng tầng nhiên hồn kết giới là người tuổi trẻ địa bàn. Nói cách khác, tiếp tục như vậy, rất có thể, Lý Thiên Mệnh muốn độc bá nơi này. Nghĩ đến đây, sắc mặt nàng càng khó coi hơn, vừa tới tay binh khí trực tiếp mất đi, cùng mất mạng giống như. Vân Chăn Chăn, bỗng nhiên nơi xa có người gọi nàng. Nàng ngốc trệ nhìn sang. Nguyệt Kỳ Lân tộc có người hô ngươi đi qua. Ai vậy? Vân Chăn Chăn nhẫn thụ lấy thương thế hỏi. Có thể giúp ngươi báo thù, cầm lại điện ma cửu tiết liên người. Sướng rồi sao, Lý Thiên Mệnh trở về thời điểm, Bạch Tử Căng khoanh tay, lạnh lùng nhìn lấy hắn. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lên, tâm lý ngọa tào một tiếng, dù sao, cái tư thế này sẽ có vẻ thiên văn kết giới nhất là hùng vĩ, quả thực miêu tả sinh động. Không được, Linh Nhi không tại, ta càng phải thuần khiết. Hắn vội vàng quay đầu, nói, Bạch Tỷ Tỷ, người này cũng là thông báo kỳ lân cổ tộc, để cho ta bị bắt được cái này nhiên hồn luyện ngục người tới. Không đánh nàng một trận trong lòng ta khó chịu. Tốt ha, lần sau vẫn là muốn thu liễm một chút,
an an tĩnh tĩnh qua hết nửa năm này, không cho phép quấy rối. Bạch Tử Căng sắc mặt lúc này mới nới lỏng. Không có vấn đề, ta đề điều, quả thực khiến người ta giận sôi. Lý Thiên Mệnh nói. Thằng nhóc láo cá, Bạch Tử Căng không phải cái thích người cười, nhưng vẫn là để hắn đùa một chút, nhếch miệng lên một chút biên độ, cười đến vẫn rất rung động lòng người. Đầu của ta không trơn, Lý Thiên Mệnh nghiêm túc nói. Nôn điểm ngụm nước thì trượt, Huỳnh Hỏa cười hắc hắc nói. Im miệng, ta là tu luyện chi nhân, không muốn cùng ta giảng những thứ này lung ta lung tung. Lý Thiên Mệnh quát mắng một trận Huỳnh Hỏa. Tiếp đó, mục tiêu của hắn vẫn là thần tiêu đệ tam kiếm. Hôm nay sử dụng mấy lần thần Sơn Hoàng kiếm, hắn đã dần dần có điều tâm đắc. Thiên Mệnh, mẹ ngươi đối ngươi rất trọng yếu sao? Bạch Tử Căng đột nhiên hỏi. Nàng rõ ràng nhớ đến, hắn là tại đối phương nhục nhã mẫu thân thời điểm, trực tiếp giết tới, tại chỗ thì đâm nát Tần Minh miệng. Đúng thế. Ngươi vẫn là con có hiếu a, xem ra mẹ ngươi đối ngươi rất tốt. Bạch Tử Căng nói, vốn là nàng vẫn rất xem thường cái này, tiểu tam, bất quá bây giờ giống như đổi cái nhìn. Đó là tự nhiên, nàng là trên thế giới, vĩ đại nhất người. Lý Thiên Mệnh nói, vậy dạng này đi, ta cho ngươi một cái thiên văn kết giới, ngươi có thể luyện kiếm, ngăn cách bọn họ nhục mạ, cũng không cần nhìn đến bọn họ. Bạch Tử Căng nói, cảm ơn Bạch tỷ tỷ. Nói thật, nhiều người như vậy lão ở bên cạnh kêu gào, nghe được cũng phiền. Đến đón lấy, một cái đen tuyền thiên văn kết giới, đem Lý Thiên Mệnh vây quanh ở trong đó, hoàn toàn ngăn cách thanh âm cùng ánh mắt. Bạch tỷ tỷ, ngươi không đi ra, Lý Thiên Mệnh nhìn nàng còn tại phía sau mình đây. Đương nhiên không đi ra, ta cũng lười xem bọn hắn. Bạch Tử Căng thản nhiên nói, ngươi luyện ngươi thần tiêu kiếm quyết, ta xem một chút. Được. Cộng sinh không gian bên trong. Tiện nhân Lý Thiên Mệnh, mau thả bản mèo ra ngoài, ta muốn cực phẩm tọa kỵ. Đây là ta cùng cực phẩm tọa kỵ, cô mèo quả nữ chung đụng cơ hội tốt nhất. Miêu miêu lửa giận lăn lộn, tức giận đến giận sôi lên. Mèo ca, vì sao ta không thể làm cực phẩm tọa kỵ a? Ngươi nhìn ta trên lưng, hết thảy thì 9 cái nhô lên, so nữ nhân này, hùng vĩ nhiều. Lam Hoàng khó hiểu nói. Bởi vì ngươi thẻ trứng a, miêu miêu nói. Ngươi trứng quá nhỏ, thẻ không ngừng đi, Lam Hoàng ủy khuất nói. Miêu miêu nhìn xem Lam Hoàng. Nhìn lại mình một chút, xấu hổ cúi đầu. Lúc đó về sau, Bạch Tử Căng xuất ra màu đen thiên văn kết giới, trùm lên nhiên hồn kết giới phía trên, cho Lý Thiên Mệnh, một cái lớn nhất yên ổn tu luyện hoàn cảnh. Lý Thiên Mệnh bắt đầu suy nghĩ thần tiêu đệ tam kiếm, lúc này, chính là miêu miêu thời gian ngủ. Tại nó quấy dậy đòi hỏi phía dưới, Lý Thiên Mệnh vẫn là đem nó phóng ra. Miêu miêu mở to con mắt màu xanh lam, lấy ngây thơ, hồ đồ ánh mắt. Dơ lên phấn sắc tiểu đệm thịt, nhún nhảy một cái, đầy hiếu kỳ đi vào Bạch Tử Căng trước mặt. Nó lệch ra cái đầu, nháy mắt nhỏ, tò mò nhìn Bạch Tử Căng. Đây là nó, bắt được, tọa kỵ thủ đoạn, lần nào cũng đúng. Bạch Tử Căng nhìn nó liếc một chút. Meo, miêu miêu mở ra cái miệng nhỏ nhắn, cái kia phấn sắc cái mũi phá lệ đáng yêu. Lan, Bạch Tử Căng trừng mắt liếc. Meo, miêu miêu mơ hồ, hôm nay vậy mà thất thủ. Đi một bên. Bạch Tử Căng mắt trợn trắng lên, đối Lý Thiên Mệnh nói, người tiểu hoàng gà đâu, lấy ra chơi một chút. Miêu miêu như bị sét đánh. Lý Thiên Mệnh còn đang luyện kiếm đâu, câu nói này dọa đến hắn kém chút tẩu hỏa nhập ma, nửa ngày mới phản ứng được, nàng nói hẳn là Huỳnh Hỏa. Người khẩu vị đặc biệt a, Lý Thiên Mệnh ngạc nhiên nói. Trong lúc nói chuyện, hắn đem Huỳnh Hỏa bắt đi ra, ném cho Bạch Tử Căng. Một khắc này, Huỳnh Hỏa cảm giác đến mình đang nằm mơ. Hắn meo, rốt cục lật về một ván. Miêu miêu, lần nữa khóc không ra nước mắt. Thần Sơn Hoàng Kiếm, Xích Phiêm Hoàng Kiếm, Lôi Quân Hoàng Kiếm. Lý Thiên Mệnh tại cái này màu đen thiên văn trong kết giới, tái diễn sử dụng ba kiếm này. So với đem Thần Sơn Hoàng Kiếm dung nhập vào thần tiêu đệ nhị kiếm bên trong. Tựa hồ, đem ba loại kiếm pháp, một lần nữa dung hợp, sẽ càng tốt hơn một chút. Tạo thế chân vạc, tìm kiếm được một cái điểm thăng bằng. Thần Sơn Hoàng Kiếm làm nền bộ, Xích Phiêm Hoàng Kiếm cùng Lôi Quân Hoàng Kiếm ở trên, hình thành một cái ngược lại tam giác. Một kiếm này, đem khắp nơi cẩn trọng, hỏa diễm tiếp tục thiêu đốt cùng lôi đình bạo phát, triệt để dung hợp làm một kiếm. Theo Lam Hoàng Sơn Hải Thiên Ý bên trong, lĩnh hội tới Thần Sơn Hoàng Kiếm hàm ý. Ba kiếm hợp nhất, đinh. Một khắc này,
Đông Hoàng kiếm phía trên hội tụ ba loại thiên ý lực lượng, lại thêm Lý Thiên Mệnh đế hoàng thiên ý phụ ra trên đó. Một kiếm giết ra, hỏa diễm, lôi đình cùng thần sơn chi kiếm, hình thành hỗn loạn kiếm khí, sáng tạo ra lực sát thương mạnh hơn bạo phát. Thần tiêu đệ tam kiếm, xong rồi. Không tệ, không tệ. Bạch Tử Căng giơ lên huỳnh hỏa hai cái cánh đến vỗ tay. Huỳnh hỏa ở tại trong tay, thần sắc ảm đạm, suy yếu bất lực. Cái này thật hư. Dù sao, Bạch Tử Căng đã cầm lấy nó, vuốt vuốt hai ba ngày, nó từ lúc mới bắt đầu hưng phấn, đến chết lặng, đến bây giờ một mặt trống rỗng. Vài ngày muốn chạy, nhưng để Bạch Tử Căng bắt trở về, tiếp tục vuốt vuốt. Huỳnh hỏa hiện tại lớn nhất muốn nói là, Miu Miu, cái này cực phẩm tọa kỵ còn cho ngươi. Thiên Mệnh, người còn tại thiên ý cảnh giới, không ngớt thánh chiến quyết đều có thể tu luyện, hơn nữa còn là thần tiêu kiếm pháp, thiên phú của ngươi, so ta trong tưởng tượng cao hơn. Ta nhìn ra, ngươi muốn là từ nhỏ tại thần đô lớn lên, tuyệt đối có thể đến tới thần đô tối cao tầng thứ thiên tài trình độ. Bạch Tử Căng kinh ngạc trong lòng, tựa hồ lại tăng thêm một tầng. Tối cao tầng thứ. Hắn hai ngày trước vừa đánh Tần gia tam huynh đệ, 18-19 tuổi đã thiên ý tầng thứ 9. Viễn siêu Đông Hoàng cảnh cùng Khôn Nguyên cảnh. Cùng ta cùng tuổi, đại khái là cảnh giới gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngươi mấy tuổi? Bạch Tử Căng hỏi. Ta năm nay 14 tuổi. Lý Thiên Mệnh chẳng biết xấu hổ nói. Ngươi đánh rắm, thì ngươi cái này tướng mạo, chí ít 18. Bạch Tử Căng nói. Ha ha, Lý Thiên Mệnh cười không nói, tâm lý thầm nghĩ, nói như vậy, ta vẫn là dài đến rất non a. Chấm. Chờ ngươi 5 tháng sau đi thập phương đạo cung, liền có thể nhìn đến, thần đô thiên tài chân chính là cái gì tầng thứ, tuyệt đối vượt qua trí tưởng tượng của ngươi. Kỳ Lân cổ tộc cái này 40 năm đến, ra đời không ít cao thiên phú hài tử, đáng tiếc nhận lấy nhất thế chú ảnh hưởng, ức chế tu vi của bọn hắn. Nhưng bất kể nói thế nào, cũng so ngươi bây giờ cường không ít đi. Đây là Bạch Tử Căng nhìn qua hắn đánh bại Tần gia tam huynh đệ, cho ra kết luận. Nói cách khác. Cho dù là Kỳ Lân cổ tộc, đều có không ít 17-18 tuổi người trẻ tuổi, đạt tới thánh chi cảnh giới. Loại này khái niệm, tại Đông Hoàng cảnh xác thực không dám nghĩ. Nhớ đến cảnh vực chi chiến, quy nhất cảnh tầng thứ 9 đều có thể làm thánh thiên tử. Ta không thể làm ếch ngồi đáy giếng. Lý Thiên Mệnh nhớ đến Mạc Phú Thái Thượng nói qua, ếch ngồi đáy giếng, bốn chữ này. Cái này làm cho hắn rất khó chịu. Chí ít cái này nhiên hồn luyện ngục bên trong. So với người còn mạnh hơn người đồng lứa còn muốn không ít. Chậm rãi nỗ lực đuổi theo đi, thiếu niên. Bạch Tử Căng ngữ trọng tâm trường nói. Không có vấn đề. Đúng rồi, Bạch tỷ tỷ, người nói cái này nhiên hồn luyện ngục rất lớn, núi lửa bốn phía, cũng có hung thú, thậm chí có thánh ma thú tồn tại. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng thế, nhiên hồn hỏa sơn xung quanh, còn có không ít lòng đất không gian, đều là nhiên hồn luyện ngục thiêu đốt phạm vi. Những thứ này lòng đất không gian có thông hướng Trầm Uyên chiến trường động không đáy, về số lượng trăm. Cho nên, có không ít hung thú đều tại nhiên hồn luyện ngục bên trong sinh tồn, giết không sạch sẽ, cản đều ngăn không được. Bạch Tử Căng nói. Thì ra là thế, Lý Thiên Mệnh gật đầu. Trước kia nhiên hồn tộc sẽ lấy một loại thủ đoạn, phát ra dẫn dụ hung thú thanh âm, hấp dẫn hung thú tiến công nhiên hồn kết giới. Thời điểm đó Kỳ Lân cổ tộc còn cần phái ra đại lượng nhân mã ngăn cản thú triều. Nhưng nghe nói mấy năm này tình huống tốt hơn nhiều, nhiên hồn tộc không có bất kỳ cái gì âm thanh. Bạch Tử Căng lại nói. Mấy năm này không có động tĩnh, Lý Thiên Mệnh hồi tưởng lại, hai ngày trước chính mình nhìn đến hình ảnh. Hắn nghĩ, có thể hay không cùng trận kia hồn tế có quan hệ. Đúng thế, ngươi hỏi hung thú sự tình làm cái gì? Bạch Tử Căng hỏi. Ta muốn quất ra 3-4 ngày. Tìm thánh ma thú cấp thú giữ khác luyện một chút kiếm, đồng thời, nhìn xem có thể hay không cho ta cộng sinh thú, tế luyện một số linh nguyên thần thông. Lý Thiên Mệnh nói, tùy ngươi, dù sao buồn tẻ nhàm chán cực kỳ, đi thôi, Bạch Tử Căng nói. Bạch tỷ tỷ, Lý Thiên Mệnh nhìn chừng chừng lấy nàng. Làm gì? Đem ta tiểu hoàng gà trả lại cho ta đi, nó quá khó khăn. Lý Thiên Mệnh chỉ huỳnh hỏa nói. Không còn dùng được, Bạch Tử Căng nhìn thoáng qua tiểu hoàng gà. Đem ném cho Lý Thiên Mệnh. Huỳnh hỏa rốt cục giải thoát rồi. Cũng không tiếp tục đụng cực phẩm tọa kỵ. Trở lại cộng sinh không gian bên trong, huỳnh hỏa hư thoát nói. Gà đại ca, lấy dũng khí, đối mặt với ngươi gà sinh. Đông Sơn tái khởi, làm lại từ đầu. Miu Miu vỗ bờ vai của nó, như tên trộm cười nói.
Màu đen thiên văn kết giới tạm thời thu vào, Lý Thiên Mệnh nhìn một tuần, trước đây những cái kia hùng hùng hổ hổ người cuối cùng đã đi. Đi. Bạch Tử Căng dẫn đường, bọn họ tại cái này nhiên hồn kết giới phía trên xuyên thẳng qua, hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Bọn họ đây là tại đi nơi nào? Không biết. Đuổi theo. Không sợ bị đánh. Ta đánh không lại, có là người có thể đánh thắng, lần trước nếu không phải là người thiếu, nào có hắn phách lối cơ hội. Hắn muốn không phải khiếp đảm, chọn rùa đen rút đầu, đem chính mình giấu đi. Chỉ chốc lát sau, sau lưng liền theo một đám kỳ lân cổ tộc người trẻ tuổi. Không dứt, thật sự là nhàm chán. Bạch Tử Căng có chút khó chịu, lôi kéo Lý Thiên Mệnh trực tiếp ra tốc. Trong lúc nhất thời cuồng phong gào thét, quần áo bay phất phới, Bạch Tử Căng váy dài bay múa đầy trời, một đầu mùi thơm xông vào mũi tóc dài, không ngừng nhào vào Lý Thiên Mệnh trên mặt. Lấy nàng thiên chi thánh cảnh tốc độ, không lâu sau đó, thì hoàn toàn hất ra kỳ lân cổ tộc đệ tử. Trước mắt là một mảnh hoang vu lòng đất đồi núi, vô cùng tối tăm, một chút xa một chút đều thấy không rõ lắm, địa hình vô cùng phức tạp. Mặc kệ là mặt đất vẫn là vách núi nham thạch, trên cơ bản đều 10 phần nóng hổi, thiêu đến đỏ thẫm. Theo Trầm Uyên chiến trường bên kia chui qua tới, đại bộ phận đều là phổ thông hung thú. Cấp một thánh ma thú không nhiều, ta cho ngươi tìm một chút. Bạch Tử Căng nhìn về phía trước cái này cuồn cuộn mà phức tạp lòng đất không gian nói. Đã làm phiền ngươi. Không phiền phức. Lý Thiên Mệnh tốc độ cao nhất theo nàng cái này thân ảnh màu trắng. Bạch Tử Căng làm việc gọn gàng, nhanh chóng quyết đoán, khiến người ta rất dễ chịu. Cấp một thánh ma thú, lại so với thánh cảnh đệ nhất trọng đối thủ, một chút dễ dàng đối phó một số. Bạch Tử Căng nói không sai, nhiên hồn luyện ngục thánh ma thú xác thực không nhiều. Nửa canh giờ về sau, bọn họ đi tới xa xôi cách nhiên hồn hỏa sơn một khu vực. Càng đi về phía trước thì vượt qua nhiên hồn luyện ngục phạm vi. Bất quá, chung quanh đây hung thú tương đối nhiều. Bên này ít ai lui tới, chính là có thể tùy tiện xuất thủ địa phương. Thấy không, cấp một thánh ma thú, điện ngục yêu lang. Bạch Tử Căng chỉ hướng về phía trước, tại trong tầm mắt của nàng, phía trước tĩnh mịch trong sơn cốc. Có từng tia màu xanh lam điện xả quấn quanh rất nhiều lòng đất cây cối. Một đầu quái vật khổng lồ tại hành tẩu đi săn, điện quang mãnh liệt. Bất quá, đối cái này to như vậy mà tính mịch sơn cốc tới nói, nó còn có rất nhiều chỗ ẩn thân. Người vẫn là thiên ý cảnh giới tầng thứ 9, xác thực muốn đối quyết thánh ma thú. Bạch Tử Căng hoài nghi hỏi. Ta là thiên ý tầng thứ 6A, Lý Thiên Mệnh thẳng thắn nói ra lời nói thật, bởi vì hắn biết. Đối phương tuyệt đối sẽ không tin. Tiểu hỗn đản, còn muốn lừa phỉnh ta, lá gan không nhỏ. Bạch Tử Căng lườm hắn một cái. Nàng cho rằng, không có người có thể vượt qua nhiều như vậy cảnh giới, đánh tan đối thủ. Nhưng, làm ba đầu thái cổ hỗn độn cự thú ngự thú sư, tăng thêm Đông Hoàng kiếm cùng thiên thánh chiến quyết, Lý Thiên Mệnh có thể làm được. Thánh ma thú thú hồn, cũng là thánh thú chiến hồn. Nhưng là, tại chỗ tế luyện thánh thú chiến hồn, dù sao cũng so di truyền ngàn năm muốn tốt. Hắn để mắt tới cấp này thánh ma thú, điện ngục yêu lang, lặng yên tiến lên. Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu lấy nhỏ bé thân thể, một trái một phải, vô thanh vô tức tới gần con mồi. Còn Lam Hoang động tĩnh quá lớn, chỉ có thể ở thời khắc cuối cùng xuất chiến. Lý Thiên Mệnh dần dần tới gần về sau, hắn trông thấy cái này màu đen rừng rậm chỗ sâu, cái kia một đầu điện ngục yêu lang đang đến gần vài đầu bát giai hung thú tam sắc mi lộc. Điện ngục yêu lang là một đầu màu xanh lam yêu lang, toàn thân lông tóc như là cương châm, mạnh mẽ có lực, trên thân quấn quanh lấy tia điện, một đôi huyết hai mắt màu đỏ viết đầy hung tàn. Liền xem như thánh ma thú, tựa hồ không có gì trí tuệ, cùng tầm thường dã thú không cũng không khác biệt gì. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau, Lý Thiên Mệnh quất ra Đông Hoàng kiếm, đi theo mà đi. Huỳnh Hỏa theo bên trái tới gần, Miêu Miêu thì tại màu đen trong rừng rậm lấp lóe. Hắc sắc điện xà quấn quanh ở giữa, một chỉ có được huyết sắc móng vuốt mèo con, lặng yên tới gần con mồi. Động thủ. Tâm linh câu thông phía dưới. Ngay tại điện ngục yêu lang động thủ săn bắt trong nháy mắt, Lý Thiên Mệnh bọn họ vây quanh đúng chỗ, trực tiếp động thủ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 25.